Đại hào môn Tiêu Phàm. Chương 1401 dưới 5 môn đệ nhất thế gia. Giết, liên quân trong trận tinh kỳ phấp phới, từng đội tu sĩ tay cầm các loại pháp bảo pháp khí chen chúc mà ra. Mắt thấy ma quân sụp đổ, Trừ Cửu không chút do dự, hạ đạt truy kích mệnh lệnh. Mặc kệ ở đâu một trận chiến đấu bên trong, truy kích đều là tính giá so cao nhất. Tinh thần địch nhân đã sụp đổ, trận pháp tán loạn, chỉ lo co cẳng đào mệnh, hoàn toàn đánh mất đấu trí, lúc này truy sát tới cơ hồ là thuần túy giết chóc, thậm chí có thể đạt thành không thương vong tối cao tính giá so. Cơ hội như vậy, Trừ Cửu là chắc chắn sẽ không bỏ qua. Truy sát ra chính là trung quân một bộ phân, nguyên bản phân phối tới, chuẩn bị chi viện hậu quân, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Liên quân hậu quân tương đối yếu kém, mới vừa rồi bị ma quân áo giáp nặng sĩ ném súng công kích đánh cho trận hình tán loạn, tại tu sĩ cấp cao ước thúc phía dưới, vừa mới trọng chỉnh trận hình. Trung quân mới là tinh nhuệ, Tiêu Chân Nhân, chấm ngoặc kép, Mây Minh đuổi theo, hai tay ôm quyền chắp tay, kêu lên. Mặt mũi tràn đầy lại kinh lại đeo thần sắc, nguyên lai tưởng rằng cứ như vậy vứt bỏ hỏa long pháo, ai ngờ trong nháy mắt liền bị Tiêu Phàm đoạt trở về, kia ẩn nặc thuật kinh người ám ảnh tộc đại ma tôn, không có chút nào kháng cự chi lực tại chỗ bị diệt, còn tiện thể làm ma quân một pháo. Như thế vũ dũng, thế chỗ hãn hữu. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, tay vừa nhấc đem hỏa long pháo thả tới, trả lại cho hắn. Tiêu Chân Nhân, ta đi đánh rắn dập đầu. Trần Tuyết Băng từ bên cạnh hắn vút qua, một lát cũng không ngừng lại, hưng phấn kêu to. Trừ Cửu theo sát phía sau, đến Tiêu Phàm bên người. Tiêu Phàm bận bịu tức nói, Cửu ca, ngươi theo sau, thấy tốt thì lấy, không nên quá xa. Hắn là thật có chút bận tâm Trần Tuyết Băng không biết nặng nhẹ, một đường truy giết tiếp, không khỏi bên trong ma nhân gian kế. Được, ta hiểu được, Trừ Cửu khoát tay chặn lại, vội vã đi theo. Hắn là rất không yên lòng Trần Tuyết Băng. Trận này truy sát quả nhiên là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Ma quân đã triệt để lộn xộn, chỉ lo chạy trốn, bị liên quân giết đến quăng mũ cởi giáp vứt xuống vô số thi thể. Nếu không phải tam giác thành bên trong thấy tình thế không ổn, lập tức phái ra đại đội nhân mã cưỡng ép công kích liên quân tiền đạo trận địa. Tiêu Phàm lo lắng hai mặt thụ địch, lúc này mới mệnh lệnh bây giờ thu binh. Không phải, sợ là muốn một đường truy sát đến ở ngoài mấy ngàn dặm. Đại bại mà chạy, ma quân thật vất vả mới đứng vững trận cước, đâm xuống doanh trại quân đội. Một trận chiến này, Tiêu Phàm đơn thương độc mã. Tại lưỡng quân trận trước triệt để đánh ra uy phong, những cái kia nguyên bản trong lòng chẳng phải chịu phục siêu cấp tông môn hậu kỳ đại tu sĩ, xem như kiến thức đến vị này vô cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân bản lĩnh cũng không thể nói gì hơn nữa, ngoan ngoãn phụng Tiêu Phàm làm chủ. Nhưng Tiêu Phàm tâm tình, lại vô luận như thế nào cũng vui vẻ không dậy. Thu binh về sau, trung quân đại trướng truyền xuống hiệu lệnh, các bộ quần thủ trận cước nghiêm phòng ma quân đánh lén. Không có có mệnh lệnh, không được thiện động, trung quân trong đại trướng Tiêu Phàm. Trừ Cửu, Trần Tuyết Băng, Âu Dương Thiên, Hoàng Tuyền Thiếu Quân cùng hậu kỳ đại tu sĩ phân chủ khách ngồi xuống. Âu Dương Thiên cùng Hoàng Tuyền Thiếu Quân kỹ càng giới thiệu Bạch Vân Thành bị ma quân tập kích chiếm lĩnh tình huống. Gia gia của ta bọn hắn đâu? Trần Tuyết Băng hỏi, một trận chiến này tiên phong đều là bọn hắn những này nguyên anh tu sĩ, Ngộ Linh Kỳ lão tổ chỉ ở phía sau màn tọa chấn. Nhưng mà mấy vị kia lão tổ, mới thật sự là định hải thần châm, có bọn họ âm thầm chú ý tiền đạo các tướng sĩ mới trong lòng yên ổn, tránh lo âu về sau. Bây giờ chiến cuộc bỗng nhiên đảo ngược, rất rõ ràng đây là ma nhân đã sớm bày cái bẫy. Chẳng lẽ Ngộ Linh lão tổ trước đó ai cũng không có phát giác a? Âu Dương Thiên thần sắc càng thêm ngưng trọng lên, thấp giọng nói, theo ta được biết mấy vị lão tổ trước đó vài ngày, liền rời đi, không tại Bạch Vân Thành phụ cận. Vì cái gì? Xảy ra chuyện gì rồi? Trần Tuyết Băng bận bịu thức hỏi, nghe nói là phát hiện thất dạ giới Ngộ Linh Kỳ lão tổ tung tích, mấy vị lão tổ lo lắng bọn hắn ra vẻ, lúc này mới vội vã đuổi tới. Hiện tại ai cũng không biết mấy vị lão tổ đi nơi nào. Chấm ngoặc kép, mỗi người sắc mặt đều trở nên 10 điểm ngưng trọng, thất dạ giới Ngộ Linh lão tổ chợt lại vào lúc này lộ diện, vô luận như thế nào đều để người cảm thấy, trong lúc này khẳng định có lấy một loại nào đó âm mưu quỷ kế. Mà lại là một cái rất lớn cái bẫy, dưới mắt đã hiện ra mánh khóe. Mặc dù hôm nay hai viên ly hỏa đạn xuống dưới, ma quân vội vàng không kịp chuẩn bị, liên quân đại hoạch toàn thắng, nhưng cục bộ thắng lợi căn bản cũng không đủ để cải biến toàn cục. Trước mắt mà nói, thất dạ giới ma quân đối với liên quân chia ra bao vây chi thế đã thành, đây không phải một trận cục bộ thắng lợi có thể thay đổi được. Thất dạ giới âm mưu ứng sẽ không phải là hướng về phía mấy vị lão tổ đi à. Tiêu Phàm trầm giọng nói, giống như là đặt câu hỏi, lại giống là tự lẩm bẩm. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn lo lắng, đều là dưới mắt liên quân tình cảnh, Tiêu Phàm lại đang lo lắng mấy vị Ngộ Linh lão tổ an nguy. Ngẫm lại cũng không kỳ quái.
Chỉ cần không có Ngộ Linh Kỳ lão tổ tham chiến, dù là ma quân vây khốn lại nghiêm Tiêu Phàm muốn thoát thân mà đi cũng tuyệt đối không người dám ngăn cản. Ngay cả đại ma tôn đều đảo mắt liền bị diệt sát, cái khác ma nhân, không cần phải nói. Chắc là không có chuyện gì đâu, thất dạ giới lại khó lường, còn có thể đem mấy vị lão tổ như thế nào. Coi như không thắng, thoát thân tuyệt không vấn đề. Chốc lát, Trừ Cửu nói. Mọi người nhao nhao gật đầu. Mặc kệ như thế nào, chúng ta bây giờ chỉ có thể thủ vững chờ cứu viện. Cùng các lão tổ rảnh tay, khẳng định sẽ trước tới cứu viện. Không hề nghi ngờ, đây là xuất từ Âu Dương Thiên đề nghị. Vị này Hạo Thiên Tông tương lai tông chủ tu vi không thấp, lá gan lại thực tế không lớn. Khó trách năm đó Âu Dương Uy dã tâm bừng bừng, tập trung tinh thần muốn siêu việt mình vị này Đường huynh, trở thành Hạo Thiên Tông tông chủ người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Nói đến Âu Dương Thiên ước chừng là Hạo Thiên Tông tu sĩ cấp cao bên trong, trừ Âu Dương Minh Nguyệt bên ngoài, đối Tiêu Phàm nhất không ghét một vị, thậm chí còn đối vị này cô phụ trong lòng giấu giếm cảm kích. Nếu không phải Tiêu Phàm năm đó diệt sát Âu Dương Uy, chỉ sợ hắn thật đúng là chưa chắc có thể tranh đến qua vị kia đường đệ. Mảnh luận phía dưới, Tiêu Phàm mới là bảo vệ hắn Hạo Thiên Tông thiếu vị trí tông chủ đại công thần. Cứ việc mọi người trong lòng đối vị này Âu Dương thiếu chủ cẩn thận, rất có phê bình kín đáo, đối với hắn lời nói này, lại đều không có phản bác. Dưới mắt cũng chỉ có thể dạng này. Sau mấy tháng, Tam Giác Thành bên ngoài, liên quân trận địa trung quân ngoài trướng, một mặt soái chữ đại kỳ cao cao đứng sững, đón gió phấp phới, uy phong lẫm liệt. Soái kỳ phía dưới là liên quân trung quân trướng. Trong trướng bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Hơn 10 tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ hội tụ cùng một chỗ, riêng phần mình ngưng thần lắng nghe một tên đen gầy nam tử nói chuyện. Tên này đen gầy nam tử, vóc dáng thấp nhỏ, khuôn mặt hèn mọn đen nhánh, nhìn một cái, bình thường phải không thể lại bình thường, trên thân không ngờ tản mát ra nguyên anh trung kỳ tu sĩ linh áp, tại một đám đại tu sĩ trước mặt, dung mạo kính cẩn, lại cũng không khẩn trương e ngại, ăn nói rõ ràng, chậm rãi mà nói. Thư đạo hữu, ngươi có thể xác định, ma tộc đại quân ngay tại tấn công mạnh nguyên linh thành. Một tên thân mặc áo bào trắng, tóc quan xoắn hậu kỳ đại tu sĩ, trầm giọng hỏi. Từ tên này bạch bào đại tu sĩ trên thân lộ ra linh áp khí thức đến xem, người này cũng là vu linh một mạch truyền nhân. Tại Nam Châu Đại Lục phàm là vu linh truyền nhân, trừ ra những cái kia cực kỳ xa xôi địa khu chi nhánh, cái khác tuyệt đại bộ phân đều cùng nguyên linh giáo có thiên ti vạn lũ liên quan. Được xưng là thư đạo hữu, đen gầy nam tử nhẹ gật đầu, nói tại hạ xác định. Đây là ma quân thủ lĩnh nghị sự thời điểm, tại hạ chính tai nghe được. Vì lần này đại chiến, ma nhân sớm liền tại kín đáo chuẩn bị. Đem viện quân của chúng ta hấp dẫn đến Bắc Ninh bán đảo đến, chỉ là bước đầu tiên. Nhưng mà đem chúng ta vây ở chỗ này, ma quân chủ lực lại thừa cơ tấn công mạnh Nguyên Linh Thành. Liền trước mắt mà nói, Nguyên Linh Giáo, Chân Vũ Môn, Huyền Âm Giáo cùng ba đại tông môn tạo thành liên minh, mới là ma quân thứ nhất tử địch. Một khi cướp đoạt Nguyên Linh Thành, chẳng khác nào triệt để đánh bại Tam Giáo liên minh. Toàn bộ Bắc Minh đại địa, liền toàn bộ về ma quân chiếm cứ. Chỉ cần Tam Giáo liên minh một đổ, Triệu Tề Thà Trần cùng đại quốc liền trực tiếp bại lộ tại ma quân binh phong phía dưới. Một khi Triệu Tề Thà Trần các nước bị ma quân chiếm lĩnh, trận này giao diện đại chiến, chúng ta Nam Châu đại lục cơ bản liền thua, lại vô xoay người cơ hội. Chấm ngoặc kép, đen gầy nam tử ngữ khí bình tĩnh, lời nói ra, nhưng lại làm kẻ khác mồ hôi lạnh chảy ngang. Nói hưu nói vượn, ma quân nghĩ muốn đánh xuống Triệu quốc, nước Triệu Tề quốc, thả nước Trần quốc, nào có dễ dàng như vậy. Âu Dương Thiên nghiêm nghị quát, hướng đen gầy nam tử trợn mắt nhìn. Đen gầy nam tử hướng Âu Dương Thiên hơi khẽ khom người, trầm giọng nói, Âu Dương thiếu chủ bớt giận, tại hạ chỉ là tại thuật lại ma nhân ngôn ngữ, cũng không đại biểu tại hạ ý kiến của mình. Như trước vẫn là không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, không sợ hãi chút nào chi sắc. Tiêu Phàm nhẹ nhàng nhìn Âu Dương Thiên một chút, lắc đầu. Âu Dương Thiên liền đem lời đến khóe miệng ngữ nuốt trở vào, nhẹ nhàng, hừ, một tiếng, hiển nhiên hay là đối đen gầy nam tử ngôn ngữ có chút bất mãn. Thư đạo hữu lời nói, đều là thật a. Một tên áo đen lão ẩu, la hét hỏi nói. Tên này lão ẩu tóc trắng phơ, một mặt khe rãnh tung hoành tựa hồ già đến ngay cả răng đều rơi sạch, nhưng trên thân lộ ra kia cỗ uy áp chi khí, lại so trong chướng đại đa số nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đều cường đại hơn nhiều, thậm chí liền thân cư chủ vị Tiêu Phàm, đều có vẻ không bằng. Đương nhiên, đây là bởi vì hạo nhiên chính khí anh hoa nội liễm, phong mang không hiện. Cái này áo đen lão ẩu rõ ràng tu luyện chính là cực kỳ công pháp bá đạo. Đen gầy nam tử hướng áo đen lão ẩu khẽ khom người, lạnh nhạt nói, tại phu nhân, thư mỗ chính tai nghe thấy, không có nửa điểm hư giả. Hoàng Tuyền thiếu quân ngắt lời nói, tại phu nhân, thư gia danh xương dưới năm môn đệ nhất thế gia, thư đạo hữu dịch dung giả dạng chi thuật, không nói thiên hạ vô song, cũng đã đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, hắn cam mạo kỳ hiểm, một mình xâm nhập ma quân đại doanh điều tra tin tức, lời nói nhất định không giả.
Đen gầy nam tử lại hướng Hoàng Tuyền thiếu quân nhẹ nhàng khom người một chút, lấy đó cảm tạ. Dưới năm môn, đây thật ra là một cái mang theo kỳ thị xưng hô. Phàm là bị tính vào dưới năm môn tông môn cùng thế gia, đều sẽ bị người coi khinh, nhất là vì danh môn đại phái chỗ khinh thường. Trên thực tế, ngàn vạn năm đến, dưới năm môn đã sớm vượt qua, năm môn, phạm chủ chỉ ít có mấy chục cái tông môn thế gia bị tính vào dưới năm môn hàng ngũ. Mà dần dần, dưới năm môn cũng không còn làm người coi khinh, mà vẻn vẹn chỉ là đại biểu cho một loại nào đó không thường gặp thuật, không giống bình thường công pháp truyền thừa. Thật giống như Thiên Diệu Cung tả đạo chi thuật vang danh thiên hạ. Chỉ vì Thiên Diệu Cung cùng Vô Cực Môn không hề tầm thường quan hệ mật thiết, Thiên Diệu Cung mới không có bị tính vào dưới năm môn bên trong. Đương nhiên, tại những cái kia siêu cấp danh môn đại phái tu sĩ cấp cao trong mắt, dưới năm môn vẫn có chút bất nhập lưu. Chương 1402, phản bội. Thất Dạ Giới một mặt hướng Nguyên Linh Thành quy mô tiến công, một mặt đem chúng ta áp xúc tại cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, hai bên đều duy trì cường đại thế công, như thế nói đến, Thất Dạ Giới là cả tộc động viên. Bằng không mà nói, gì đến cường đại như thế binh lực. Trừ Cửu trầm giọng nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nói, Thất Dạ Giới cương vực vốn là so với chúng ta Nam Châu Đại Lục càng quảng đại, diện tích lãnh thổ càng bao la. Nam Châu Đại Lục cũng không phải là toa ma giới toàn bộ, còn có một cái Huyết Linh Đại Lục, nghe nói diện tích lãnh thổ không tại Nam Châu Đại Lục phía dưới. Lấy toa ma giới một nửa, đối kháng Thất Dạ Giới toàn bộ, vốn là ở thế yếu. Chính là bởi vì toa ma giới bị chia cắt thành hai mảnh hỗ bất tương liên đại lục mà lại ở vào mấy cái giao diện giao hội trung tâm, cho nên hai lần giao diện đại chiến đều trở thành giới diện khác toàn lực xâm lấn đối tượng. Trần Tuyết Băng khẽ nói, mặc dù như thế, nhưng bọn hắn nhất định không dám làm đến nơi đến chốn, cũng nên lưu một chút binh lực trông coi hậu phương. Chúng ta Nam Châu cả tộc động viên thực lực cũng không yếu hơn bọn họ. Tiêu Phàm gật đầu xưng là. Kỳ thật ở sâu trong nội tâm, hắn cũng không hoàn toàn tán đồng Trần Tuyết Băng quan điểm. Nam Châu Đại Lục vấn đề lớn nhất chính là năm bè bảy mảng. Thật muốn cả tộc động viên, bện thành một sợi dây thừng tự nhiên không sợ Thất Dạ Giới. Nhưng là có hay không có thể đạt thành mục tiêu, muốn nhìn kết quả của trận chiến này. Nếu như một trận chiến này, Thất Dạ Giới toàn thắng, khốn thủ Bắc Ninh bán đảo liên quân bị toàn diệt, Nguyên Linh Thành lại bị công phá, đem chiến tuyến nhất cử đẩy đi vào Triệu Tề Thà Trần bốn quốc cảnh bên trong, đối Nam Châu Đại Lục tu chân giới sĩ khí, nhất định là hủy diệt tính đả kích. Đến lúc đó, các đại tông môn khẳng định là toàn diện co vào binh lực cố thủ vài tòa chủ thành để cầu tự vệ, cuối cùng bị Thất Dạ Giới tiêu diệt từng bộ phận. Nếu là trận chiến này xuất hiện chuyển cơ, Thất Dạ Giới tính toán thất bại, Nam Châu Liên Quân thì hội sĩ khí đại trấn, không nói nhất cử đem Thất Dạ Giới ma quân đánh tan, chỉ ít có thể vững chắc hiện hữu phòng tuyến. Hình thành đánh giằng co. Để Ngộ Linh Kỳ các lão tổ có thời gian dần dần đem tất cả tông môn thế gia đều đoàn kết lại, chân chính cả tộc động viên cùng Thất Dạ Giới quyết nhất tử chiến. Bất quá từ tình hình bây giờ nhìn, thực tế không thể lạc quan. Chỉ là thân là liên quân thủ lĩnh, Tiêu Phàm quyết không thể tùy tiện nói ra tiết khí lời nói tới. Nếu không, đối sĩ khí đem sẽ đưa đến ảnh hưởng không thể lường được. Bắc Minh biển cả chỗ sâu kết nối Thất Dạ Giới không gian thông đạo, ta tự mình đi nhìn qua, mặc dù phi thường to lớn, nhưng cũng không 10 điểm ổn định, đại quy mô từ Thất Dạ Giới vận chuyển nhân viên vật tư tới, hay là rất khó khăn. Mà lại từ không gian thông đạo lối ra đuổi tới Bắc Minh đại lục. Cũng là một đoạn dài rằng giặc đường xá. Trong biển các loại hung thú tứ ngược, còn có hải khiếu lôi bạo, các loại thiên tai, muốn thuận lợi đến Bắc Minh chi địa cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiêu Phàm chậm rãi nói, tất cả mọi người rất chuyên chú nhìn qua hắn, lần này Thất Dạ Giới hẳn là bỏ hết cả tiền vốn. Ta đoán chừng, bọn hắn hẳn là đem tất cả lực lượng dự bị đều nện tiến đến. Một khi chiến bại, trong thời gian ngắn, bọn hắn là rất khó lại được đến đại lượng bổ sung. Cho nên, kết quả của trận chiến này cực kỳ trọng yếu. Chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, đánh thắng một trận, chỉ cần một trận đánh thắng, toàn bộ chiến cuộc đều sẽ lập tức đổi mới. Trừ Cửu lập tức gật đầu, nói, chính là ta hoàn toàn đồng ý Tiêu Chân Nhân lời nói. Nếu là đánh trận kia liền không có cái gì may mắn có thể nói, chỉ có thể liều mạng tử chiến. Đánh thắng mới là trọng yếu nhất, một đám đại tu sĩ đều gật đầu nói phải. Thư Đạo Hữu lại nói một chút ma quân tình huống khác, mọi người liền là nhao nhao tán đi. Tiêu Phàm tự mình đưa tới cửa, một đạo đừng. Trong khoảnh khắc bên trong quân trướng liền trở nên an yên tĩnh, chỉ còn lại có Tiêu Phàm cùng Trừ Cửu. Mấy tháng qua Trừ Cửu đã bị cùng đề cử vì Tiêu Phàm phụ tá, hiệp trợ Tiêu Phàm thống lĩnh 1 triệu đại quân. Thư Mỗ còn có lời không nói. Trừ Cửu bưng lên mấy bên trên chén rượu, ngửa cổ một cái, đẩy uống cúp làm, nhíu mày nói.
đen gầy nam tử báo cáo quân tình thời điểm, lưu lại một tay, Trừ Cửu như thế nào nhìn không ra. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, nói ta đã thông báo Thư đạo hữu, hắn lập tức liền sẽ tới. Phút chốc đen gầy nam tử lại xuất hiện tại trung quân trong trướng, hướng Tiêu Phàm cùng Trừ Cửu ôm quyền làm lễ cung kính thanh âm, gặp qua Tiêu trưởng giáo, Trừ thiếu chủ. Thư đạo hữu không cần phải khách khí, mời tới bên này ngồi. Tiêu Phàm lập tức năm ngón tay luân chuyển, từng đạo pháp quyết đánh ra, đem trung quân đại trướng cấm chế khởi động, triệt để che đậy, bất kỳ người nào cũng không thể trộm nghe bọn hắn tại trong trướng nói chuyện. Thư đạo hữu, ma quân bên kia, đến cùng còn có những cái nào động tĩnh? Trừ Cửu không kịp chờ đợi mà hỏi. Ma quân ngay tại tăng binh, đen gầy nam tử trả lời gọn gàng, lại làm cho Tiêu Phàm cùng Trừ Cửu đều lấy làm kinh hãi. Còn tại tăng binh, đúng vậy, theo tại hạ biết, gần đây lại có 3 vị hậu kỳ đại ma tôn sẽ xuất lĩnh môn nhân đệ tử chạy tới. Mấy tên ma nhân thủ lĩnh chính đang thương nghị, chờ bọn hắn đuổi tới về sau, liền muốn cùng trong thành ma quân một đạo, trong ngoài giáp công quân ta, đánh một trận kết thúc càn khôn. Đen gầy nam tử thần sắc trở nên 10 điểm ngưng trọng. Tiêu Phàm cùng Trừ Cửu liếc nhau, sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Lúc trước xa rời hỏa đạn chấn nhiếp về sau cảm giác sợ hãi dần dần biến mất về sau, ma quân một lần nữa hướng liên quân trận địa tới gần, mấy tháng đến nay, liên quân đã không chỉ một lần cùng ma quân giao phong. Tổng thể đến nói, song phương lẫn nhau bị tổn thương. Tiêu Phàm mặc dù không có tự thân xuất mã, lại một mực kiềm chế lại ma quân phương diện chỉ ít 4 tên trở lên đại ma tôn. Hắn không dưới trận kia mấy tên đại ma tôn cũng từ đầu đến cuối không dám vọng động. Xem ra ma quân phương diện đối Tiêu chân nhân thực lực có 10 điểm thanh tỉnh nhận biết, không có tổn lấy mảy may may mắn tâm lý. Chỉ ít cần 4 tên cùng giai tu sĩ mới có thể kiềm chế lại Tiêu Phàm. 1-2 tên đại ma tôn tùy tiện đi lên cùng Tiêu Phàm giao thủ chỉ sợ là đưa hàng tới cửa. Chính là bởi vì dạng này, so ra mà nói, ma quân phương diện tổn thương so liên quân càng nặng một chút. Dù là như thế, liên quân phương diện tổn thất đã để bọn hắn những người đầu não này lo lắng. Mặc dù tạm thời còn không có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thụ thương, nhưng đã có mấy tên trung kỳ tu sĩ tại trong giao chiến chưa thể toàn thân trở ra, về phần nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thụ thương càng nhiều, thậm chí có mấy tên sơ kỳ tu sĩ vẫn lạc. Cần gấp nhất chính là, bọn hắn bị vây ở chỗ này, hậu viện đoạn tuyệt, những này, tu sĩ cấp cao kia là chết một cái thiếu một cái, không chiếm được bổ sung. Không giống ma quân đội mặt, có liên tục không ngừng máu mới bổ sung tiến đến, song phương lực lượng đối so thiên bình vẫn luôn tại hướng ma quân bên kia nghiêng. Huống chi, hiện tại ma quân lại có đại lượng viện quân đuổi tới. Quang hậu kỳ đại ma tôn liền có 3 tên nhiều. Thiên bình nghiêng ra tốc. Nếu như lại thêm tam giác thành bên trong ma quân, ngoài thành liên quân có thể nói đã ở vào tuyệt đối thế yếu. Mắt thấy đen gầy nam tử một bộ muốn nói lại thôi thần sắc, Tiêu Phàm trầm giọng nói, Thư đạo hữu có chuyện nói thẳng, trong lúc nguy cấp tất cả mọi người muốn thẳng thắn. Đen gầy nam tử vội vàng khom người một chút, nói, là. Nghe nói, Liễu Thành bên kia chiến sự, đã kết thúc. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm cùng Trừ Cửu gần như đồng thời giơ lên lông mày mau, chấn kinh chi sắc tràn tại nói đồng hồ. Cái gọi là Liễu Thành, là Bắc Ninh bán đảo phía tây nhất một cái thành lớn, là ma đạo tông môn nơi tụ tập, trước đó vài ngày, bị thất dạ giới ma quân công kích quá gấp, Bạch Vân Thành công phá về sau, xuất đội hướng Liễu Thành phương hướng tiến công, là Cửu Âm thiếu chủ cùng ma đạo tông môn đại tu sĩ thực lực mạnh cũng không tại Tiêu Phàm cái này cùng một đội ngũ phía dưới. Kia 3 tên đại ma tôn, chính là từ Liễu Thành bên kia chạy tới. Đen gầy nam tử bổ sung nói, kia làm sao có thể? Thực lực bọn hắn cũng không yếu, làm sao lại cứ như vậy đổ rồi. Trừ Cửu có chút kích động kêu lên. Đen gầy nam tử do dự một chút nói, có quan hệ Liễu Thành tin tức tại hạ cũng là nghe lén 2 tên nguyên anh sơ kỳ ma nhân đàm luận, là thật hay không, tại hạ cũng không dám khẳng định. Tiêu Phàm khoát tay chặn lại, ngươi cứ việc nói. Là, theo kia 2 tên ma nhân nói, Liễu Thành chiến sự sở dĩ có thể nhanh như vậy liền thấy rõ ràng, chủ yếu vẫn là bởi vì có người phản bội. Hắc Thủy Minh mấy cái ma đạo tông môn thụ thất dạ giới ma nhân dụ hoặc tại 2 quân giao chiến thời điểm đột nhiên phản bội, phá hư liên quân hộ vệ đại trận từ phía sau phát động đánh lén, quân ta 2 mặt thụ địch bị đánh trở tay không kịp cho nên toàn tuyến sụp đổ. Chấm ngoặc kép, đen gầy nam tử cân nhắc từng câu từng chữ, trầm giọng nói. Kia Diêm đạo hữu bọn người, như thế nào rồi? Tiêu Phàm lập tức hỏi. Cái gọi là Diêm đạo hữu, dĩ nhiên chính là Cửu Âm thiếu chủ. Đen gầy nam tử cẩn thận đáp, Diêm thiếu chủ mấy vị đại tu sĩ, nghe nói riêng phần mình phá vây mà đi, đến tiếp sau như thế nào, kia 2 cái ma nhân cũng không hiểu biết. Lấy Cửu Âm thiếu chủ cùng hậu kỳ đại tu sĩ thần thông, chỉ cần không gặp được Thiên Ma thiếu chủ như thế nghịch thiên cùng giai tu sĩ, dù coi như tại trong trăm vạn quân, chỉ cần mình thoát thân, hay là không khó làm được.
không hơn 100 vạn đại quân cứ như vậy toàn quân bị diệt, ngẫm lại đều làm người ta trong lòng vô cùng bất an. Mà lại, Liễu Thành chiến sự kết thúc, Ma quân liền có thể điều nhân thủ, hướng bọn hắn bên này phát động tấn công mạnh. Cái này Hắc Thủy Minh, chỗ này dám như thế. Trừ Cửu giận tím mặt kêu lên. Đen gầy nam tử nói, những này ma nhân, vốn là nhiều lần không chừng. Hắc Thủy Minh danh tiếng càng là cực kém, từ trước đến nay có sữa chính là nương. Thư gia tuy là dưới năm môn, nhưng xưa nay không cảm thấy mình là ma đạo. Tiêu chân nhân, trừ thiếu chủ tại hạ cảm thấy, chúng ta muốn chuẩn bị sớm. Tại hạ nghe kia mấy tên ma nhân thủ lĩnh nói, Nguyên Linh Thành bên kia chiến sự vẫn như cũ rằng co, ma quân mặc dù cạn kiệt toàn lực cũng không thể lấy được ưu thế áp đảo. Cho nên ma quân đại thủ lĩnh đang thúc giục gấp rút bọn hắn bên này sớm ngày kết thúc điều nhân mã đi Nguyên Linh Thành trợ chiến. Ma nhân thủ lĩnh đã thương định cùng 3 tên đại ma tôn vừa đến, lập tức sẽ cùng tam giác thành bên trong ma quân, đối quân ta trong ngoài giáp công. Đen gầy nam tử lo hiện ra sắc, lấy hắn có 102 thiên hạ dịch dung giả dạng chi thuật cùng ẩn nấp thần thông, dù coi như liên quân toàn tuyến tan tác muốn thoát thân mà đi cũng không tính việc khó. Nhưng mà lần này đại chiến, bọn hắn thư gia cũng tới không ít đệ tử, trong đó rất nhiều đều là tộc bên trong thiên phú kiệt xuất hậu sinh vãn bối, nếu là tất cả đều tăng ở chỗ này, thư gia chỉ sợ sẽ như vậy không gượng dậy nổi, dưới 5 môn đệ nhất thế gia tên tuổi, lập tức đổi chủ. Mà từ 2 phe địch ta lực lượng đối gần đây nhìn, nếu như không có kỳ tích phát sinh, liên quân toàn tuyến sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Dù là Tiêu Phàm lại dũng mãnh phi thường cái thế cũng không làm nên chuyện gì. Tại dạng này mấy triệu đại quân quyết chiến bên trong, một năng lực cá nhân mạnh hơn cũng không đủ xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc. Chương 1403 kế hoạch thế nào? Tiêu chân nhân, những cái kia ma nhân thủ lĩnh thậm chí chuyên môn nghiên cứu đối phó ngươi phương lược. Chấm ngoặc kép, thật sao? Bọn hắn là thế nào nghiên cứu? Tiêu Phàm liếc nhìn hắn một cái, nhiều hứng thú hỏi. Bọn hắn chuẩn bị điều 4 tên hậu kỳ đại ma tôn cộng thêm 8 tên am hiểu liên thủ tác chiến trung kỳ ma tôn liên thủ đối phó ngươi. Không cầu diệt sát, chỉ cần cuốn lấy ngươi, để ngươi không rảnh quan tâm chuyện khác là được. Đen gầy nam tử nói, trên mặt lộ ra cực kỳ nét mặt cổ quái. Đối phó 1 tên cùng giai tu sĩ, ma đại quân người vậy mà như lâm đại địch bày ra tình hình như vậy, quả thực khiến người khó có thể tin. 4 tên hậu kỳ đại ma tôn cộng thêm 8 tên am hiểu liên thủ tác chiến trung kỳ ma tôn, thực lực mạnh đủ để bù đắp được 6-7 tên hậu kỳ đại ma tôn. 7-1, cái này đã coi như là ưu thế tuyệt đối, lôi đình vạn quân chi lực. Ai ngờ ma mọi người mục đích cũng bất quá chỉ là muốn cuốn lấy Tiêu Phàm mà thôi. Thực lực như vậy, e là cho dù là cuốn lấy 1 tên ngộ linh kỳ lão tổ, hẳn là cũng đủ chứ. Nhớ tới mấy vị kia ma nhân thủ lĩnh thương nghị lúc biểu lộ chi trịnh trọng, đen gầy nam tử liền biết bọn hắn ở sâu trong nội tâm kỳ thật vẫn là rất không thoải mái, thậm chí đang hoài nghi, lực lượng như vậy, phải chăng đầy đủ cuốn lấy Tiêu Phàm. Thực tế người này biểu hiện ra ngoài loại thần thông quá mạnh, ngay cả thiên ma thiếu chủ 2 lần biến thân đều bị diệt sát, coi là thật không thể tưởng tượng. Bọn hắn không khỏi cũng quá đề cao ta. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm cười cười, nói. Nụ cười kia nhàn nhạt chiết xạ ra cực độ tự tin, tựa hồ cảm thấy ma nhân nhóm trịnh trọng như vậy việc hoàn toàn chuyện đương nhiên. Bất quá lập tức cái này một vòng tiếu dung liền ẩn liễm không gặp, Tiêu Phàm nặng nề song mi có chút nhàu. Hiển nhiên, một mình hắn mạnh hơn cũng vô pháp phản hồi trước mắt liên quân gặp phải khốn cục. Tiêu chân nhân, chỉ sợ muốn suy tính một chút đường lui, không nên đến thời điểm không có kết cấu gì tổn thất quá lớn. Rốt cục Trừ Cửu mở miệng nói ra, nhìn ra được hắn tại ở sâu trong nội tâm làm quyết định như vậy phi thường gian nan, nói như vậy. Liền mang ý nghĩa muốn từ bỏ tuyệt đại bộ phân, chỉ vì số ít tu sĩ cấp cao lưu một con đường sống. Dù coi như như thế, cũng còn muốn trước đó chu đáo chặt chẽ chuẩn bị, gì người công kích, gì người đoạn hậu, từ chỗ nào xé đục cái lỗ hổng, hướng đi đâu vân vân. Đều muốn an bài rõ ràng. Bằng không mà nói, sự đáo lâm đầu, chỉ sợ trừ tu vi cao nhất nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cùng bộ phân cường hãn trung kỳ tu sĩ bên ngoài, những người khác là một con đường chết. Tại như thế quy mô đại hỗn chiến bên trong, dù cho là bình thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ, đều rất dễ dàng vẫn lạc, liền lại càng không cần phải nói nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Nếu như tuyệt đại bộ phân tu sĩ cấp cao đều có thể giết ra ngoài, có lẽ cũng đã là kết cục tốt nhất. Trừ thiếu chủ, chấm ngoặc kép. Đen gầy nam tử không khỏi hãi nhiên, yên lặng nhìn qua Trừ Cửu. Mặt mũi tràn đầy không muốn tin thần sắc, hắn thực tế nghĩ không ra, dạng này lời nói, sẽ từ Trừ Cửu miệng bên trong nói ra. Khác bất luận một vị nào hậu kỳ đại tu sĩ nói lời như vậy, đen gầy nam tử đều có thể tiếp nhận, nhưng liền không nên là Trừ Cửu. Cửu công tử gì cùng ngạo khí, nếu như nói, 1 triệu liên quân bên trong,
Thần thông mạnh nhất là Tiêu Phàm, làm người nhất giảng nghĩa khí, lại nhất định là Trừ Cửu. Điểm này, Đãi không thể nghi ngờ hỏi. Đen gầy nam tử thậm chí cho rằng, dù là liên quân chiến đến người cuối cùng, cũng vẫn như cũ sẽ không khuất phục lời nói, vậy người này, nhất định là Trừ Cửu. Rất hiển nhiên, Trừ Cửu cũng biết đen gầy nam tử muốn nói cái gì, chỉ là cười khổ một tiếng, nói, thư đạo hữu, đều ở nơi này chiến tử chưa chắc là kết quả tốt nhất, cái này giao diện đại chiến, dài lắm, có thể nhiều sống được một người tính một cái đi. Đến lúc đó, ta sẽ đoạn hậu. Đen gầy nam tử lại là sững sờ, lập tức hướng phía Trừ Cửu thật sâu bái. Cửu công tử chính là Cửu công tử, mặc kệ đến lúc nào, Trừ Cửu sẽ không thay đổi. Đối giữa bọn hắn đối đáp, Tiêu Phàm tựa hồ mắt điếc tai ngơ, hai mắt tinh quang lấp lóe, cho thấy phải chính đang cật lực suy tư cái gì việc quan trọng, sau một lát mới trầm giọng hỏi, thư đạo hữu, ngươi lần trước chui vào tam giác thành bên trong, nhìn thấy truyền tống trận. Đen gầy nam tử có chút sững sờ ngơ ngác một chút mới lên tiếng, là. Nhưng cái kia truyền tống trận là xấu. Tam giác thành bản thân là có một cái truyền tống trận nối thẳng ngoại hải. Là trong thành động vật biển thợ săn tiến về Bắc Minh biển cả chỗ sâu đi săn động vật biển nhanh gọn thông đạo. Bất quá ta có thể xác định cái kia truyền tống trận khẳng định đã không thể dùng, bị người phá đi. Tiêu Phàm cùng Trừ Cửu đồng thời gật đầu. Kỳ thật tình huống này, lần trước đen gầy nam tử lặn vào trong thành trở về sau, liền hướng bọn hắn bẩm báo qua, lúc ấy cũng không có quá để ý. Khẳng định là ma quân phá thành thời điểm, trong thành một nhóm tu sĩ mượn nhờ truyền tống trận cao chạy xa bay, vì để tránh cho bị ma quân truy sát tiện tay đem truyền tống trận hủy đi. Lúc ấy liên quân là công kích phương, từ sẽ không chú ý như thế một cái đã hủy đi truyền tống trận, chỉ cần ma nhân không có đem nó xây xong là được. Trừ Cửu nói, ngươi muốn đánh cái kia truyền tống trận chủ ý. Tiêu Phàm cũng không giấu giếm mình ý nghĩ. Kia vô dụng, trong lúc cấp thiết chúng ta căn bản là phá không được thành. Nếu có thể phá thành cũng sẽ không đợi đến hôm nay. Mà lại coi như phá thành về sau, chúng ta cũng không sửa được kia truyền tống trận, coi như xây xong truyền tống trận có thể đưa đi người cũng phi thường có hạn. Chấm ngoặc kép, Trừ Cửu luôn miệng nói, vừa nói vừa lắc đầu liên tục, thần sắc có chút phiền muộn. Tiêu Phàm cũng tại lắc đầu, chậm rãi nói, lúc trước phá không được thành, không đại biểu hiện tại cũng phá không được thành. Lúc trước chỉ là không muốn đi hiểm thôi, dù sao chúng ta có nhiều thời gian, ổn đánh ổn đâm, cũng có thể giảm bớt thương vong. Bây giờ chuyện gấp vậy cũng chỉ có thể đi hiểm. Về phần có thể hay không xây xong kia truyền tống trận, làm sao cũng được thử một chút. Thật có thể tu tốt, có thể đưa đi người, khẳng định so phá vây mà đi người phải hơn rất nhiều. Tựa như Cửu ca vừa mới nói như vậy, lúc này, có thể sống lâu một cái là một cái. Ngươi dự định vào thành đi. Trừ Cửu là Tiêu Phàm chi kỷ, lập tức liền minh trắng hắn ý tứ. Trong lúc gấp thiết muốn phá thành, hy vọng chỉ có thể ký thác vào Tiêu Phàm trên thân. Ta nghĩ vào xem. Đen gầy nam tử trần chờ nói, Tiêu chân nhân, tại hạ cho rằng dạng này không ổn. Chân nhân là 1 triệu đại quân long đầu, hiện nay dạng này tình thế nguy hiểm phía dưới, chân nhân một thân hệ toàn quân an nguy, không nên đi hiểm. Như lúc này chân nhân không trong quân đội, chỉ sợ đại quân sĩ khí lập tức liền sẽ sụp đổ. Huống hồ, vào lúc này công thành, xin thứ cho tại hạ nói thẳng, chúng ta không có như thế tiền vốn. Chỉ giáo cho, đen gầy nam tử tựa hồ hạ quyết tâm, kiên quyết nói, trước mắt song phương thực lực đối so, bên ta đã ở vào tuyệt đối thế yếu. Cố thủ trận địa, có hậu vệ đại trận tại, có lẽ còn có thể nhiều chi chống đỡ một đoạn thời gian. Thẳng nếu chúng ta từ bỏ mình trận địa chia binh tiến công tam giác thành, chỉ sợ thành trì chưa đánh hạ chúng ta bên này trận địa trước liền ném. Đến lúc đó tiến thối mất theo, bị người tiền hậu giáp kích kia là kết quả toàn quân chết hết. Tiêu Phàm từ chối cho ý kiến, hỏi, chính diện ma quân, bao lâu về sau sẽ đối với chúng ta phát động tổng tiến công? Theo bọn hắn nói, kia 3 vị đến đây chi viện đại ma tôn cùng bọn hắn môn nhân đệ tử còn cần chừng 10 ngày đến, đánh giá bọn hắn vừa đến, ma quân liền sẽ toàn diện tiến công. Chậm nhất sẽ không vượt qua 15 ngày. Tốt, liền lấy 10 ngày trong vòng. Trong vòng 10 ngày, chúng ta nghĩ biện pháp công phá tam giác thành. Tiêu Phàm trầm giọng nói, đen gầy nam tử không khỏi trợn mắt hốc mồm, thực tế nghĩ không ra Tiêu Phàm sẽ đưa ra dạng này kích tiến vào kế hoạch. Trong 10 ngày công phá tam giác thành, đây là gì trở điên cuồng. Tiêu chân nhân, trong lúc cấp thiết nếu muốn phá thành, trước hết hủy đi hộ thành đại trận. Thế nhưng là hộ thành đại trận một khi hủy đi tam giác thành liền vô hiểm có thể thủ, đây là một cái bế tắc. Chấm ngoặc kép, đen gầy nam tử rất chân thành nói. Hủy đi hộ thành đại trận một lần nữa chữa trị, luôn luôn cần một chút thời gian. Bọn hắn hiện tại thiếu khuyết chính là điểm này giảm sóc thời gian.
Lần này, lại là Trừ Cửu trả lời hắn, nếu như chúng ta đuổi ở chính diện ma quân tiến công trước đó, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đánh hạ Tam Giác Thành toàn diệt thủ thành ma quân, như vậy song phương thực lực liền sẽ phát sinh biến hóa rất lớn, chính diện ma quân bằng một quân chi lực chưa hẳn liền có thể chiến thắng chúng ta. Huống hồ chúng ta bây giờ doanh trại, lưng tựa Tam Giác Thành coi như thành trì không thể giữ thủ trại cũng giống như vậy. Thật đem thủ thành ma quân cho xử lý, chính diện ma quân trong kinh hoàng, phải chăng còn dám tiến công, kia còn hai chuyện đâu. Đen gầy nam tử tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực như thế, không khỏi nhẹ nhàng thở vào một cái, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt bên trong, liền đầy cõi lòng vẻ ước ao. Nếu như là người khác nói trong 10 ngày công phá Tam Giác Thành, hắn coi như là nghe chuyện Tiếu Lâm, nhưng Tiêu Phàm nói như vậy, lại làm cho trong lòng của hắn tràn ngập chờ đợi. Vị này sao trổi cấp tốc quật khởi vô cực môn đương đại trưởng giáo, là một cái chính cống truyền kỳ. Cửu ca có thể hay không phá thành còn tại cái nào cũng được ở giữa, nên làm chuẩn bị vẫn là phải trước làm tốt. Tiêu Phàm chuyển hướng Trừ Cửu, nhẹ nói. Trừ Cửu gật đầu đáp tốt vậy liền ngày mai lại mời bọn họ nghị sự. Tiêu Phàm nói, việc này phải giữ bí mật một khi tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ đại đại không tiện. Khi những cái kia cấp thấp tu sĩ biết được toàn quân bị diệt kết cục đã gần ngay trước mắt, bất kỳ cái gì ước thúc đều là phí công, sĩ khí sẽ lập tức sụp đổ. Kể từ đó, chỉ sợ đều không cần đến người khác tới đánh, mình trước liền đổ. Tiêu Phàm thống lĩnh chi này liên quân bên trong, ma đạo tông môn cũng không phải số ít. Vì tìm kiếm mạng sống cơ hội, bọn hắn phản bội liên quân, hướng thất dạ giới đầu hàng, hoàn toàn có khả năng. Trừ Cửu nói, đây đều là trải qua sóng gió lão giang hồ biết nên làm như thế nào. Nói thì nói như thế, thật nếu để cho mọi người đem mấy chục ngàn tông môn đệ tử toàn bộ vứt bỏ cái này quyết tâm nhưng xác thực không dễ dàng hạ. Vì toàn quân an toàn, cho dù là bọn họ trong lòng lại không dễ chịu cũng nhất định phải giữ bí mật. Không đến cuối cùng trước mắt, không thể đem kế hoạch tiết lộ ra ngoài. Tiêu Phàm thần sắc có chút nghiêm trọng, Trừ Cửu khẽ vuốt cằm, nói ta sẽ nói rõ ràng. Dù là chỉ có một tia hy vọng cuối cùng cũng muốn toàn lực đi tranh thủ kết cục tốt nhất. Đây là tự nhiên. Đen gầy nam tử ưỡn ngực một cái, chủ động xin đi, nói Tiêu chân nhân tại hạ nguyện cùng ngươi cùng một chỗ vào thành. Lần trước hắn vào thành đi, vẻn vẹn chỉ là vì điều tra tình báo, lấy hắn ẩn nặc thuật cùng dịch dung thuật, chỉ cần không chủ động lên hấn, lặng lẽ đi vào lặng lẽ ra cơ bản không có cái gì nguy hiểm. Lần này, cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ vào thành cũng không có đơn giản như vậy. Làm không tốt liền muốn liều mạng. Đó tạ hảo ý ta một người đi là được, ai ngờ Tiêu Phàm lại quả quyết cự tuyệt. Đen gầy nam tử há to miệng, cuối cùng cái gì cũng không có lại nói. Chương 1404, siêu hồn. Tiêu Phàm là ngày thứ 3 mới tiến vào Tam Giác Thành. Cùng kế hoạch của hắn hơi có xuất nhập, hắn cũng không nghĩ tới, hôm qua hội nghị quân sự có thể mở lâu như vậy. Cơ hồ là xào thành hỗn loạn, Trừ Cửu cái kia tinh anh rút lui kế hoạch vừa ném ra đến, tất cả tham dự hội nghị hậu kỳ đại tu sĩ, lập tức liền trở nên quần tình mãnh liệt tranh nhau chen lấn mở miệng, biểu thị sự phản đối của mình. Cứ việc chiến sự rất bất lợi, nhưng nghĩ đến còn không đến mức đi đến một bước này. Trừ Cửu kế hoạch này, là muốn hy sinh 9 thành 9 môn nhân đệ tử A. Mặc dù nói, người tu chân, thanh tâm quả dục thế nhưng đi theo mình ra tác chiến môn nhân đệ tử trong đó không ít đều là ngày bình thường cực kỳ thân cận hậu sinh vãn bối cứ như vậy đem bọn hắn bỏ xuống, mặc cho ma quân xâm lược trong đầu nói cái gì cũng không qua được. Chỉ sợ từ nay về sau việc này sẽ diễn biến vì tâm ma tu vi bên trên lại khó có kích thước chi công. Nhưng khi Tiêu Phàm chính miệng đem trước mắt gặp phải khốn cảnh nói thẳng ra về sau, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt đại tu sĩ nhóm không khỏi đều chậm rãi lạnh yên tĩnh. Rất nhanh, bọn hắn liền ý thức được Trừ Cửu kế hoạch kia, đã là sau cùng, lựa chọn vạn bất đắc dĩ, cơ hồ cũng là lựa chọn duy nhất. Ma quân binh lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bị bọn hắn tiền hậu giáp kích liên quân phần thắng liền một thành cũng chưa tới. Mà lại Bạch Vân Thành đã lần nữa chìm đắm vào ma quân chi thủ coi như có thể phá vây mà đi cũng như trước vẫn là sẽ vây ở Bắc Ninh bán đảo. Đương nhiên, cũng có thể từ trên biển đi. Nhưng ở chiếm ưu thế tuyệt đối ma quân bám đuôi truy kích phía dưới, cơ vốn cũng là toàn quân bị diệt kết cục, không có quá lớn khác nhau. Nghĩ chỉ có thể là nhiều giữ lại một chút thực lực nhất định phải có kế hoạch từ trên biển rút lui, nếu như như ong vỡ tổ chạy loạn, kết quả sau cùng, vô cùng có khả năng chính là một cái đều chạy không thoát. Chỉ bất quá, hiểu thì hiểu, nhưng như thế nào rút lui, như thế nào phá vây, gì người đi đầu, gì người đoạn hậu, lại cũng phải cần cẩn thận chuẩn bị. Ta Thái Thượng Tông đoạn hậu, Trừ Cửu không chút do dự tại chỗ tỏ thái độ này, làm cho rất nhiều chính ở trong lòng đầu tính toán đại tu sĩ trở nên xấu hổ vô so. Tăng thêm ta Thái Cực Môn, cứ việc trước đó hai người vẫn chưa hiệp thương,
Trần Tuyết Băng vẫn không do dự chút nào đứng ra cùng Trừ Cửu đứng chung một chỗ. Nhiều lần chính ma đại chiến, Thái Cực Môn đều đánh đến cuối cùng, là thập đại chính nói trong tông môn nổi danh nhất phái chủ chiến, so Thái Thượng Tông thái độ còn muốn càng thêm cứng rắn. Đoạn hậu có, gì người đánh tiên phong, gì người ở giữa phối hợp tác chiến. Cũng vẫn là cần tinh tế an bài. Cái hội nghị này, trọn vẹn mở 4 năm canh giờ, hết thảy mới xem như miễn cưỡng có cái chương trình, về phần các tông môn muốn tuyển người nào phá vây, đương nhiên từ các tông môn tự hành xác định. Tiêu Phàm chỉ là nhiều lần căn dặn mọi người, phải giữ bí mật. Nếu như hắn tại Tam Giác Thành bên trong hết thảy thuận lợi, có lẽ liền không dùng đến kế hoạch này. Đối với Tiêu Phàm chuẩn bị một mình chui vào Tam Giác Thành, ngược lại là không người phản đối. Cũng không ai lo lắng cho hắn. Chỉ cần không có Ngộ Linh Kỳ tu sĩ xuất hiện, Tiêu Phàm có thể nói là tuyệt đối an toàn. Dù coi như đánh tới cuối cùng chỉ còn lại có một mình hắn. 1 triệu ma quân cũng tuyệt đối ngăn không được hắn. Đoàn người quan tâm chỉ là tại trong 10 ngày Tiêu Phàm có thể hay không phá mất Tam Giác Thành hộ thành đại trận. Trước khi vào thành, Tiêu Phàm từ Mây Minh trong tay muốn cướp cỏ long pháo cùng cuối cùng một viên dị chủng ly hỏa đạn. Thực tế không được, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể nếm thử thủ đoạn này. Ở ngoài thành sử dụng ly hỏa đạn oanh kích hộ thành đại trận, mặc dù mây có khắc 90% chắc chắn có thể lâm thời phá mất hộ thành lồng ánh sáng, nhưng kia không dùng. Ly hỏa đạn bạo tạc thời điểm, bất kỳ người nào đều không thể tiếp cận. Hộ thành lồng ánh sáng mặc dù mất đi hiệu lực, ly hỏa đạn bản thân uy năng là đủ ngăn cản liên quân vào thành. Mà cùng ly hỏa đạn uy năng hao hết về sau, hộ thành đại trận lồng ánh sáng lập tức liền sẽ khôi phục. Dù sao anh phá chỉ là hộ thành lồng ánh sáng, hộ thành đại trận vẫn chưa lọt vào phá hư. Nhưng trong thành dẫn bạo ly hỏa đạn, tình hình hẳn là sẽ khác nhau đi, có lẽ Tiêu Phàm có thể sử dụng ly hỏa đạn trực tiếp đánh nát hộ thành đại trận trận cước. Tiêu Phàm rất thuận lợi tiến vào thành. Mặc dù hộ thành lồng ánh sáng phòng hộ rất nghiêm mật, lại vô luận như thế nào cũng ngăn không được Tiêu Phàm, có càn khôn đỉnh nơi tay, không gian thuật có thể tùy thời đem hắn đưa vào thành đi. Luận quy mô Tam Giác Thành tự nhiên kém xa Bạch Vân Thành. Bởi vì đại chiến nguyên cớ, ngoại thành đại bộ phận phân phàm nhân đều lui vào trong thành, khiến thành nội biến đến mức dị thường chen chúc. May mà chiếm cứ thành trì ma quân đều tính được là nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không có quá nhiều quấy rầy phàm nhân. Một chút cấp bậc hơi thấp bên ngoài ma nhân từ không khỏi tại trong phàm nhân làm mưa làm gió, đây cũng là trạng thái bình thường. Chỉ cần không có phát sinh đại quy mô đồ sát liền muốn thắp nhang cầu nguyện. Bởi vì là thời gian chiến tranh, trong thành quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, hết thảy đều trật tự rành mạch. Bất quá, trong thành phường thị như thường lệ khai trương kinh doanh, cửa hàng tử quán cũng vẫn là tại mời chào khách nhân, thậm chí không ít trong núi mép nước đều mở ra từng khối đồng ruộng, trồng lương thực, nếu không đến ngàn vạn mà tính phàm nhân đều phải chết đói. Tiêu Phàm đem tu vi của mình ngạnh sinh sinh ép đến kim đan hậu kỳ tiêu chuẩn, tam thủ ma lang nội đan lộ ra cực kỳ chính tông ma khí, cho dù ai cũng sẽ không đem khuôn mặt này chất phát trung niên ma nhân cùng uy chấn chính ma hai quân tiêu chân nhân liên hệ tới. Tiêu Phàm tự tin, coi như đối mặt một tên hậu kỳ đại ma tôn, chỉ cần không lấy thần niệm chi lực tận lực điều tra cũng chưa chắc liền có thể khám phá mình ngụy trang. Việc cấp bách là muốn tìm tới hộ thành đại trận tổng khống đồ. Cứ việc Tiêu Phàm tinh thông trận pháp chi đạo, nhưng tại giữa không trung từ trên cao nhìn xuống quan sát cũng chỉ có thể nhìn thấy hộ thành đại trận hình dáng, càng thêm cụ thể, vô luận như thế nào cũng nhìn không ra. Muốn phá trận nhất định phải tìm tới tổng khống đồ. Tiêu Phàm tin tưởng, bất kỳ cái gì một cái hộ thành đại trận đều sẽ có tổng khống lệnh bài. Chỉ bất quá từ Tam Giác Thành hộ thành đại trận trình độ phức tạp đến xem, khống chế đại trận lệnh bài rất có thể không chỉ một mặt. Nhưng bất kể nói thế nào, tổng khống lệnh bài khẳng định là nắm ở trong thành ma quân đại thủ lĩnh trong tay. Tìm tới người này, cầm tới tổng khống đồ cùng tổng khống lệnh bài có lẽ là cái rất lựa chọn tốt. Sau một canh giờ, chất phát trung niên ma nhân xuất hiện tại Nam Thành một tòa lầu cao bên ngoài. Tiêu Phàm vừa rồi hỏi thăm một tên ma nhân, biết nơi đây là ma quân Nam Thành bộ thống soái, ma nhân Nam Thành tối cao thủ lĩnh, liền lấy cái này tòa lầu cao làm vì chính mình dừng chân chỗ. Trước đó, nơi này là Tam Giác Thành một trong đó cùng tông môn tổng đàn sở tại địa. Một lát sau, Tiêu Phàm tại cao lầu tay trái vườn hoa một chỗ trong lương đình hiện thân mà ra. Vườn hoa u đĩnh, phong cảnh tú mỹ. Đúng lúc này, một tên dung mạo hèn mọn nam tử trung niên từ hành lang bên trên chậm rãi đi tới, người này ước chừng 40 tuổi niên kỷ, dáng người không cao, tướng mạo hèn mọn, hết lần này tới lần khác lại mặc ngũ thải cẩm y, ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Dù là Tiêu Phàm nhìn quen các loại quần áo cổ quái ma nhân, nhưng người nọ cũng không khỏi phải sững sờ ngơ ngác một chút. Kia hèn mọn ma nhân cũng liếc thấy Tiêu Phàm, lập tức sững sờ kinh ngạc hỏi, các hạ người nào? Sao sẽ xuất hiện ở đây?
Người này mặc dù tướng mạo hèn mọn, quần áo cổ quái, lại cũng có được trong kim đan kỳ tu vi. Bất quá để Tiêu Phàm có chút không hiểu là, người này sau lưng lại đi theo mấy tên cô gái trẻ tuổi, bước chân ứ động, hô hấp thô trọng, rất rõ ràng không có bất kỳ cái gì linh khí mang theo, lại là mấy tên phàm nhân nữ tử. Từng cái dung mạo tiểu tụy, mặt rưng rưng, sợ hãi bất an. Bình thường đến nói, chỉ có cấp bậc cực thấp người tu chân, mới có thể cùng phàm nhân pha trộn cùng một chỗ, xưng tôn xưng tổ, làm mưa làm gió, hưởng thụ phàm nhân cung phụng. Một khi trúc cơ thành công, cũng rất ít lại cùng phàm nhân vãng lai, miễn cho bị hồng trần chỗ dụ tổn hại đạo hạnh. Cái này hèn mọn ma người đã có trong kim đan kỳ tu vi, lại mang theo mấy tên trẻ tuổi mỹ mạo phàm nhân nữ tử, không biết cần làm chuyện gì. Thấy Tiêu Phàm ánh mắt chỉ ở mấy tên phàm nhân trên người nữ tử dò xét, hèn mọn ma người nhất thời tấm dưới mặt đến, rất không vui nói, đạo hữu đi quá giới hạn đi. Đây chính là Sa Ma Tôn phân phó muốn dùng lô đỉnh, đạo hữu chẳng lẽ cũng muốn nghĩ cách không thành. Ngươi là vị nào ma tôn thuộc hạ, không hiểu quy củ như vậy, chất vấn chi ý, không che giấu chút nào. Sa Ma Tôn muốn dùng lô đỉnh, Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc. Thất dạ giới có thể được xưng là ma tôn người, chỉ ít cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ, như thế nào dùng phàm nhân nữ tử làm lô đỉnh. Bình thường đến nói, nguyên anh kỳ ma nhân coi như muốn dùng lô đỉnh cũng là dùng tu nữ trẻ, trúc cơ kỳ luyện khí kỳ nữ đệ tử, hiệu quả so phàm nhân nữ tử phải tốt hơn nhiều. Bất quá nhìn ra được kia mấy tên phàm nhân nữ tử mặc dù dung mạo tiểu tụy kinh hoàng không thôi, lại thực tế từng cái quốc sắc thiên hương, là khó gặp mỹ nhân. Có lẽ cái này chính là các nàng sẽ bị nguyên anh kỳ ma tôn chọn chúng nguyên nhân. Không sai, đạo hữu là vị nào ma tôn thuộc hạ, như cũng muốn lô đỉnh, trong thành phàm nhân đâu chỉ 10 triệu. Đạo hữu hay là không muốn tạo thứ tốt, người này cũng không biết là đầu óc không hiệu nghiệm hay là nguyên nhân khác thế mà nhất định Tiêu Phàm là muốn đánh cái này phàm nhân mỹ nữ chủ ý. Đương nhiên đây là đang tam giác thành bên trong, hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Vậy mà lại có toa ma giới tu sĩ hỗn vào thành đến, còn to gan lớn mật chạy tiến vào Sa Ma Tôn hậu viện. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, thân thể nhoáng một cái, liền đến trước mặt của hắn, tay phải tùy ý nhô ra. Uy, ngươi muốn làm cái gì? Chấm ngoặc kép, hèn mọn ma nhân giật nảy cả mình, vừa chỉ tới kịp gọi nửa tiếng, liền im bặt mà dừng. Tiêu Phàm tay phải đã đặt tại hắn trên đỉnh đầu. Đáng thương cái này khu khu trong kim đan kỳ ma nhân, nơi nào là Tiêu Phàm đối thủ. Cứ việc Tiêu Phàm vì không kinh động người bên ngoài, y nguyên hết sức kiềm chế khí tức của mình, chỉ vận dụng không đến hai thành công lực, hèn mọn ma nhân cũng vẫn là không có chút nào kháng cự chi lực, lập tức hai mắt trắng bệch liền muốn đã hôn mê. Tiêu Phàm không chút khách khí, đối với hắn thi triển siêu hồn chi pháp. Siêu hồn chi pháp quá tàn nhẫn bá đạo, bị siêu hồn người thường thường không chết cũng tàn phế. Tiêu Phàm trạch tâm nhân hậu, nguyên bản sẽ không dễ dàng sử dụng, nhưng tên này ma nhân hào không điểm mấu chốt thế mà giết hại vô tội phàm nhân, sớm đã kích thích Tiêu chân nhân sát tâm, tự nhiên hạ thủ không lưu tình. Tiêu Phàm khổng lồ thần niệm chi lực không tốn sức chút nào liền hướng tiến vào hèn mọn ma nhân trong biển thần thức, sông ngang sông thẳng tứ ngược. Hèn mọn ma nhân hai mắt trắng bệch, toàn thân run rẩy kịch liệt, thất khiếu bên trong đều đều rò rỉ chảy ra máu đen, hình dạng đáng sợ chi cực. Kia mấy tên trẻ tuổi phàm nhân nữ tử sớm đã dọa đến trợn mắt hốc mồm, chăm chú ủng cùng một chỗ, hoảng sợ muốn tiện nhìn qua bên này, toàn thân run rẩy như run rẩy không ngừng. Chỉ là một đôi chân đều dọa đến mềm, lại bất lực chạy trốn. Tại những này tiên sư trước mặt, chỉ là phàm nhân cũng xác thực không thể kháng cự, chỉ có thể mặc cho nó xâm lược. Chương 1405, bức cung. Hoa trong viên, một chỗ tinh xảo tiểu trúc, phồn hoa như gấm, dị hương xông vào mũi. Tiêu Phàm đi tiến vào tiểu trúc, không khỏi có chút nhíu nhíu mày lại. Cái này hương phải có chút qua cũng tục, son phấn khí quá nặng, nếu nói nơi này thế mà là một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thanh tu chỗ, thật là có điểm để người hoài nghi. Bất quá từ kia hèn mọn ma nhân trong biển thần thức đạt được tin tức kia, họ Sa Ma Tôn chính là ở chỗ này, hắn mang mấy tên phàm nhân nữ tử chính là đưa cho Sa Ma Tôn lô đỉnh. Tiêu Phàm bên người tự nhiên không có kia mấy tên phàm nhân nữ tử, đã sớm bị hắn cách làm đưa đi về nhà. Tiểu trúc trong phòng ngủ thật dày màu đỏ chót nhung chất màn cửa đem mỗi một tia ánh nắng đều che kín. Cùng địa phương khác sử dụng dạ minh châu chiếu sáng khác biệt chính là căn phòng ngủ này bên trong hừng hực giấy lên, là từng nhánh thô to nến đỏ, trên sàn nhà cũng là thật dày màu đỏ thảm lông dê, ngược lại là cùng phàm tục thế giới động phòng hoa trúc không sai biệt lắm, cả gian phòng ốc đều tràn đầy dâm mỹ chi khí. Một tên tóc trắng phơ gầy chưa cả xương lão niên nam tử chính trong phòng ngủ đi qua đi lại, song mi vặn cùng một chỗ, ánh mắt hung ác. Tiêu Phàm chậm rãi đi tới cửa phòng ngủ. Là tiểu 6A, làm sao hiện tại mới đến? Mau đưa những nữ nhân kia mang cho ta tiến đến.
Nam tử tóc trắng này lỗ tai ngược lại linh, một chút liền nghe tới Tiêu Phàm tiếng bước chân, lập tức giật ra vịt đực cuống họng kêu lên. Hướng cái này giọng không biết còn tưởng rằng đây là tên thái giám. Tiêu Phàm chậm rãi hướng về phía trước cửa phòng ngủ tự động mở ra. Động tác lưu loát điểm tiểu tử ngươi sao chỉ hoãn lâu như vậy? À, ngươi là ai? Nam tử tóc trắng vẫn tại ồn ào không thôi, bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Tiêu Phàm, lập tức lấy làm kinh hãi, bất quá thần niệm đảo qua, phát hiện Tiêu Phàm chỉ là kim đan hậu kỳ tu vi. Cũng liền lơ đễnh, nhưng lập tức liền giận tím mặt. Đây chính là phòng ngủ của hắn, cái gì loạn thất bát tao ra hỏa, đều có thể loạn xông tới sao? Tiêu Phàm ánh mắt chỉ là ở trên người hắn hơi ngừng lại, liền rời đi quan sát phòng ngủ tình hình. Tựa hồ nhiều hứng thú dáng vẻ. Một tên nguyên anh kỳ tu sĩ, đem nhà mình phòng ngủ bố trí thành bộ dáng như vậy, Tiêu Phàm thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Ngươi là ai, cái nào ma tôn dưới trướng? Mắt thấy cái này, kim đan tiểu bối không thèm để ý mình, chỉ lo dò xét phòng ngủ của mình, nam tử tóc trắng càng thêm giận dữ, nghiêm nghị quát, một cỗ nguyên anh kỳ tu sĩ đặc hữu uy áp mạnh mẽ. Thấu thể mà ra thẳng bước quá khứ, người này hẳn là có bệnh không thành, vẻ mặt hốt hoảng. Đối nam tử tóc trắng tận lực bước đi ra uy áp chi khí Tiêu Phàm không thèm để ý chút nào, ánh mắt ở trong phòng dò xét một lần, lúc này mới lần nữa rơi vào nam tử tóc trắng trên mặt. Khóe miệng kéo một cái, hiện lên một tia mỉm cười thản nhiên, không chậm không nhanh nói, Sa đạo hữu đúng không? Ta lần này tới, là có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Hy vọng Sa đạo hữu đừng để ta thất vọng. Ngươi là ai? Nam tử tóc trắng ngu ngốc đến mấy cũng phát giác được tình hình khác thường. Người này tuyệt không giống như là hắn bên ngoài đồng hồ biểu hiện ra như thế chất phác, vô hại. Khẳng định có chỗ nào gây ra rủi ro. Nam tử tóc trắng cổ tay khẽ đảo, một món pháp bảo đã cầm ở trong tay. Giấu ở bào trong tay áo, lạnh lùng tiếp cận Tiêu Phàm. Lại nhìn người này đến cùng muốn làm gì? Ta họ Tiêu Tiêu Phàm. Không biết Sa đạo hữu phải chăng nghe nói qua? Tiêu Phàm từ tốn nói, một trận gợn nước ba động vạn vẹo qua đi cả người đều biến bộ dáng, trước kia cái kia chất phác đàng hoàng trung niên ma nhân không thấy bóng dáng, thay vào đó, là áo trắng bạch bào tuấn lãng thanh niên, khí độ nghiễm nhiên. Chỉ bất quá khí thức trên thân nhưng lại chưa cải biến, như trước vẫn là tản ra ma khí nồng nặc, linh áp cũng vẫn như cũ khống chế tại kim đan hậu kỳ, cũng không có tăng vọt đi lên. Tiêu Phàm, không nghe nói, không tốt, chấm ngoặc kép. Nam tử tóc trắng đầu tiên là sững sờ ngơ ngác một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hai mắt bỗng nhiên trợn thật lớn, kém chút liền muốn từ trong hốc mắt rơi ra, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền muốn hướng phía sau bay đi. Đang mơ hồ nháy mắt về sau, vị này rốt cục nhớ tới, hắn đối mặt chính là ai. Tại Bắc Ninh bán đảo trong ma quân Tiêu Phàm cái tên này tuyệt đối đã trở thành một cái truyền kỳ. Nam tử tóc trắng lỗ tai đều nhanh muốn nghe nổi kén. Chi cho nên sẽ có trong nháy mắt mơ hồ, là bởi vì hắn thực tế không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ bỗng nhiên xuất hiện tại Tam Giác Thành bên trong, bỗng nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Chỉ có tại kinh khủng nhất trong cơn ác mộng mới có thể xuất hiện tình hình như vậy. Chẳng lẽ thực đang nằm mơ? Nhưng là lập tức nam tử tóc trắng liền biết mình không phải nằm mơ, đây hết thảy, là thật sự rõ ràng phát sinh. Chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, xung quanh không khí bỗng nhiên trở nên cứng như kim thiết, đem hắn một mực giam cầm lại, cả ngón tay đầu đều khó có thể di động mảy may, vô luận hắn dùng ra sao lực vùng đan điền kia gỗ chân nguyên, chính là đề lên không nổi. Trong chốc lát nam tử tóc trắng khô lâu mặt gầy, trở nên trắng bệch mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cuồn cuộn mà xuống, đảo mắt liền đem trong ngoài quần áo đều ướt đẫm. Lấy tu vi của hắn tự nhiên hoàn toàn không thể nào hiểu được Tiêu Phàm không gian thần thông kỳ diệu. Tiêu Phàm không gian thần thông, dùng để giam cầm cùng giai tu sĩ, có lẽ còn lực có chưa đến, nhưng dùng để giam cầm giống nam tử tóc trắng dạng này bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ kia là dễ như trở bàn tay, đối thủ không có mảy may kháng cự chi lực. Tiêu Phàm nâng tay khẽ vẫy, ngây ra như phỗng nam tử tóc trắng, liền chậm rãi hướng trước mặt hắn tới gần. Không không Tiêu chân nhân tha mạng. Chấm ngoặc kép. Nam tử tóc trắng dọa đến sợ vỡ mật liên thanh cầu xin tha thứ, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ tuyệt vọng. Rơi vào cái này sát thần trong tay, nơi nào còn có mệnh tại. Tiêu Phàm từ tốn nói, hỏi ngươi mấy vấn đề, hy vọng Sa đạo hữu có thể thành thật trả lời, miễn cho thụ siêu hồn nỗi khổ. Đúng đúng, Tiêu chân nhân nhưng mời dưới hỏi, tại hạ biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Chấm ngoặc kép. Nghe Tiêu Phàm chỉ ý cũng không phải là muốn làm trận đem hắn diệt sát, nam tử tóc trắng lập tức mừng rỡ, liên tục gật đầu, nói. Kỳ thật chỉ muốn suy nghĩ kỹ một chút, liền có thể minh bạch Tiêu Phàm thật đúng là không phải chuyên tới giết hắn.
Hắn chỉ là một cái nguyên anh sơ kỳ ma tôn, ngay cả nguyên anh sơ kỳ cảnh giới đại thành đều chưa nói tới, tại 1 triệu trong ma quân, coi là thật chẳng đáng là gì, đáng giá liên quân đệ nhất cao thủ tự thân tới cửa tới giết hắn. Chỉ có thể nói, hắn vận khí thực tế không tốt thế mà liền đụng dạng này đại vận bị Tiêu Phàm bắt đầu lưới. Rất tốt, chỉ cần ngươi hợp tác ta có thể không giết ngươi. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, sao cũng được nói. Nam tử tóc trắng trong lòng lập tức dấy lên hy vọng. Thân phận địa vị đến Tiêu Phàm loại này cao độ đại nhân vật bình thường không dễ dàng hứa hẹn, một khi hứa hẹn, nhưng cũng tuyệt không dễ dàng hủy bỏ, đây là bọn hắn sở dĩ có thể trở thành đại nhân vật cộng đồng đặc điểm. Tại Tiêu Phàm trong mắt hắn cái này ngày bình thường cao cao tại thượng ma tôn cùng sâu kiến cũng không có gì khác biệt. Giết hay không hắn, hoàn toàn ở tại Tiêu Phàm một ý niệm. Tiêu Phàm cũng không lo lắng nam tử tóc trắng nói láo. Nhìn qua, người này cũng không nhược trí, hẳn phải biết ở trước mặt hắn nói láo, ra sao chờ ngu xuẩn. Nói thật nói dối, vừa nghe là biết. Mời Tiêu chân nhân yên tâm, tại hạ. Tiểu nhân nhất định hợp tác tuyệt không dám nói láo. Chấm ngoặc kép, cái này Sa Ma Tôn cũng coi là cơ linh nhân vật trong nháy mắt lại tự hạ mình một ô thân phận. Tiêu Phàm gật gật đầu trực tiếp hỏi, tam giác thành hộ thành đại trận tổng khống bản vẽ cùng tổng khống lệnh bài, tại gì người trong tay? Nam tử tóc trắng sững sờ tựa hồ không nghĩ tới Tiêu Phàm cái thứ nhất hỏi chính là cái này, nhưng lập tức lấy lại tinh thần, vội vã đáp về Tiêu chân nhân, hộ thành đại trận tổng khống bản vẽ tiểu nhân quả thực không biết cũng chưa từng nghe nói qua dạng này bản vẽ. Về phần tổng khống lệnh bài tiểu nhân mặc dù cũng chưa từng gặp qua, nhưng nghe nói hết thảy có 4 khối, phân biệt từ 4 vị đại ma tôn nắm giữ. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, nam tử tóc trắng phảng phất sợ Tiêu Phàm không tin, vừa vội gấp nói, Tiêu chân nhân, tiểu nhân nói đều là tình hình thực tế. Tiểu nhân tu vi thấp, rất khó tham dự cơ mật đại sự. Nhưng tiểu nhân nghe nói, tam giác thành hộ thành đại trận không giống bình thường, là từ 3 cái phòng hộ đại trận tạo thành, tại thành trì 3 cái sừng bên trên, cái này 3 cái phòng hộ đại trận, lại từ 5 cái nhỏ hơn hộ vệ đại trận tạo thành, hết thảy 15 cái hộ vệ pháp trận, tạo thành toàn bộ hộ thành đại trận. Bình thường nếu muốn mở ra hoặc là quan bế toàn bộ hộ thành đại trận nhất định phải 4 khối tổng khống lệnh bài đồng thời sử dụng mới có thể có hiệu quả. Nếu như chỉ dính đến 3 cái phòng hộ đại trận bên trong 1 cái, vậy sẽ phải 2 khối tổng khống lệnh bài đồng thời sử dụng. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm song mi có chút nhau. Nam tử tóc trắng này lời nói xem ra không giả, cùng hắn tại không trung trinh sát thời điểm nhìn thấy tình hình đại khái không sai biệt lắm, tam giác thành hộ thành đại trận đúng là từ 15 cái hộ vệ pháp trận tạo thành. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới, hết thảy có tứ phía tổng khống lệnh bài, mà lại từ 4 tên đại ma tôn tách ra nắm giữ. Nói cách khác nếu như hắn muốn đoạt lấy lệnh bài, phá giải đại trận, liền nhất định phải đồng thời đánh bại chỉ ít 2 tên đại ma tôn từ trong tay bọn họ cướp được lệnh bài, mới có thể có hiệu quả. Mà có nắm chung cực tổng khống lệnh bài vị kia đại ma tôn, đoán chừng là tam giác thành 1 triệu ma quân đại thủ lĩnh, dù coi như còn so ra kém thiên ma thiếu chủ, nghĩ đến cũng nhất định không phải hời hợt hạng người, tuyệt không phải dễ đối phó như vậy. Huống hồ tại cái này tam giác thành bên trong, hắn cũng chắc chắn sẽ không một người một mình, bên người sẽ vây quanh vô số cao thủ hộ vệ. Muốn vô thanh vô tức đánh chết người này, cướp đi hắn tổng khống lệnh bài, lại đi tìm một vị khác đại ma tôn, lại vô thanh vô tức đem nó đánh chết, độ khó thực tế quá lớn. 4 vị này đại ma tôn, đều là những người nào, ngày bình thường đều có thứ gì quen thuộc yêu thích ngươi cẩn thận nói cho ta nghe một chút đi. Dù là như thế Tiêu Phàm hay là rất nhanh liền giãn ra lông mày, bất động thanh sắc hỏi. Đúng, chấm ngoặc kép, đến tận đây, nam tử tóc trắng nơi nào còn không rõ ràng lắm Tiêu Phàm ý đồ đến. Người này vậy mà dự định đơn thương độc mã đến phá giải hộ thành đại trận. Mặc dù hắn là Tiêu Phàm, nhưng cũng không tránh khỏi quá điên cuồng chút. Bất quá nam tử tóc trắng không dám thất lễ, vội vàng kỹ càng hướng Tiêu Phàm giới thiệu 4 tên đại ma tôn tình hình tới. Quả nhiên như là Tiêu Phàm thiết nghĩ như vậy, cái này 4 tên đại ma tôn là tam giác thành 1 triệu ma quân chí cường giả, mỗi một vị đều có nguyên anh hậu kỳ đại thành tu vi, đều thành danh đã lâu, đều có các tuyệt kỹ uy danh lan xa, không có một cái là dễ sống chung. Tiêu Phàm tự tin, một đôi một đánh bại bọn hắn không khó. Khó liền khó tại không thể náo ra động tĩnh quá lớn. Nếu không đánh bại một người về sau, khuyên náo toàn thành oanh động, lại nghĩ đoạt tấm lệnh bài thứ 2, vậy liền muôn vàn khó khăn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1406 to gan lớn mật. Tam giác thành truyền tống điện tại thành Bắc tiếp cận bờ biển chỗ. Một mảnh bằng phẳng đất cát phía trên, truyền tống đại điện nguy nga đứng sững, đủ thấy ngày xưa rầm rộ. Bất quá dưới mắt đã bắt đầu hoang phế. Bởi vì lo lắng không gian chi lực không ổn định, bình thường truyền tống điện đều rời xa thành thị phồn hoa khu vực tương đối độc lập.
Tam Giác Thành không có luân tại địch thủ trước đó, Bắc Ninh bán đảo còn tương đối bình tĩnh, cái này tiến về ngoại hải không gian thông đạo, sinh ý tốt vô cùng, mỗi qua một đoạn thời gian, đều sẽ động vật biển thợ săn muốn truyền tống ra ngoài biển đi, bắt giết động vật biển. Dưới mắt, truyền tống trận lọt vào phá hư, truyền tống đại điện tự nhiên là trở nên bắt đầu hoang vu. Ma quân cũng chưa phái trọng binh trông coi nơi đây, chỉ là tượng trưng phái mấy tên đệ tử cấp thấp ở đây phòng thủ, ngày bình thường căn bản liền không người lại muốn tới nơi này. Lấy Tiêu Phàm hiện tại ẩn nấp kỹ xảo, chỉ là mấy tên trúc cơ kỳ đệ tử cấp thấp có thể nào phát hiện được. Coi như Tiêu Phàm từ trước mặt bọn hắn nghênh ngang đi qua, bọn hắn cũng sẽ làm như không thấy. Truyền tống điện đại môn mở rộng ra cũng không có bất kỳ cái gì cấm chế, Tiêu Phàm ẩn nấp thân hình thẳng xông vào, một cái cự đại trận pháp truyền tống liền xuất hiện ở trước mặt hắn, Tiêu Phàm âm thầm lấy làm kinh hãi. Là một chuyên môn truyền tống ra bên ngoài hải bổ săn động vật biển không gian thông đạo, cái này cái truyền tống trận quy mô có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn, cơ hồ muốn vượt qua những cái kia siêu viễn cự ly lớn truyền tống trận. Đương nhiên, nếu như một lần tính cần truyền tống nhân viên rất nhiều, lại hoặc là cần thường xuyên theo điểm sử dụng như vậy, coi như truyền tống khoảng cách hơi ngắn, truyền tống trận cũng sẽ xây phải rất lớn. Còn có một chút chính là cái này truyền tống trận liên thông không gian thông đạo cũng nhất định phải cũng đủ lớn. Trước mắt cái này trận pháp truyền tống, là hoàn hảo không chút tổn hại. Bị phá hủy, là một chỗ khác truyền tống trận. Cho nên Tam Giác Thành ma quân thủ lĩnh ép căn bản không hề động đậy suy nghĩ muốn xây xong nó. Nhưng ở Tiêu Phàm trong mắt cái này kỳ thật không phải cái vấn đề lớn. Hắn chỉ cần xác định, cái này truyền tống trận phía dưới là liên tiếp đến một đầu ổn định không gian thông đạo là được. Một chỗ khác truyền tống trận bị phá hủy, hắn có thể lợi dụng càn khôn đỉnh, mặt khác mở một cái mới lâm thời lối ra, đem một đầu hai chiều không gian thông đạo biến thành đường một chiều. Làm như vậy tự nhiên cũng không phải là kế lâu dài, bất quá sự cấp tổng quyền, có đầu này vững chắc không gian thông đạo, hắn liền có thể để càng nhiều đồng đạo còn sống rút lui chiến trường. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tại liên quân cuối cùng sụp đổ trước đó, hắn có thể đoạt lấy Tam Giác Thành. Vì thận trọng lý do Tiêu Phàm cảm thấy cần thiết xác nhận một chút, không gian thông đạo không có bởi vì truyền tống trận làm tổn thương mà nhận phá hư. Bất quá cứ như vậy, Tiêu Phàm liền nhất định phải tế ra càn khôn đỉnh mới được, lại lo lắng sẽ khiến ngoài cửa mấy cái giá thấp ma nhân chú ý. Đương nhiên, Tiêu Phàm chỉ cần ra ngoài đi một vòng là được. Tùy tiện vừa ra tay, kia mấy tên đê giai ma nhân liền sẽ lập tức rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nhưng Tiêu Phàm còn có càng trực tiếp biện pháp, hắn triệu hoán trống trơn. Sau một lát trống trơn nhi hiện thân mà ra, hỏi, chuyện gì? Ngữ khí có phần hơi không kiên nhẫn, tựa hồ cảm thấy bị quấy rầy. Quả nhiên, Tiêu Phàm đem sự tình cùng hắn nói chuyện, trống trơn nhi liền càng không kiên nhẫn, hét lên, ai nha, việc nhỏ như vậy. Chính ngươi đi nhìn một chút chẳng phải được, không phải phải gọi ta. Ta nói cho ngươi, ta hiện tại đặc biệt bận bịu, không gian kia giới điểm rất nhanh liền có thể mở ra, chỉ kém một bước cuối cùng. Ngươi chớ trì hoãn thời gian của ta. Chấm ngoặc kép. Tiểu gia hỏa này còn rất ngạo khí, giá đỡ đầu phải 10 phần. Một chút chân chính học vấn nhà, liền là tính khí như vậy, dốc lòng nghiên cứu học vấn thời điểm tối kỵ bị người quấy rầy. Tiêu Phàm cười nói, ngươi coi như là giải sầu một chút tốt, ra ngoài đi một vòng đi. Ai, thật sự là phục ngươi. Tốt a, ta đi. Trống trơn nhi đến cùng không lay chuyển được Tiêu Phàm, chỉ phải đáp ứng. Siêu một tiếng, thân thể nho nhỏ từ càn khôn đỉnh, bên trong một nhảy ra, đảo mắt liền tiến vào đến truyền tống trận bên trong, không gặp cái bóng. Từ khi lẫn nhau gieo xuống thần hồn cấm chế, hứa hẹn vĩnh không làm thương hại về sau, Tiêu Phàm liền đối với hắn giải trừ cấm chế, để hắn có thể tự do xuất nhập càn khôn đỉnh. Trống trơn nhi là trời sinh không gian yêu linh, cái này truyền tống trận đối với hắn không cấu thành bất kỳ trở ngại nào. Chưa tới nửa giờ sau, trống trơn nhi từ trong truyền tống trận vọt ra, đối Tiêu Phàm nói, không gian thông đạo rất ổn định, bên kia truyền tống trận mặc dù hỏng, nhưng ngươi có càn khôn đỉnh, vẻn vẹn đem bên kia xem như một cái cửa ra, hay là không có vấn đề. Chỉ cần có vật liệu, xây xong bên kia truyền tống trận cũng không phải việc khó. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, theo miệng hỏi, không gian kia giới điểm, ngươi cũng nhanh muốn mở ra rồi. Nhanh, bất quá ta đoán chừng, đến lúc đó còn phải xin ngươi giúp một tay. Không có vấn đề, đến lúc đó ngươi cứ mở miệng, ta cũng muốn nhanh chóng phá giải bí mật kia, nhìn xem không gian giới điểm phía sau, đến cùng có thứ gì. Tốt vậy ta trở về, đến lúc đó gọi ngươi. Tiêu Phàm cười hướng về phất tay thăm hỏi. Sau 5 ngày Tiêu Phàm xuất hiện tại Ma Mây Bảo. Ma Mây Bảo ở vào Tam Giác Thành Đông Bộ, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Nơi này đã từng là Tam Giác Thành lớn nhất tông môn Ma Mây Tông tổng đàn sở tại địa, cũng là toàn bộ Tam Giác Thành địa mạch linh khí nồng nặc nhất chỗ.
Dưới mắt thì là ma quân đại thủ lĩnh Sương Mù Hải Yêu Vương dừng chân chỗ Tam Giác Thành, ma quân trung quân đại trướng liền đứng ở chỗ này. Tiêu Phàm đến đây ma mây bảo, là đến, họp. Đương nhiên, thân phận của hắn bây giờ là Sa Ma Tôn, sớm đã dịch dung trở thành nam tử tóc trắng bộ dáng. Nói thật, giả dạng thành nam tử tóc trắng Tiêu Phàm trong đầu quả thực dính nhau. Tại Tiêu Phàm xem ra, người này nhân phẩm thực tế quá kém, dù coi như là cái khác ma tôn, chỉ sợ cũng ở trong lòng nhìn người này không dậy nổi, Tiêu chân nhân dịch dung thành hắn, vô tội liền phải bị rất nhiều khinh bỉ, trong lòng tự nhiên khó chịu. Chỉ bất quá vì, điều tra quân tình, Tiêu trưởng giáo cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Quả nhiên như Tiêu Phàm sở liệu, nam tử tóc trắng tại ma quân bên trong địa vị xác thực rất bình thường, chỉ có số ít ma tôn cùng hắn chào hỏi, đa số cùng giai tu sĩ, chỉ bất quá xa xa liếc hắn một cái, liền nghiêng đầu đi, không rảnh để ý. Về phần so hắn cấp bậc cao hơn tu sĩ, càng là không ai cầm con mắt liếc hắn một cái. Thân là nguyên anh tu sĩ thế mà cướp đoạt phàm nhân nữ tử vì lô đỉnh, coi là thật có sao sao phần, khó trách đại đa số ma tôn đều cảm thấy xấu hổ. Tiêu chân nhân phiền muộn chi dư, nhưng cũng âm thầm thở phào một cái. Không ai phản ứng tốt, bại lộ như vậy thân phận khả năng liền giảm xuống không ít. Hôm nay nghênh ngang trước tới tham gia cái hội nghị này, Tiêu Phàm cũng thật có thể nói là kẻ tài cao gan cũng lớn. Ngay cả Sa Ma Tôn dạng này nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đều thông chi tham dự hội nghị, kia cái hội nghị này cơ bản chẳng khác gì là tập trung Tam Giác Thành tất cả nguyên anh cao thủ. Mặc dù Tiêu Phàm đối với mình ẩn nặc thuật có đầy đủ tự tin, nhưng trong thiên hạ kỳ tài kiệt xuất chi sĩ diễn ra vô số kể, có lẽ có một chút ma nhân thiên phú thần thông chính là am hiểu khám phá người khác ẩn nặc thuật đâu. Khả năng này chẳng những có, mà lại rất cao. Nhưng Tiêu Phàm không chịu bỏ qua cơ hội này. Tại cái hội nghị này bên trên, bốn tên thủ lĩnh đại ma tôn hẳn là sẽ đồng thời xuất hiện, nếu như Tiêu Phàm nghĩ một lần tính đoạt được bốn cái tổng khống lệnh bài. Như vậy đây cơ hồ là cơ hội duy nhất. Mặc dù tại tính ra hàng trăm nguyên anh ma tôn vây quanh bên trong, từ bốn tên nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại thành cùng giai tu sĩ trong tay cướp đi tổng khống lệnh bài, có chút tiếp cận với thiên phương dạ đàm Tiêu Phàm, nhưng như cũng nghĩ muốn đến xem. Có lẽ liền có cơ hội như vậy đâu. Nếu là không tới, vậy liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Binh đi nước cờ hiểm. Như là Tiêu Phàm chỗ liệu nghĩ như vậy, ma mây bảo bên trong tập trung nguyên anh kỳ ma tôn, thình lình có hơn 200 tên. Đây còn không phải toàn bộ, cũng nên có một bộ phân nguyên anh ma tôn lưu tại gian ngoài, trưởng khống quân đội. Tiêu Phàm thô thô quét qua, nguyên anh trung kỳ trở lên tu vi ma tôn cũng có 30 mấy tên. Nguyên anh hậu kỳ đại ma tôn, Tiêu Phàm tạm thời không nhìn thấy. Cái này cũng rất bình thường, địa vị càng cao thường thường tới càng trễ, không phải như thế không đủ để hiển lộ rõ ràng bọn hắn cao cao tại thượng thân phận. Dưới mắt không vội, nên xuất hiện thời điểm luôn luôn sẽ xuất hiện. Tất cả nguyên anh kỳ ma tôn, đều bị dẫn đến một chỗ phong cảnh tú lệ trong sơn cốc. Hai bên là ngọn núi cao vút, trên ngọn núi thì là mênh mông vô bờ rừng rậm nguyên thủy. Cái này ma mây bảo chiếm diện tích rộng, vượt xa khỏi trên địa cầu bình thường trên ý nghĩa thành phố lớn. Ngọn núi cao vút cùng rộng lớn rừng rậm nguyên thủy, nói đến. Cũng chỉ là ma mây bảo một chỗ hậu viện mà thôi. Tu sĩ cấp cao tu luyện cần mảng lớn thổ địa đến cung cấp thiên địa linh khí cùng sinh mệnh tinh hoa. Đối đây, mọi người ai cũng lơ đễnh, hiển nhiên bọn hắn cũng không phải là lần đầu tiên tới ma mây bảo bên trong chỗ này sơn cốc họp. Trong sơn cốc sớm đã bố trí tốt hội trường, từng dãy cái bàn bàn trà bày ra chỉnh tề, trên mặt bàn thì là từng bàn như nước trong veo mới mẻ trái cây cùng một chén cúp nóng hôi hổi, thanh hương xông vào mũi linh trà, còn có thuần hậu rượu ngon, hết thảy đều phi thường đầy đủ. Từng bầy tuấn nam mỹ nữ như xuyên hoa hồ điệp xuyên qua trong đó, vì nguyên anh kỳ cao nhân tiền bối cung cấp kịp thời phục vụ. Dù coi như chiến sự rất căng, nên có phô trương còn phải giảng, mảy may cũng nghiêm túc. Nam tử tóc trắng Sa Ma Tôn chỗ tông môn, Vân Lâm Tông, không tính quá lớn, cũng không tính quá nhỏ, có hai tên nguyên anh trung kỳ ma tôn lĩnh đội, nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, bao quát nam tử tóc trắng ở bên trong, hết thảy có 5 vị. Có thể phái ra 7 tên nguyên anh cao thủ xuất chiến, trong tông môn khẳng định còn muốn lưu lại tương đương số lượng cùng giai ma tôn tọa chấn, dạng này tông môn cũng coi là bên trong cùng quy mô. Nếu như có thể ra một vị nguyên anh hậu kỳ đại ma tôn tọa chấn, miễn cưỡng cũng có thể đưa thân đại tông môn liệt kê. Tiêu Phàm đi theo tại hai tên trung kỳ ma tôn về sau, thận trọng từ lời nói đến việc làm, ngược lại cũng không có người hoài nghi đến trên người hắn. Mặc dù thỉnh thoảng có thần niệm chi lực đảo qua, nhưng cũng chỉ là khẽ quét mà qua, cũng không có người nghiêm túc điều tra cái gì. Nhắc tới cũng là tại dạng này trường hợp căn bản không cần đến điều tra, chẳng lẽ còn có liên quân thám tử to gan lớn mật dám hỗn tiến vào nơi này đến.
Ước chừng ma nhân nhóm có nằm mơ cũng chẳng ngờ Tiêu Phàm thân là Liên Quân Đại Long Đầu, vậy mà lại độc thân mạo hiểm, xâm nhập Tam Giác Thành, thậm chí còn dám hỗn tiến vào mấy trăm tên Nguyên Anh tu sĩ bên trong. Dù coi như là Ngộ Linh Kỳ lão tổ cũng tuyệt không dám ở nơi này rất nhiều Nguyên Anh tu sĩ trước mặt khinh thường. Tiêu Phàm ngồi tại Vân Lâm Tông cuối cùng, bưng chén trà, lẳng lặng thưởng thức trà, chỉ là dốc lòng quan sát đến bốn phía hết thảy tình hình. Vừa mới đi tiến vào sơn cốc này, hắn liền ẩn ẩn cảm ứng được một loại nào đó không gian kỳ diệu chi lực tại bốn phía hư giữa không trung vần quanh. Thậm chí ngay cả Càn Khôn đỉnh, đều không thể có đặc biệt rõ ràng cảm ứng, cái loại cảm giác này 10 điểm mơ hồ. Nhưng Tiêu Phàm cũng không phải rất để ý, theo hắn đối không gian chi đạo lĩnh ngộ càng lúc càng thâm nhập, đối không gian chi lực cảm ứng cũng sẽ càng ngày càng nhạy cảm, một chút dĩ vãng hoàn toàn không cảm ứng được không gian ba động, hiện tại cũng có thể ẩn ẩn cảm thấy được. Bất quá, chỉ cần không đi chủ động phá hư cái này không gian chi lực, thường thường đều là an toàn, không có trở ngại. Chương 1407, Sương Mù Hải Yêu Vương. Thời gian dần dần chuyển rời, một mực trốn ở phía sau màn hậu kỳ Đại Ma Tôn, rốt cục lần lượt lộ diện. Có mặt hội nghị Nguyên Anh hậu kỳ Đại Ma Tôn, hết thảy có 6 người. So Tiêu Phàm dự đoán yếu lược thiếu chút, trước kia đoán chừng Tam Giác Thành bên trong, hẳn là có 8 đến 10 tên hậu kỳ Đại Ma Tôn. Có lẽ còn có mấy vị Đại Ma Tôn vẫn chưa tham dự hội nghị. Người tu chân bế quan tu luyện, 10 điểm bình thường, dù là tại đại chiến thời điểm, chỉ cần không làm gì khe hở cũng không trở ngại tu luyện. Bất quá lộ diện cái này mấy tên hậu kỳ Đại Ma Tôn, xác thực như là nam tử tóc trắng lời nói, từng cái không tầm thường, xa không tầm thường hậu kỳ tu sĩ có thể so sánh, công lực tinh xảo, tu vi cao thâm, trong đó càng có 3 người, đã khó khăn lắm đạt đến tại Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới đại thành. Sương Mù Hải Yêu Vương là cái cuối cùng đến hội trường. Đại thống lĩnh đến, theo cái này âm thanh gọi tên, nguyên bản ồn ào hội trường, nháy mắt liền an yên tĩnh, ngay tại châu đầu ghé tai ma tôn nhóm, không hẹn mà cùng ngậm miệng lại, ngay cả vốn đã ngồi xuống uống trà uống rượu mấy tên hậu kỳ đại ma tôn cũng nhao nhao đứng dậy. Đủ thấy vị này đại thống lĩnh ở trong thành uy vọng cực cao. Tại tu chân giới, bình thường đến nói, uy vọng càng cao thường thường liền đại biểu cho tu vi càng sâu, mặc dù cũng sẽ có một chút những nhân tố khác ảnh hưởng, nhưng tu vi tinh thâm hay không thủy chung là chính yếu nhất tiêu chuẩn phân biệt. Tỷ như Tiêu Phàm vị này vô cực môn trưởng giáo chân nhân, nếu không phải một trận chiến diệt sát thiên ma thiếu chủ cũng sẽ không trở thành vạn người khâm phục liên quân lớn thủ lĩnh. Sau đó Tiêu Phàm liền thấy vị này một triệu ma quân đại thống lĩnh. Vóc dáng không cao, dáng người bình thường, tướng mạo càng bình thường, một vị phổ phổ thông thông nam tử trung niên, không có chút nào xuất chúng chỗ. Thậm chí đặt tại phàm trong đám người, chỉ cần hắn thu liễm khí tức cũng không có người sẽ chú ý với hắn. Bình thường đến không thể lại bình thường tình trạng. Nếu như nhất định phải nói có chỗ đặc biệt gì, chính là vị này yêu vương một đôi mắt, thanh tịnh như nước thâm thúy như biển. Dạng này một đôi huyền như thiếu nữ ánh mắt linh động, sinh trưởng ở một tên phổ thông nam tử trung niên trên mặt thực tế có chút không đáp giới, thậm chí có chút quỷ dị. Sương Mù Hải Yêu Vương thần thái khiêm tốn, không có chút nào thận trọng kiêu căng thái độ. Mỉm cười, ánh mắt tại trên mặt mỗi người đảo qua. Cứ việc chỉ là khẽ quét mà qua, nhưng bị hắn nhìn qua mỗi người, đều có như vậy một loại cảm giác, đó chính là đại thống lĩnh chính đang cùng mình chào hỏi, 10 điểm thân thiết, 10 điểm hiền hòa. Phảng phất hai người đã kề đầu gối nói chuyện lâu tốt mấy canh giờ. Bị hắn ánh mắt quét đến mỗi người, đều kìm lòng không đặng mỉm cười gật đầu, hướng đại thống lĩnh thăm hỏi. Có lẽ là ảo giác Tiêu Phàm luôn cảm thấy, vị này yêu vương nhìn hướng ánh mắt của mình bên trong. Ẩn chứa đặc biệt thâm ý tựa hồ đối với hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, đây chính là Sương Mù Hải Yêu Vương chỗ hơn người. Một cái có thể thống lĩnh 1 triệu đại quân, điều khiển như cánh tay người. Tuyệt đối không đơn giản. Cái này không chỉ có riêng là tu vi tinh thâm liền có thể làm được, nhất định phải có thống soái chi tài. Tiêu Phàm thần niệm chi lực quét ra, phát hiện vị này nhìn như bình thường phổ thông Sương Mù Hải Yêu Vương, tu vi cực kỳ tinh thâm, có thể nói là thâm bất khả trắc, tựa hồ so sánh với thiên ma thiếu chủ. Cũng không kém bao nhiêu. Nếu như đối đầu, người này cho là hiếm có cường hãn địch thủ. Trong lòng không khỏi cảnh giác chi ý nổi lên. Tại mọi người thăm hỏi âm thanh bên trong, Sương Mù Hải Yêu Vương chậm rãi đi tới chủ vị, xoay người lại, giơ hai tay lên nhẹ nhàng hướng xuống đè ép, mỉm cười nói, các vị đạo hữu không cần phải khách khí, mời ngồi. Tạ đại thống lĩnh, mọi người đồng loạt đáp, cùng Sương Mù Hải Yêu Vương dẫn đầu ngồi xuống về sau, những người khác mới lần lượt ngồi xuống. Quy củ nghiêm cực kỳ. Hôm nay xin mọi người đến, là có một chuyện muốn cùng mọi người thương nghị. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Sương Mù Hải Yêu Vương trên mặt nguyên bản nhộn nhạo mỉm cười, trong bất chi bất giác thu liếm, sắc mặt trở nên 10 điểm ngưng trọng.
Ngoài thành đường dốc bạn bên kia phát tới gửi thông điệp nhân mã đã sẵn sàng, gần đây liền muốn hướng ngoài thành quân địch phát động tổng tiến công, hy vọng đến lúc đó chúng ta có thể phối hợp tác chiến, trong ngoài giáp công, nhất cử đem Nam Châu liên quân tiêu diệt. Lời vừa nói ra, hội trường lập tức liền sôi trào lên. Ồ, nhanh như vậy liền muốn tổng tiến công sao? Tốt quá tốt, nhanh lên đem những quân địch này tiêu diệt tại cái chỗ chết tiệt này, thực tế kìm nén đến quá lâu. Chấm ngoặc kép. Đúng, chính là muốn đánh cái hung ác. Trong lúc nhất thời tiếng nghị luận liên tiếp, quần tình xúc động. Những này ma tôn nhóm cả đám đều thập phần hưng phấn, không có người nào lộ ra kinh hoàng vẻ sợ hãi. Nhắc tới cũng là, ma quân thực lực tăng nhiều, đã đối ngoài thành Nam Châu liên quân hình thành ưu thế áp đảo, trận chiến này tất thắng, lại có cái gì tốt sợ. Đợi một lát, sương mù hải yêu vương lại khoát tay áo, tiếng nghị luận dần dần ngừng. Đại thống lĩnh, khi nào khai chiến? Một tên hậu kỳ đại ma tôn trầm giọng hỏi. Sương mù hải yêu vương hướng hắn khẽ vuốt cằm thăm hỏi, rồi mới lên tiếng, đường dốc bạn định tại sau 7 ngày, giờ tí chính, hai bên đồng thời động thủ, hướng quân địch tiến công. Kia đại ma tôn bấm tay tính toán, nói, sau 7 ngày, chính là trăng khuyết thời điểm, có lợi cho quân ta phát huy chiến lực, ngược lại là rất thích hợp. Thất dạ giới đại quân, đa số từ ma đạo tà tu tạo thành, trăng khuyết ngày, chính là ma đạo tà tu sinh mệnh lực thịnh vượng nhất, tinh lực nhất rồi giao thời điểm. Có quan hệ những này, đường dốc bạn khẳng định là trải qua chu đáo chặt chẽ bày kế, cái này không cần lo lắng, chúng ta chiếu làm liền là. Nhưng tại hạ còn có một cái nghi vấn, lại không biết đường dốc bạn bọn hắn, dự định như thế nào đối phó vô cực môn cái kia tiêu phàm. Lại một tên hậu kỳ đại tu sĩ mở miệng hỏi. Một đám ma tôn trên mặt lập tức người người đều lộ ra ý tò mò. Đã lâu đến nay, tiêu phàm cái tên này, tựa như một tòa núi lớn, chiếu nặng đặt ở mỗi tên cao giai ma trong lòng của người ta, vừa nghĩ tới ra khỏi thành tác chiến, liền có khả năng sẽ đụng tới tên sát tinh này, trong lòng mọi người cũng không khỏi lo sợ. Mặc dù nói, tại dạng này đại quy mô tác chiến bên trong, lực lượng một người căn bản cũng không đủ để cải biến toàn bộ kết cục, ma quân đại thắng liên quân đại bại là có thể dự tính, nhưng nếu như ai vận khí không tốt tại tác chiến thời điểm, đụng đầu tiêu phàm, vậy coi như gặp vận rủi lớn. Hậu kỳ đại ma tôn có lẽ còn có đào mệnh cơ hội, trung kỳ trở xuống ma tôn, chỉ sợ ngay cả người ta một chiêu đều ngăn cản không nổi, vừa đối mặt liền mất mạng. Quách đạo hữu không cần phải lo lắng, đường dốc bạn bọn hắn, đã làm tốt vạn toàn an bài, có 4 tên đại ma tôn cộng đồng xuất thủ đối phó tiêu phàm, còn có 8 tên am hiểu liên thủ tác chiến trung kỳ đồng đạo từ bên cạnh hiệp trợ. Tiêu phàm coi như thật có thông thiên triệt địa chi năng, cũng tuyệt đối là chắp cánh khó thoát. Đường dốc bạn bọn hắn là chủ công, chúng ta chỉ là phối hợp, cho nên mời chư vị cứ việc yên tâm. Đường dốc bạn sẽ so với chúng ta càng coi trọng hơn vấn đề này. Sương mù hải yêu vương mỉm cười nói, thần thái chấn định. Mọi người nhất thời liền thở phào một cái, nhao nhao gật đầu. Như thế rất tốt, chấm ngoặc kép, có nhiều như vậy đồng đạo một cùng ra tay, lúc này nhất định có thể diệt sát kẻ này. Hắc hắc, ngươi sai, chúng ta cũng không cần diệt sát hắn. Chỉ cần cuốn lấy hắn là được. Ngươi cho rằng thiên ma đạo tổ sẽ bỏ qua người này à? Chính là, người này hại thiên ma thiếu chủ, đạo tổ lão nhân gia ông ta khẳng định phải tự tay bắt người này, chém thành muôn mảnh, Phương Tiêu mối hận trong lòng. Chấm ngoặc kép, nói đúng, có lẽ đạo tổ lão nhân gia ông ta đã đang đuổi đến toa ma giới trên đường. Lại cùng đoàn người nghị luận một lát. Sương mù hải yêu vương mới lần nữa khoát khoát tay, ngừng lại ồn ào thanh âm, nói, sau 7 ngày, như thế nào tác chiến, hôm nay liền muốn xuất ra cái chương trình tới. Chấm ngoặc kép, lập tức chúng ma tôn nhao nhao mở miệng, ra mưu hiến kế, rất nhanh, liền lấy ra một cái tác chiến bản dự thảo. Rất tốt, các vị đạo hữu hiến đều là thượng sách. Tạm thời cứ như vậy định ra đến, các vị đạo hữu sau khi trở về. Lập tức đốc soái bản bộ, nghiêm ngặt thao diễn, sau 7 ngày, các bộ đều phải đem hết toàn lực. Nhất định phải nhất cử đem quân địch tiêu diệt, để tránh đêm dài lắm mộng. Sương mù hải yêu vương nhẹ gật đầu trầm giọng nói. Ây, một đám ma nhân khom người đáp. Đại thống lĩnh, ngồi tại sương mù hải yêu vương tay trái, phân lâm tông phía trước một tên trung kỳ ma tôn ôm quyền nói. Thành đạo hữu thỉnh giảng. Trung kỳ ma tôn nói, đại thống lĩnh, nghe nói ngoài thành liên quân đã hướng chúng ta trong thành phái ra mật thám, điều tra chúng ta quân tình. Chúng ta hôm nay quân nghị nội dung, có thể hay không tiết lộ ra ngoài. Không đợi sương mù hải yêu vương trả lời, một tên đại ma tôn đã mở miệng nói ra, thành đạo hữu cái này là ý gì? Chẳng lẽ thành đạo hữu cho rằng, đang ngồi đồng đạo, sẽ có ngoài thành liên quân thám tử không thành? Trung niên ma tôn hướng hắn liền ôm quyền, nói, Quách huynh, thành nào đó cũng không có hoài nghi ai ý tứ, chẳng qua là cảm thấy hẳn là cẩn thận một chút, vạn nhất quân tình tiết lộ, vứt bỏ chính là thành trên ngàn vạn binh sĩ tính mệnh. Đại ma tôn cười lạnh, nói, cẩn thận là không sai, nhưng quân nghị đã định lại muốn thế nào giữ bí mật.
Chẳng lẽ để chúng ta những người này, trong 7 ngày này đều tập hợp một chỗ, không cho phép rời đi nơi đây? Trung niên ma tôn không khỏi vì đó nghẹn lời, liền đem cầu viện ánh mắt nhìn về phía Sương Mù Hải Yêu Vương. Sương Mù Hải Yêu Vương cười cười, nói thành đạo hữu lời ấy, cũng không tính nói chuyện giật gân, bởi vì cái gọi là binh bất yếm trá. Nếu là đánh trận, lẫn nhau hướng đối phương phái ra thám tử điều tra quân tình, chính là đương nhiên. Hôm nay chúng ta mọi người ở đây bên trong cũng chưa chắc liền không có ngoài thành liên quân thám tử. Ồ, thám tử, đại thống lĩnh, người này là ai? Chẳng lẽ sống được không kiên nhẫn rồi sao? Tên kia họ Quách đại ma tôn càng là hả ra một phát đầu, cao giọng nói, đại thống lĩnh, mời ngươi đem cái này không biết sống chết thám tử bắt tới, Quách Mỗ ngược lại muốn xem, đến cùng là cái dạng gì ra hỏa, như thế to gan lớn mật. Sương Mù Hải Yêu Vương nhẹ nhàng cười một tiếng, nói Quách đạo hữu coi là thật nguyện ý thân tự xuất thủ đối phó người này. Thấy Sương Mù Hải Yêu Vương cái này giống như cười mà không phải cười thần sắc, họ Quách đại ma tôn trong lòng hơi hồi hộp một chút chìm xuống dưới, luôn cảm thấy cái này trong tươi cười ẩn chứa một loại nào đó không thể dự báo nguy hiểm, nhưng trước mọi người, mặt mũi này lại nhất định phải chống đỡ xuống dưới, lại nói, nơi này tập trung hơn 200 tên nguyên anh tu sĩ, dù coi như liên quân thám tử lợi hại hơn nữa, lại có thể thế nào? Vừa nghĩ đến đây, họ Quách đại ma tôn trong lòng lập an, cười hắc hắc nói, đại thống lĩnh đang nhạo báng Quách Mỗ sao? Một người thám tử mà thôi, có thể lớn bao nhiêu bản sự? Chẳng lẽ vẫn là Tiêu Phàm không thành? Dù là như thế, vị này đại ma tôn lại cũng không chịu lại đảm nhiệm nhiều việc, miễn cho đến lúc đó thật dưới không được đài, mặt mũi này liền ném đại phát. Cái này nhưng rất khó nói. Chấm ngoặc kép. Sương Mù Hải Yêu Vương trên mặt, lại hiện ra loại kia giống như cười mà không phải cười thần sắc, một đôi thanh tịnh thâm thúy con mắt vượt qua mọi người, rơi thẳng vào nam tử tóc trắng trên mặt, khóe miệng nhẹ nhàng đi lên kéo một cái, ánh mắt sáng ngời, tinh quang lấp lóe. Tiêu chân nhân, đã đến, sao không lấy chân diện mục gặp người? Như thế giấu đầu lộ đuôi cũng không ủy khuất ngươi vô cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân thân phận. Chương 1408 Tiên Thiên Tạo Hóa Chi Bảo. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Phàm liền biết mình quả nhiên là khinh thường anh hùng thiên hạ. Đơn đả độc đấu, có lẽ cùng giai tu sĩ trở xuống, đã không người là hắn địch thủ, lại cũng không biểu thị, hắn có thể dịch dung giả dạng, hoành hành không sợ. Tu chân giới kỳ tài kiệt xuất chi sĩ, diễn ra vô số kể. Đại thống lĩnh quả thật thần mục như đuốc. Bội phục, Tiêu Phàm cười cười, toàn thân một trận gợn nước vặn vẹo quá khứ, dần dần hiện ra lúc đầu tuấn lãng khuôn mặt lòe loẹt ngũ thải cẩm y, cũng biến thành không nhuốm bụi trần màu trắng nho sinh bào phục, phong thần tuấn lãng, thẳng tắp như ngọc. Nhìn về phía Sương Mù Hải Yêu Vương ánh mắt thật toát ra một chút bội phục chi ý. Một trận luống cuống tay chân, cúp ngọn rơi xuống đất thanh âm đinh đinh đang đang vang lên. Lại là xung quanh ma nhân nhóm từng cái thất kinh, nhao nhao hướng bên cạnh chớp nhoáng mà tạo thành nho nhỏ hỗn loạn. Trong khoảnh khắc lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, chống đi một mảng lớn tới. Tính ra hàng trăm nguyên anh kỳ ma đạo tu sĩ, chen tại vài chục trượng bên ngoài, trừng to mắt gắt gao tiếp cận hắn, từng cái nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn che giấu ở sâu trong nội tâm kinh hoàng cùng sợ hãi. Một cái Tiêu Phàm uy danh thực tế quá đáng, thứ hai người này bỗng nhiên ra như bây giờ tuyệt không nên xuất hiện trường hợp, có trời mới biết phía sau ẩn giấu đi cái dạng gì âm mưu. Một chút đặc biệt gan tiểu mà đa nghi người, thậm chí đối bên cạnh mình mỗi người cũng bắt đầu biểu hiện ra cực độ không tín nhiệm, một thân một mình xa xa né tránh, tuyệt không cùng bất cứ người nào áp sát quá gần. Vạn nhất cũng là địch nhân cải trang giả dạng, đối cảnh thời điểm, thình lình cho mình một gia hỏa kia còn phải rồi. Bất quá 6 tên hậu kỳ đại ma tôn lại sớm đã đều chiếm một phương, ẩn ẩn hoàn thành đối Tiêu Phàm vây kín. Ngắn ngủi như thế nháy mắt, bọn hắn không có khả năng chấn định phải nhanh như vậy, giải thích duy nhất chính là, bọn hắn đã sớm nhìn thấu Tiêu Phàm thân phận, đã sớm câu thông thương lượng xong. Chỉ cùng Sương Mù Hải Yêu Vương một vạch trần, lập tức liền đem Tiêu Phàm bao vây lại. Biết được tình huống, hẳn là chỉ có 6 vị hậu kỳ đại ma tôn, cái khác ma nhân, bao quát một đám trung kỳ ma tôn ở bên trong, cũng còn bị mơ mơ màng màng. Biết bí mật quá nhiều người, khó đảm bảo không ai sẽ lộ ra dị dạng tới. Tiêu Phàm gì cùng dạng người? Chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay, lập tức liền sẽ cảnh giác. Sương Mù Hải Yêu Vương thân thể khẽ động, bỗng nhiên liền đến mấy trượng bên ngoài. Dưới mắt hắn là cách Tiêu Phàm gần nhất người. Mặc dù che giấu rất khá, nhưng nhìn kỹ liền có thể nhìn ra được vị này đại thống lĩnh ở sâu trong nội tâm cũng không bằng hắn bên ngoài đồng hồ chấn định như vậy tự nhiên. Đã sớm đem cảnh giác đề cao đến 12 phân. Chỉ bất quá lúc này, vô luận như thế nào cũng không thể yếu thế. Ngược lại để cho chân nhân chê cười, tại hạ từ nhỏ tại Sương Mù Hải sinh sống, bản sự khác không có, ánh mắt này luyện được cũng không tệ lắm. Ánh mắt không tốt ra hỏa. Tại Vũ Hải là sống không lâu,
Sương mù Hải Yêu Vương đứng vững thân thể, vừa cười vừa nói. Tại thất dạ giới tầm bảo thời điểm, Tiêu Phàm đã từng siêu tập qua cực kỳ hoàn chỉnh thất dạ giới địa đồ, một mực ghi khắc trong đầu. Vụ hải cái này địa danh tự nhiên cũng là nhớ được. Thất dạ giới là hải dương thế giới. Vụ hải tại thất dạ giới Tây Nam Bộ cũng không coi là bao nhiêu nổi danh. Bất quá thất dạ giới không ít tu sĩ, đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút động vật biển huyết mạch. Cái này sương mù Hải Yêu Vương trực tiếp chính là một đầu hóa hình động vật biển. Điểm này, Tiêu Phàm có thể từ hắn khí tức trên thân cảm ứng được. Chỉ là yêu vương tu vi tinh thâm, đã sớm đem động vật biển ngoại hình che lấp phải không chút nào lộ, khiến người từ ở bề ngoài không cách nào nhìn ra nửa điểm đầu mối. Nghe nói sương mù trên biển, cả ngày đều tràn ngập đầy trời sương mù, đưa tay không thấy được năm ngón, chẳng những trên mặt biển như thế, dưới mặt biển cũng giống vậy mơ hồ không rõ tầm mắt cực kém. Vụ hải yêu thú, đa số đều tiến hóa xuất siêu mạnh ánh mắt, đương nhiên cũng có một bộ phân yêu thú, mở ra lối riêng, ánh mắt chẳng những không có tiến hóa, ngược lại thoái hóa, nhưng mà cái khác giác quan lại cực độ tiến hóa, thính giác, xúc giác, khứu giác không hề tầm thường nhạy cảm. Người này danh xưng sương mù hải yêu vương, ánh mắt quả thật sắc bén vô so, chỉ một cái liền xem thấu Tiêu Phàm ngụy trang. Đại thống lĩnh không cần phải khách khí, là Tiêu Mỗ khinh thường anh hùng thiên hạ. Tiêu Phàm rất thành khẩn nói. Sương mù Hải Yêu Vương lập tức nổi lòng tôn kính, nói Tiêu chân nhân ý chí uyên bác quả không phải người thường. Dám một thân một mình đến nơi đây, quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn. Cũng là bị buộc bất đắc dĩ mà thôi. Sương mù Hải Yêu Vương nhẹ nhàng gật đầu, nói đáng tiếc tướng là địch nước, không phải tại hạ thật đúng là rất muốn cùng Tiêu chân nhân kết giao bằng hữu. Tiêu Phàm từ tốn nói, cái này cũng dễ dàng, mọi người cùng là tu chân một mạch vốn cũng không cần phải dạng này sinh tử tương bác trao đổi lẫn nhau, bù đắp nhau, chẳng phải là so như bây giờ còn mạnh hơn nhiều rồi. Một ngày kia, song phương ngưng chiến giảng hòa, người ta đều không việc gì lời nói, tại hạ mời đại thống lĩnh uống rượu. Tốt, ta rất nguyện ý tiếp nhận Tiêu chân nhân cái này mời. Đại thống lĩnh, chỉ sợ ngươi là không có cơ hội uống chén rượu này. Ngươi cảm thấy thiên ma đạo tổ lão nhân gia ông ta, sẽ để cho người này sống cho đến lúc đó à? Một bên họ Quách đại ma tôn lạnh lùng ngắt lời nói. Người này phong độ, nhưng so Hải Yêu Vương kém đến quá xa, nhìn về phía Tiêu Phàm trong ánh mắt tràn đầy địch ý. Nói thật, trừ bọn hắn vốn là địch người bên ngoài, Tiêu Phàm hôm nay sở tác sở vi, là thật hung hăng nhục nhã bọn hắn một phen, ở đây hơn 200 vị ma tôn, đều có thể sâu sắc cảm thụ đến loại này nhục nhã. Tiêu Phàm lẻ loi một mình, liền dám lại tới đây, đánh thử ở sâu trong nội tâm, liền không có đem bọn hắn để vào mắt. Thành danh về sau, họ Quách đại ma tôn còn chưa hề bị người miệt thị như vậy qua. Tiêu Phàm lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái, họ Quách đại ma tôn kìm lòng không đặng rụt cổ một cái, đem lời đến khóe miệng ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Động tác này mặc dù cực kỳ nhỏ còn là bị rất nhiều người phát giác được. Chỉ bất quá giờ này khắc này, ai cũng không có tâm tư đi trò cười họ Quách đại ma tôn gan tiểu. Mỗi người kỳ thật đều không khác mấy. Hơn 200 tên nguyên anh kỳ trở lên ma tu cùng nhau tiến lên, Tiêu Phàm liền xem như ngộ linh kỳ tu sĩ cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi, chỉ bất quá trước sông đi lên mấy cái kia, lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai nguyện ý xung làm cái này chim đầu đàn? Sương mù Hải Yêu Vương thở dài, nói Tiêu chân nhân kỳ thật chúng ta cũng không muốn đắc tội, nơi này cũng không có người muốn cùng Tiêu chân nhân tranh đấu, chỉ là nghĩ ủy khuất Tiêu chân nhân đại giá ở đây nấn ná mấy ngày. Tiêu Phàm bốn phía đánh đo một cái, nói quả thật là bảo bối tốt, ngay cả ta đều giấu giếm được đi. Nơi này hết thảy, đều là món bảo vật này tạo dựng ra đến. Sương mù Hải Yêu Vương lấy làm kinh hãi, hít vào một ngụm khí lạnh, tê tê nói Tiêu chân nhân quả thật cao minh. Ngay cả vụ hải kỳ quan cũng bị ngươi phát giác được. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, ngón tay bỗng nhiên vừa nhấc một đạo tinh xảo ngân sắc phích lịch bắn ra, bỗng nhiên đánh vào sương mù Hải Yêu Vương trên thân, nháy mắt xoẹt chi tiếng nổ lớn. Ngân sắc hồ quang điện đảo mắt liền trải rộng toàn thân hắn lướt qua, oanh, một tiếng, cả người đều vỡ ra, nổ vỡ nát. Thậm chí ngay cả mảy may kháng cự đều không có. Tiêu Phàm tâm thoảng qua trầm xuống. Ngân sắc hồ quang điện triệt để tiêu tán về sau, nguyên địa một trận gợn nước vặn vẹo, sương mù Hải Yêu Vương lại một lần nữa hiện thân mà ra. Mang trên mặt mỉm cười. Vô luận là thần thái, khí tức hay là linh áp, vị này đứng tại Tiêu Phàm mấy trượng bên ngoài yêu vương, đều hẳn là một cái người sống sờ sờ, mà không phải huyễn tượng. Nhưng là, Tiêu Phàm vừa rồi đã tự tay nghiệm chứng qua cái này thật sự chính là một cái huyễn tượng, mà không phải người sống. Chỉ bất quá, đây cũng quá rất thật. Thậm chí ngay cả Tiêu Phàm dạng này trận pháp đại sư thế mà đều kém chút bị che giấu đi. Phân không phân rõ được,
Thiên ma thiếu chủ thiên ma huyễn cảnh cố nhiên thần kỳ tiêu phàm nhưng vẫn là có thể tùy tiện ở trong đó xuyên qua, chỉ là không thể nhất cử phá trận, căn bản liền khốn không được hắn. Cái này cái ảo cảnh, so thiên ma huyễn cảnh còn muốn rất thật, nếu không phải tiêu phàm trong tiềm thức ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, chỉ sợ hiện tại cũng còn bị mơ mơ màng màng. Vụ hải kỳ quan, là món bảo vật này danh xưng a? Tiêu phàm hỏi, mang theo một điểm hiếu kỳ. Bảo vật như vậy, ngược lại là cùng càn khôn đỉnh giống nhau đến mấy phần. Tiêu phàm tin tưởng, chỉ cần hắn đối càn khôn đỉnh nghiên cứu tiến một bước xâm nhập, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn có thể thúc đẩy bảo đỉnh huyễn hóa ra vô thượng huyễn cảnh, nó lợi hại trình độ tuyệt đối siêu qua thế gian tất cả huyễn trận. Sương mù hải yêu vương đáp, đúng vậy. Vụ hải kỳ quan là ta vụ hải định hải chi bảo, nghe nói là thiên địa hỗn độn sơ khai thời điểm, giao diện tự hành tạo ra dị bảo. Kia không có khả năng, kia là tiên thiên tạo hóa chi bảo. Tiêu phàm quả quyết lắc đầu. Tiên thiên tạo hóa chi bảo chính là sương mù hải yêu vương lời nói, thiên địa hỗn độn sơ khai thời điểm, tạo hóa tự hành tạo ra dị bảo, nhưng kia tuyệt không phải chỉ bọn hắn dạng này dưới cùng giao diện, chỉ ít cũng là huyền linh thượng giới mới có năng lực như vậy, mà lại dù coi như là huyền linh thượng giới, một cái giao diện có thể đản sinh tiên thiên tạo hóa chi bảo cũng là có hạn, xem hồ giao diện lớn tiểu mà định ra. Chỉ sợ muốn tại thiên tiên giới hoặc là thiên thần giới, chí bảo như thế mới có thể tầng tầng lớp lớp. Nhưng loại kia cực thượng giới mặt sự tình cũng không phải là bọn hắn chỗ có thể biết được. Bọn hắn dạng này dưới cùng giao diện căn bản liền không khả năng sinh ra tạo hóa chi bảo. Sương mù hải yêu vương cười cười, nói tiêu chân nhân tại không có nhìn thấy vụ hải kỳ quan trước đó, ta cũng là giống như ngươi ý nghĩ. Nhưng là chúng ta đều sai, dù là chính là chúng ta dạng này dưới cùng giao diện cũng là có thể sinh ra tạo hóa chi bảo. Tỷ như nói, trời sinh thánh linh. Tiêu phàm nói thế nhưng là trời sinh thánh linh nhất định phải phi thăng lên giới về sau mới có thể chân chính trưởng thành, nếu như một mực lưu tại dưới cùng giao diện chỉ sợ cũng chịu không nổi giao diện chi lực áp chế. Đúng vậy. Sương mù hải yêu vương trên mặt lại hiện lên vẻ mỉm cười. Tiêu phàm bỗng nhiên liền minh bạch, cái này vụ hải kỳ quan khả năng thật sự chính là tiên thiên tạo hóa chi bảo, bọn hắn dạng này dưới cùng giao diện cũng là có thể sinh ra tạo hóa chi bảo, chỉ bất quá cùng trời sinh thánh linh đồng dạng cần tự hành phá giới tiến về huyền linh thượng giới mới có thể biến thành chân chính tạo hóa chi bảo. Cái này vụ hải kỳ quan không biết là loại nguyên nhân nào, lại bị ngưng lại tại hạ giới, cuối cùng mất đi diễn biến thành tạo hóa chi bảo cơ hội. Nhưng mà cuối cùng vẫn là khó lường kỳ chân dị bảo, khó trách ngay cả tiêu phàm thần thông như vậy, đều giữa bất chi bất giác liền rơi vào trong ảo cảnh. Loại bảo vật này, phải làm thế nào phân loại, thật đúng là không tốt cầm. Đã không có thành hình kia liền không thể xem như tạo hóa chi bảo. Một cái tàn thứ phẩm, đạo hữu coi là thật có thể vây được ta a. Tiêu phàm nhíu mày nói. Sương mù hải yêu vương cười nói. Vốn cũng không có trông cậy vào thật có thể vây được chân nhân, chỉ cần lưu lại ngươi nấn ná mấy ngày liền đủ. A quên nói cho tiêu chân nhân, vừa rồi hết thảy bất quá là ta cho tiêu chân nhân diễn một màn kịch. Tổng tiến công phát khởi thời gian, cũng không phải là định tại sau 7 ngày, mà là định tại đêm nay giờ tí. Ta tin tưởng, tại không có tiêu chân nhân tọa chấn dưới tình hình quý quân là rất khó ngăn cản được. Trong ngoài giáp công, chỉ cần có 3-5 ngày quang cảnh, liền có thể triệt để đánh tan liên quân. Chương 1409, Phụ Hải Kỳ Quan. Nói xong câu đó, sương mù hải yêu vương thân thể liền vỡ vụn thành từng mảnh tiêu tán ở trong hư không. Nguyên bản vây quanh ở hắn xung quanh họ Quách đại ma tôn bọn người, cũng tại một trận gợn nước dập dờn về sau, không thấy bóng dáng. Sơn cốc một bên trên vách đá, hơn 200 tên ma tôn chỉnh tề đứng ở tuyệt bích chi đỉnh, hướng phía dưới nhìn qua nồng vụ lượn lờ, lăn lộn không thôi sơn cốc trên mặt mỗi người thần sắc đều không hoàn toàn giống nhau. Đại thống lĩnh cứ như vậy để một mình hắn ở bên trong a. Họ Quách đại ma tôn nhíu mày hỏi. Sương mù hải yêu vương khóe miệng kéo một cái, lộ ra cái kia chiêu bài thức giống như cười mà không phải cười biểu lộ, bình tĩnh hỏi ngược lại, lấy Quách huynh ý kiến, nên làm như thế nào? Họ Quách đại ma tôn nói, người này nếu là ta thất dạ giới tử địch có dạng này cơ hội ngàn năm một thuở, sao không nghĩ cách diệt trừ hắn? Sương mù hải yêu vương lắc đầu trầm giọng nói, vụ hải kỳ quan có thể vây khốn hắn, lại không thể diệt trừ hắn. Vì cái gì? Bởi vì món bảo vật này, bên trong cạm bẫy quá nhiều. Chấm ngoặc kép, họ Quách đại ma tôn không khỏi sửng sốt chốc lát mới kinh ngạc hỏi, đại thống lĩnh, lời ấy giải thích thế nào? Bảo vật bên trong cạm bẫy quá nhiều, dù là họ Quách đại ma tôn kiến thức rộng rãi, loại lời này cũng vẫn là lần đầu nghe nói. Sương mù hải yêu vương nhìn họ Quách đại ma tôn một chút nghĩ,
vẫn là nói, Phụ Hải Kỳ Quan, vốn là một kiện không gian trí bảo, nếu như tại hỗn độn sơ khai thời điểm, hoàn toàn thành hình, đó chính là tu di không gian loại hình tiên thiên tạo hóa chi bảo, thần thông quảng đại, khó mà nói đồng hồ từ cũng không phải chúng ta có thể có được. Cũng không biết là nguyên nhân gì, món trí bảo này cuối cùng lưu tại hạ giới, không có có thể hoàn thành tiến hóa. Cho nên nói, đây là một kiện tàn thứ phẩm. Cũng chính vì vậy, cho nên bảo vật nội bộ không gian cạm bẫy khắp nơi có thể thấy được. Hải Mỗ mặc dù hữu duyên, đạt được món bảo vật này. Nhưng thủy chung không cách nào chân chính điều khiển nó. Nếu như chúng ta tiến vào bảo vật diễn hóa trong ảo cảnh, liền cùng Tiêu Phàm đồng dạng hãm đi vào. Đến lúc đó, có phải là có thể thuận lợi từ bên trong ra, đều rất khó nói. Về phần nói đến đoàn người tại trong ảo cảnh diệt sát người này, kia là nghĩ cùng đừng nghĩ. Họ Quách Đại Ma Tôn nghe được trợn mắt hốc mồm. Líu lưỡi nói, như thế nói đến, bảo vật này chẳng phải là rất gân gà à. Sương mù Hải Yêu Vương cười nhạt một tiếng, nói, vậy phải xem ngươi làm sao dùng. Ta dùng bảo vật này vây khốn qua rất nhiều đối thủ, có hơn phân nửa người, không còn có đi tới qua. Mặt khác gần một nửa người, bình thường đều phải tốn bên trên hơn mấy tháng thậm chí hơn nửa năm mới có thể từ bên trong ra. Nhanh nhất một cái, cũng dùng hơn 10 ngày. Kia là hắn vận khí đặc biệt tốt. Hiện tại, chúng ta chỉ cần vây khốn hắn mấy ngày liền đủ. Mấy ngày sau, cầm cũng liền đánh xong. Đến lúc đó, chúng ta lại ở chỗ này chờ hắn ra là được. Ta nghĩ, chỉ cần có 10 vị 8 vị cùng giai tu sĩ một cùng ra tay. Hắn coi như thật sự có 3 đầu 6 tay, cũng đủ hắn chịu. Họ Quách Đại Ma Tôn nhíu mày nói, bảo vật này có thể tùy thân mang đi à. Nếu như bên trong vây được có người kia liền không thể mang đi. Nói như vậy, nếu như hắn ở bên trong mấy năm đều không thể đi ra. Vậy chẳng phải là muốn ở đây cùng tới mấy năm. Sương mù Hải Yêu Vương liền cười, từ tốn nói, cho tới nay. Còn không có vượt qua 8 tháng. 8 tháng còn không thấy người ra, bảo vật liền có thể thu đi. Bảo vật có thể thu đi rồi. Đó chính là nói, người ở bên trong đã diệt sát rồi. Là như thế này, phàm là 8 tháng về sau đều vẫn chưa ra khỏi đến. Về sau liền lại không còn đi tới, chỉ ta là chưa bao giờ thấy qua. Họ Quách Đại Ma Tôn cái này mới nhẹ nhàng thở phào một cái, nói, như vậy cũng tốt, tốt nhất là người này vĩnh viễn không ra. Sương mù Hải Yêu Vương cười nói, kia cũng chưa chắc, vạn nhất đạo tổ lão nhân ra ông ta tới tìm ta muốn người, ta lại không giao ra được, chẳng phải là hỏng bét. Bất quá từ hắn vẻ mặt nhẹ nhõm đến xem, hắn ở sâu trong nội tâm kỳ thật không có chút nào lo lắng vấn đề này. Nếu thật là Tiêu Phàm tại cái này Vũ Hải Kỳ Quan bên trong cũng không tiếp tục xuất hiện, chắc hẳn Thiên Ma đạo tổ cũng sẽ không thật là khó hắn. Bất kể nói thế nào, đại thù cũng là báo. Họ Quách Đại Ma Tôn quay đầu nhìn chung quanh một chút nói, đã bảo vật thần kỳ như vậy, chúng ta cần thiết để nhiều như vậy đạo hữu bồi tiếp cùng một chỗ diễn kịch a. Sương mù Hải Yêu Vương cười nhạt một tiếng, nói, ngươi cho rằng Tiêu Phàm là ai? Không xiếc diễn rất thật một điểm, hắn có thể mắc lừa. Ta cẩn thận nghĩ tới, trừ Vũ Hải Kỳ Quan, cũng không có khác bảo vật có thể đối phó được hắn. Nếu thật là liều mạng, vậy liền quá không vạch được rồi. Chúng ta ở đây cùng hắn đánh cái ngươi chết ta sống, tử thương thảm trọng, toàn diệt Nam Châu Liên Quân công lao, lại đều cho đường dốc bạn bọn hắn cướp đi, dạng này mua bán lỗ vốn, không làm cũng được. Nghe đến đó, họ Quách Đại Ma Tôn rốt cục vui lòng phục tùng, hai tay ôm quyền, thành tâm thành ý nói, đại thống lĩnh tính toán không bỏ sót, tại hạ bái phục. Quách đạo hữu khách khí, chấm ngoặc kép, sương mù Hải Yêu Vương vừa cười vừa nói, nhìn qua 10 điểm khiêm tốn cẩn thận, nhưng trong mắt thận trọng cùng ngạo nghễ, lại vô luận như thế nào đều khó mà tận che đậy. Tướng so sương mù Hải Yêu Vương Tiêu Phàm liền còn lâu mới có được nhẹ nhàng như vậy. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được không gian bốn phía chi lực, nhưng mặc kệ hắn như thế nào thúc đẩy càn khôn đỉnh, nhưng thủy chung không cách nào hữu hiệu địa, bắt giữ, đến những này không gian chi lực tung tích, luôn có một loại cách dày bắt cảm giác nhột. Nếu như quả thật như là sương mù Hải Yêu Vương lời nói, cái này Vũ Hải Kỳ Quan thế mà là một kiện bán thành phẩm tạo hóa chi bảo, như vậy nhất định cũng ẩn chứa lực lượng pháp tắc đối càn khôn đỉnh có thiên nhiên bài xích chính là tất nhiên. Bảo vật này cũng cùng mỹ nữ đồng dạng, lẫn nhau trời sinh chính là oan gia, không có thể chung sống hòa bình. Tiêu Phàm sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Túng tay áo lắc một cái, hắc lân bắn ra. Khoảng thời gian này, hắc lân vẫn luôn tại linh thú điểm bên trong nằm ngáy o o, đây là hắc lân phương thức tu luyện. Người khác tu luyện là bế quan, nàng tu luyện là đi ngủ, cũng là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng dưới mắt Tiêu Phàm không thể không triệu hoán nàng ra.
Tiểu Hắc Miêu lăn khỏi chỗ, hóa thành áo đen váy đen đầy đặn thiếu nữ, chỉ là có chút thụy nhãn mông lung, duỗi dài hai tay, xoay xoay lưng, lại giơ lên trắng nõn nà tay nhỏ, che đậy tại ngoài miệng, đánh cái tiểu ngáp, lúc này mới nháy nháy đen lúng liếng mắt to, nhìn về phía Tiêu Phàm, lười biếng nói, làm sao rồi? Còn không cùng Tiêu Phàm trả lời, Hắc Lân liền thân thể mềm mại chấn động, hai cái lỗ tai chi lăng lên, uể oải thần sắc trong chớp nhoáng chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lập tức liền thay đổi thần thái sáng láng, trừng mắt tròn trịa mắt to quan sát bốn phía một cái, kinh ngạc nói, có lực lượng pháp tắc. Tiêu Phàm kinh ngạc nói, ngươi có thể cảm thụ được. Đương nhiên rồi, chấm ngoặc kép, Hắc Lân nhếch miệng tựa hồ cảm thấy Tiêu Phàm vấn đề này hỏi được rất đần, lập tức liền nhíu mày. Cái này lực lượng pháp tắc thật là loạn, lúc mạnh lúc yếu, làm cái quỷ gì? Chúng ta đây là ở đâu bên trong? Huyễn trận không giống huyễn trận, rất khổ quái. Hắc Lân có quỷ thủy thánh linh thật mắt mặc kỳ lân huyết mạch cùng tạo hóa chi bảo đồng dạng, trời sinh thánh linh cũng là tạo hóa sở sinh, chỉ bất quá một là bảo vật một là sinh linh, biểu hiện bên ngoài hình thức khác biệt thôi. Đối lực lượng pháp tắc có không tầm thường sức cảm ứng. Tiêu Phàm thể nội cũng không ít thánh linh huyết mạch, nhưng kia cũng là ngày mai cứng rắn thêm vào, bản thân hắn là thuần chính nhất nhân tộc huyết mạch cửu linh cây hỗn độn linh thể, đối lực lượng pháp tắc cảm ứng cũng không bằng Hắc Lân như vậy nhạy cảm. Nếu như người kia không có nói láo, chúng ta bây giờ là tại một kiện bảo vật bên trong. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm lập tức đem vụ hải kỳ quan tình hình, hướng Hắc Lân giải thích một lần. Có loại sự tình này, thật đúng là mới mẻ. Chấm ngoặc kép, Hắc Lân hai mắt không khỏi trừng tròn xoe, cảm thấy mới lạ. Bán thành phẩm tạo hóa chi bảo, đúng là lần đầu nghe nói. Chúng ta điều tra một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới đường đi ra ngoài. Bọn hắn lập tức liền muốn khai chiến. Tiêu Phàm nói, có chút lo lắng. Nguyên bản hắn đi tới trong thành, là vì đại quân tìm kiếm sinh lộ, hiện tại ngược lại tốt, sinh lộ không tìm được, ngược lại bị vây ở cái này kỳ quái bảo vật bên trong. Nếu thật là bị nhốt bên trên 10 ngày nửa tháng, cầm chỉ sợ sớm đã đánh xong, đến lúc đó không biết ma quân tụ tập bên trong bao nhiêu người tới đối phó hắn. Nói không chừng ngay cả thiên ma đạo tổ đều đuổi tới. Đây mới thực sự là tai họa ngập đầu. Tốt, ta thử một chút. Chấm ngoặc kép, Hắc Lân gật đầu một cái, miệng lẩm bẩm, tay phải ngón giữa và ngón trỏ cũng chỉ như kích điểm tại trán của mình chính giữa, một chiếc mắt nằm dọc nổi lên, suy, một tiếng, thật mắt chi quang bắn ra, bên phải hư không một trận gợn nước dập dờn, bỗng nhiên liền biến một cái tình cảnh. Hữu hiệu, Hắc Lân vui mừng nói. Tiêu Phàm dưới chân khẽ động, liền hướng na bên cạnh độn đi, miệng thảo luận nói, đi theo ta, không thể đi tán. Mặc dù là một kiện bán thành phẩm, nhưng tạo hóa chi bảo chính là tạo hóa chi bảo, Hắc Lân đều đã ở trong đó cảm nhận được lực lượng pháp tắc, không cẩn thận bị bảo vật này bên trong cạm bẫy nuốt vào, nhưng chính là đại phiền toái. Hắn có càn khôn đỉnh nơi tay, muốn sờ thấu bảo vật này bên trong bí mật có lẽ sẽ bị bảo vật bài xích, nhưng tự vệ vẫn rất có hiệu quả. Hắc Lân đáp ứng một tiếng, siêu một tiếng, đi theo phía sau hắn. Chỉ thấy trước mắt một mảnh mê vụ cuồn cuộn mà đến, bí mật mang theo trận trận gió biển mùi tanh, thậm chí còn nghe tới sóng lớn vỗ bờ tiếng gầm gừ, phảng phất đã đi tới một chỗ uông dương đại hải trước đó. Chỉ bất qua bốn phía mê vụ quá nồng, dù coi như đem thiên nhãn thần thông vận làm đến cực hạn, tầm nhìn cũng cực kỳ có hạn. Không biết là thật sự có uông dương đại hải, hay là vẻn vẹn chỉ là một loại ảo giác. Hai người cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi hướng về phía trước, không dám di động phải quá nhanh, đã sớm đem cảnh giác đề cao đến 12 phân, đề phòng xâm nghiêm. Ai biết kia yêu vương phải chăng tại cái này vụ hải trong ảo cảnh an bài cái gì lợi hại chuẩn bị ở sau. Ở đây, thần niệm chi lực cùng cái khác giác quan chi lực đều lớn thụ áp chế, nếu thật là bị người đánh lén, cũng không tốt ứng đối. Nếu như Tiêu Phàm biết, sương mù hải yêu vương đối món chí bảo này cũng vô pháp trưởng khống, trong lòng liền sẽ không cẩn thận như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai người vẫn tại trong sương mù tìm tòi tiến lên, tìm không thấy đường ra, Hắc Lân bỗng nhiên nói, vì cái gì không thanh trống trơn nhi kêu đi ra thử một chút. Hắn là không gian yêu linh, có lẽ so với chúng ta có biện pháp. Tại bản mệnh linh sủng trước mặt Tiêu Phàm không có gì bí mật trống trơn nhi sự tình, Hắc Lân đã sớm biết. Tiêu Phàm cười khổ nói, ta cũng sớm đã thử qua, không dùng. Trống trơn nhi giống như đang bế quan, đối chuyện ngoại giới, một mực không để ý tới. Bế quan, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu thần sắc có chút phiền muộn. Tại cái này quan trọng trước mắt trống trơn như vậy mà không để ý tới hắn quả thực là lẽ nào lại như vậy. Nhưng mà thân ở không thể biết hoàn cảnh bên trong, hắn nhưng không dám tùy tiện nguyên thần xuất khiếu, đi càn khôn đỉnh, bên trong tìm tòi hư thực vạn nhất có cái sơ suất vậy liền hối hận thì đã muộn. Chương 1410, Tổng Tiến Công. Liên quân trận địa, một mảnh thúc sát, không ít đệ tử cấp thấp, khẩn trương đến mặt như màu đất. Tin tức đã không cần xác định, ma quân sắp quy mô tiến công.
Chính diện phương hướng, bụi mù nổi lên, ma quân tiền đạo đã thình lình đang nhìn, bày ra tổng công kích tư thế. Sau lưng tam giác thành bên trong, cũng là kèn lệnh huýt dài, đại đội ma quân ngay tại điều động. Trong ngoài giáp công chi thế đã thành. Cái này còn thôi, dù sao cùng ma quân đánh trận cũng không phải một ngày hai ngày, đánh rất nhiều lần, lẫn nhau có thắng bại, liên quân doanh trại hay là vững như bàn thạch từ đầu đến cuối không có bị công phá qua. Mấu chốt là tại dạng này quan trọng trước mắt đại minh chủ Tiêu trưởng giáo thế mà không trong quân đội. Tiêu Phàm lẻ loi một mình chui vào tam giác thành tùy thời phá thành sự tình cũng rốt cục không gánh nổi bí tiết lộ ra đi. Liên quân lập tức quân tâm lưu động. Trải qua thời gian dài, Tiêu Phàm là ổn định liên quân quân tâm cuối cùng một khối định hải thần châm, không ít cấp thấp tu sĩ đều gần như mê tín sùng bái vị này gần đây quật khởi vô cực môn trưởng giáo chân nhân, nhận định chỉ cần Tiêu Phàm tại, liên quân liền nhất định sẽ không thua. Nhưng là hiện tại Tiêu trưởng giáo không trong quân đội. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Đệ tử cấp thấp quân tâm lưu động, cao giai thủ lĩnh cũng chưa chắc liền chấn định tự nhiên. Giờ phút này bên trong quân trướng, sớm đã nhao nhao làm một đoàn. Chử thiếu chủ Tiêu chân nhân bên kia, vẫn là không có tin tức a. Có người khẩn cấp hỏi, có thể có tin tức gì? Cái này không biết rõ còn cố hỏi a. Không thấy được trong thành ma quân, đã tại tập kết chuẩn bị đối với chúng ta trong ngoài giáp công rồi. Như thế nói đến Tiêu chân nhân chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Chấm ngoặc kép, hắc hắc cũng chưa chắc liền giữ nhiều lành ít Tiêu chân nhân dưới mắt có phải là còn tại tam giác thành bên trong, đều rất khó nói đâu. Chấm ngoặc kép, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì, cái này còn không biết a. Hiển nhiên là thất bại chi cục, ai còn sẽ đần độn chờ chết ở đây a. Chấm ngoặc kép, đủ, chính làm cho túi bụi trừ cừu một tiếng quát lớn. Bên trong quân trướng, nháy mắt liền an yên tĩnh, đoàn người ánh mắt đều đồng loạt rơi vào trừ cừu trên mặt. Luận tu vi cảnh giới, một đám đại tu sĩ bên trong trừ cừu cũng không xuất chúng, bất quá là vừa mới tiến cấp chưa lâu, công lực tính không được thâm hậu. Nhưng thời gian dài đến làm Tiêu Phàm phụ tá. Đã dần dần tại liên quân bên trong cây lập uy tín, tăng thêm thái thượng tông thiếu tông chủ hiển hách uy danh, cái này một cuống họng hay là rất có thể chấn được tràng diện. Đến lúc nào rồi, lại nhao nhao những này, hữu dụng không? Trừ cửu cao cứ thủ vị, một đôi mắt hổ tinh quang lấp lóe tại mọi người trên mặt một quét qua qua. Cùng là đại tu sĩ, cũng không tự chủ được tránh ra, không muốn cùng hắn đối mặt. Ma quân đao, đã đè vào lão tử trên chóp mũi, lúc này. Đều đừng kéo vô dụng. Liền thương lượng một chút đánh như thế nào đi, chẳng lẽ còn có người nghĩ đầu hàng không thành, có lẽ là câu nói này nói đến nặng chút lập tức liền có người có chút không vui, khẽ nói, chử đạo hữu. Lời nói đừng bảo là phải khó nghe như vậy, ai nói chúng ta muốn đầu hàng rồi. Không nghĩ đầu hàng, cũng chỉ có đánh tới ngọn nguồn. Hoàng Tuyền thiếu quân cười lạnh một tiếng, nói kỳ thật cũng không có gì tốt thương lượng, riêng phần mình liều mạng đi. Bây giờ chúng ta linh thạch dự trữ đã thấy đấy, hộ vệ đại trận trèo trống không được bao lâu. Một khi đánh giáp lá cả, liều chính là dũng khí, ai không sợ chết, ai ngược lại liền có đường sống. Sợ chết ra hỏa, thường thường chết được nhất nhanh. Xuất chinh thời điểm, riêng phần mình mang theo đủ nhiều linh thạch, đan dược và pháp bảo pháp khí, chuẩn bị còn tính là rất sung túc, nhưng ai cũng không nghĩ tới, sẽ ở đây đánh thành đánh lâu dài. Cự hình phòng hộ pháp trận, là nhất hao phí linh thạch quả thực chính là một đầu chuyên môn thôn phệ linh thạch quái thú. Đánh đến bây giờ cơ bản cũng tiêu hao phải không sai biệt lắm. Không có hộ vệ đại trận bảo hộ, đánh giáp lá cả đối mặt chiếm cứ tính áp đảo binh lực ưu thế ma quân, liên quân thất bại chính là tất nhiên. Bọn hắn lúc trước nghị định cái kia tinh anh bảo toàn kế hoạch cũng là thời điểm khởi động. Một tên hậu kỳ đại tu sĩ nói, linh thạch lời nói, mọi người chúng ta lại vơ vét một chút vốn liếng, quét quét kho khe hở cũng còn có thể góp điểm ra đến, chống đỡ thêm 10 ngày nửa tháng không khó. Nhưng ta nghe nói, ma quân vì phá trận, chuyên môn điều mấy đầu cự thú tới, da dày thịt béo, rất khó đối phó. Tin tức này kỳ thật đã được chứng minh, người ở chỗ này đều biết. Trừ cửu nói, chúng ta chỉ có thể là cho Tiêu Phàm tranh thủ chút thời gian. Mọi người không khỏi sững sờ ngơ ngác một chút. Một người phá thành, sẽ nhẹ nhàng như vậy. Chúng ta nơi này nhiều kiên trì mấy ngày, hắn khẳng định liền có thể nghĩ ra biện pháp tới. Trừ cửu nói đến 10 điểm chắc chắn, cho thấy đối với Tiêu Phàm lòng tin 10 phần. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới đến lúc này, trừ cửu vẫn như cũ chết rất Tiêu Phàm, không hổ là bạn thân. Trừ thiếu chủ, cái này không đáng tin lắm a. Có người trần chờ đưa ra dị nghị. Ta tán thành, ngoài dự liệu bên ngoài chính là, lần này đứng ra ủng hộ trừ cửu chính là Âu Dương Thiên. Chư vị, đã bại cục đã thành Tiêu đạo hữu đã là chúng ta chuyển bại thành thắng duy nhất trông cậy vào. Tả hữu là toàn quân bị diệt vì cái gì không nhiều kiên trì mấy ngày. Có lẽ liền có kỳ tích xuất hiện đâu.
Vị này Âu Dương thiếu chủ mặc dù lá gan tiểu chút lại rất có kiến giải. Tốt nguyện nghe hai vị cao kiến. Trừ cửu khẽ nói, cao kiến chưa nói tới, liền ba điểm. Thứ nhất, mọi người thanh linh thạch đều giao ra, có thể góp bao nhiêu là bao nhiêu. Thứ hai, các bộ nhất thiết phải thủ vững trận địa phục tùng điều khiển, không thể tự tiện làm việc. Thứ ba, tạo thành đột kích đội, chuyên môn chào hỏi kia mấy đầu cự thú. Chỉ muốn xử lý cự thú, nhất thời bán hội, bọn hắn liền đừng muốn phá trận. Ta, Trần Tuyết Băng cái thứ nhất đứng ra, liền đứng tại trừ cửu bên người. Cho dù ai cũng biết kia mấy đầu cự thú nếu là phá trận lợi khí, ma quân khẳng định phái trọng binh bảo hộ tiến về chặn giết cự thú đột kích đội, lúc nào cũng có thể lâm vào trong khổ chiến, vẫn lạc phong hiểm cực cao. Nhưng cái này xâm nhập trận địa địch nhiệm vụ lại chỉ có thể từ bọn hắn những này tu sĩ cấp cao để hoàn thành, đệ tử cấp thấp căn bản liền không khả năng tiếp cận được cự thú, tiếp cận cũng bất lực. Tính ta một người, Hoàng Tuyền thiếu quân cũng đứng dậy, uốn ao nửa ngày cuối cùng thanh mọi việc sắp xếp như ý. Mà kệ trong lòng mọi người đánh như thế nào bàn tính, khi hủy diệt nguy cấp gần trong gang tấc thời điểm cũng không thể không đem mình tính toán nhỏ nhặt tạm thời buông xuống, đồng tâm hiệp lực đánh tốt một trận lại nói. Nửa đêm, giờ tí, kèn lệnh chấn thiên, chính diện ma quân cùng tam giác thành ma quân, đồng thời xuất động đối với liên quân trận địa phát động cường công. Vòng thứ nhất cường công, liên thanh thế to lớn, riêng phần mình chủ động bộ đội tiên phong, chừng 100.000 trở lên, nhìn cái này tư thế, là dự định nhất cử phá trận. Vượt quá ma quân dự kiến chính là, Nam Châu liên quân vẫn chưa có đầu rút cổ tại hộ vệ đại trận bảo hộ doanh trong trại bị động phòng ngự, nhưng ma quân tiền đạo xuất động thời điểm, liên quân doanh địa cũng là kèn lệnh cùng vang lên, vô số liên quân chiến sĩ tại tu sĩ cấp cao thống soái phía dưới, tuôn ra cửa doanh tại đại doanh trước đó bày trận, bày ra lấy công đối công tư thế. Ma quân trận địa phía trên, tóc đỏ ma nữ khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, khẽ nói, chó cùng rứt dậu. Tóc trắng ma nhân cười ha ha một tiếng, nói, cũng coi là can đảm lắm. Xem ra bọn hắn tài nguyên đã nhanh hao hết, không dám quá mức cậy vào hộ vệ của bọn hắn đại trận, chỉ có thể xuất trận dã chiến. Dạng này tốt nhất, vừa vặn có thể phát huy binh lực của chúng ta ưu thế. Cao lớn phác họ ma người nói, vị này lá gan tiểu là nhỏ, nhưng cũng không phải không có chỗ tốt, đó chính là không đánh vô chuẩn bị chi cầm. Bây giờ ma quân binh lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, ngữ khí của hắn cùng thần thái, đều trở nên 10 điểm nhẹ nhõm, khóe miệng mỉm cười. Hừ, địa thế nơi này chật hẹp, chính diện giao chiến, đại quân căn bản liền bày không gian, chỉ có thể đánh thành tiêu hao chiến. Tóc đỏ ma nữ khẽ nói. Phác họ ma nhân cười ha ha một tiếng, nói, cái kia cũng không có việc gì, binh lực chúng ta hùng hậu, hao tổn cũng mài chết bọn hắn. Tóc đỏ ma nữ cười lạnh nói, binh lực hùng hậu là hùng hậu, nhưng phác đạo hữu đừng quên, kế tiếp còn có rất nhiều cầm muốn đánh, nguyên linh thành bên kia còn chỉ nhìn chúng ta lập tức chạy tới tiếp viện đâu. Ở đây tiêu hao hết, làm sao hướng các lão tổ bàn giao. Phác đạo hữu cũng không quan tâm tóc đỏ ma nữ thái độ cười cười, nói, dưới mắt ta liền quan tâm trước mắt một trận, đánh thắng lại nói. Về phần nguyên linh thành bên kia, bây giờ còn chưa tất yếu nghĩ đến xa như vậy. Nguyên linh thành dù sao cũng không phải bọn hắn chủ công. Người này ngược lại là rất thực tế. Tóc đỏ ma nữ sầm mặt lại, liền muốn nổi giận, tóc trắng ma nhân khoát tay chặn lại, ngừng lại nàng, từ tốn nói, truyền lệnh tiền quân tiến công. Ây, sau lưng truyền lệnh quan lập tức phung vẩy lệnh kỳ. Lập tức kim cổ tề minh, tiếng hò hét vang lên, ma quân tiền đạo bắt đầu hướng liên quân tới gần. Liên quân doanh trại trên không, trừ cửu mặt trầm như nước cắt gao tiếp cận ngay tại hướng bên này tới gần ma quân tiền đạo, không chút do dự hạ lệnh, truyền lệnh, hậu quân nghênh địch. Liên quân trong trận cũng là kim cổ tề minh, sắp xếp chỉnh tề liên quân, các xuất binh khí tay cầm pháp bảo pháp khí, hướng ma quân tiền đạo nghênh đón tiếp lấy. Ngay sau đó, tam giác thành bên trong tinh kỳ lay động chống trận cùng vang lên, trong thành ma quân cũng bắt đầu hướng liên quân tiền quân tới gần. Sương mù hải yêu vương, họ Quách đại ma tôn bọn người, xuất hiện tại tường thành bên kia địch trên lầu, ở trên cao nhìn xuống, quan sát chiến trường. Hắn vậy mà thật cứ như vậy đem vụ hải kỳ quan lưu tại ma mây bảo bên trong, không để ý tới. Truyền lệnh tiền quân nghênh địch, trừ cửu lại không chút do dự ra lệnh. Truyền lệnh quan vung vẩy lệnh kỳ, đồng dạng bày trận tề chỉnh liên quân tiền đạo chậm rãi hướng trong thành ma quân nghênh đón tiếp lấy. Âu Dương Thiên nhíu mày nói, trừ đạo hữu cứng như vậy liều tại ta bất lợi a. Chúng ta có phải là hẳn là nhiều đa lợi dụng địa thế, lợi dụng hộ vệ đại trận, đại lượng sát thương quân địch. Trừ cửu lạnh cười nói, cầm đánh tới mức này, đánh chính là một cỗ khí. Biết rõ binh lực ở vào tuyệt đối thế yếu, từ chiến đến cùng duy nhất cậy vào kỳ thật chính là sĩ khí. Đánh không ra sĩ khí đến, dù có 1 triệu đại quân, cũng thủ không được doanh trại.
Rất nhanh, liên quân hậu quân cùng tiền quân liền cùng địch nhân đụng vào nhau, lập tức pháp bảo bay loạn, tiếng giết rung trời động địa, một cỗ tựa là hủy diệt khí tức từ lưỡng quân trận bên trong càn quét mà ra. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Luận nghiêm chỉnh huấn luyện, tự nhiên là ma quân chiếm cứ ưu thế, nhưng liên quân chiến sĩ lại là ôm liều chết quyết tâm, không màng sống chết liều mạng hướng về phía trước đều lấy một chọi 10. Trong lúc nhất thời, giết đến khó hòa giải. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng bạo liệt, binh khí tiếng va chạm, pháp bảo xung kích thanh âm, hỗn tạp cùng một chỗ, bay thẳng cửu tiêu phía trên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1411 Thông Thiên Kiếm Trận. Đem từ trong sương mù xông ra cuối cùng một con sương mù yêu diệt sát, Tiêu Phàm không chịu được thở phào một hơi, cái trán đầy mồ hôi. Hóa thân thành mạnh nhất hình thái chiến đấu Hắc Lân, thân thể lắc một cái, biến trở về đầy đặn mỹ thiếu nữ, bộ ngực cao vút gấp gáp chập trùng, cái trán chóp mũi che kín tinh tế đổ mồ hôi, vểnh lên cái mũi nhỏ đầu, bực bội nói, bọn gia hỏa này rất đáng ghét, không rời đi nơi này, bọn chúng mãi mãi cũng giết không sạch sẽ. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Từ khi không cẩn thận xông tiến vào cái này mê vụ cốc về sau, sương mù yêu liền tầng tầng lớp lớp. Những này sương mù yêu vô chi vô biết, cá thể sức chiến đấu mặc dù không mạnh lại cực kỳ am hiểu che giấu hành tích cùng xung quanh mê vụ hỗn cùng một chỗ, thường thường giữa bất chi bất giác liền lấn đến phụ cận. Một khi bị cái này sương mù yêu tiếp xúc đến da thịt lập tức liền ngứa lạ vô so, dù coi như cào đến da chóc thịt bong kia gỗ sâu tận xương tủy ngứa lạ cũng khó có thể ngừng. Mặc dù một con sương mù yêu độc tính cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại đủ để khiến chúng độc người sức chiến đấu trên diện rộng hạ xuống, cùng càng nhiều sương mù yêu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng đem lên đến, dính đầy toàn thân, vậy liền không có thuốc chữa. Đối Tiêu Phàm mà nói, sương mù yêu đặc biệt chán ghét. Thử nghĩ một hồi, bất cứ lúc nào đều trấn định tự nhiên, phong độ nhẹ nhàng Tiêu chân nhân, đưa tay tới đâu vồ loạn tới đó, ra sao chờ xấu hổ. Thà rằng như vậy xấu hổ, không bằng chết. Nhất đau đầu người khác chính là cái này sương mù yêu là bất tử thân. Chỉ cần thân ở trong sương mù, cho dù là bọn họ đem sương mù yêu diệt sát phải sạch sẽ cách một đoạn thời gian, lại sẽ có càng nhiều sương mù yêu từ trong sương mù lao ra, một đợt tiếp một đợt hướng bọn hắn phát động công kích. Giết không thắng giết, Hắc Lân, chúng ta vây ở chỗ này bao lâu rồi? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Hắc Lân nhăn lại tiểu lông mày, nói không lớn nhớ được, có lẽ 3 ngày, có lẽ 4 ngày, ở đây. Không dễ tính toán thời gian. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, song mi cũng nhau. Hắc Lân nói, tiếp tục như vậy không được, phải nghĩ biện pháp. Không phải, trừ cửu bọn hắn sẽ chịu không được. Đây mới là Tiêu Phàm thời khắc lo lắng sự tình. Ngoài thành chiến sự hừng hực khí thế, hắn lại bị vây ở chỗ này cùng một nhóm không hiểu thấu. Vô chi vô biết sương mù yêu ra tay đánh nhau, còn bị làm đến luống cuống tay chân. Bởi vì không thể để cho những này sương mù yêu dính vào người, cho nên cần tiêu hao đại lượng chân nguyên pháp lực. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Dùng càn khôn đỉnh đi. Hắc Lân nói lần nữa. Tiêu Phàm song mi nhào càng chặt hơn. Từ khi bị nhốt về sau, càn khôn đỉnh, một mực biểu hiện được có chút điệu thấp, tựa hồ không tình nguyện lắm cùng vụ hải kỳ quan lên xung đột. Bảo vật thông linh, điểm này Tiêu Phàm là rõ ràng. Cái này vụ hải kỳ quan mặc dù là cái bán thành phẩm. Nhưng dù sao có tiên thiên tạo hóa chi bảo một ít đặc điểm ẩn ẩn hàm lực lượng pháp tắc càn khôn đỉnh được công nhận là thông huyền linh bảo chính phẩm, Tiêu Phàm thậm chí hoài nghi cũng là tạo hóa chi bảo. Bởi vì hắn tại càn khôn đỉnh bên trong, đồng dạng cảm thụ qua loáng thoáng lực lượng pháp tắc. Bây giờ hãm thân tại vụ hải kỳ quan bên trong, tùy tiện tế ra càn khôn đỉnh, vạn một hai loại lực lượng pháp tắc lên xung đột chính diện chính là đại phiền toái. Ai đều không thể nào đoán trước, sẽ phát sinh cái dạng gì hậu quả. Mà lại Tiêu Phàm rất rõ ràng, mình cũng không có khống chế hai loại lực lượng pháp tắc năng lực. Một chút cũng không có. Bất quá Tiêu Phàm chần chờ do dự. Cũng không có tiếp tục bao lâu. Nhưng trước mắt mê vụ lại bắt đầu xuất hiện dị thường thời điểm, tỏ rõ lấy mới một đợt sương mù yêu sắp lần nữa hiện thân, Tiêu Phàm rốt cục hạ quyết tâm, ống tay áo lắc một cái. Càn khôn đỉnh bắn ra. Càn khôn đỉnh, một tế ra, không đợi Tiêu Phàm bấm quyết cách làm, thân đỉnh bên trên chữ màu đỏ hỗn độn hoa văn liền chiếu sáng rạng rỡ, phi tốc lưu chuyển, từng đạo chữ màu đỏ hỗn độn đồ từ cửa hang tuôn ra, không ngừng xoay tròn lấy, rất nhanh liền hình thành một cái lớn gần trượng tiểu nhân vòng xoáy, một cỗ hấp lực cường đại, phun ra ngoài. Trung quanh mê vụ, phảng phất vạn lưu về như biển, hướng về chữ vòng xoáy màu đỏ phi tốc tụ tập tới, bị càn khôn đỉnh hút vào. Chi chi, một con ẩn thân ở trong sương mù, muốn lén lút tới gần sương mù yêu, miệng bên trong phát ra hoảng sợ thét lên, thân thể lại không tự chủ được bị cuốn tiến vào vòng xoáy bên trong. Ngay sau đó, càng nhiều sương mù yêu bị hút tiến vào càn khôn đỉnh bên trong.
Những này sương mù yêu nguyên bản vô tri vô biết, hoàn toàn không biết e ngại là vật gì, nhưng bị Càn Khôn đỉnh thu nhập thời điểm, lại hoảng sợ không thôi, để Tiêu Phàm cảm thấy rất giật mình. Xem ra loại này sợ hãi là xuất từ sương mù yêu bản năng. Nguyên bản chỉ cần thân ở trong sương mù yêu chính là bất tử thân, nhưng mà bị Càn Khôn đỉnh hút vào, bản nguyên lập tức bị chặt đứt, đó là chân chính diệt sát, rốt cuộc không có cách nào phục sinh. Dù coi như lại vô tri vô biết xuẩn vật đứng trước tai họa ngập đầu cũng giống vậy sẽ biết sợ. Chỉ bất quá Càn Khôn đỉnh đã ra, bọn chúng là không đường có thể trốn. Mê vụ cùng sương mù yêu cuồn cuộn hướng Càn Khôn đỉnh, vọt tới Tiêu Phàm đứng ở một bên, song mi nhíu chặt đầy cõi lòng đề phòng chi ý. Hai kiện bảo vật siêu đẳng chính diện va chạm, hắn thực tế khó mà đoán trước sẽ là kết quả như thế nào. Mảnh này mê vụ diện tích cực lớn, số lượng rất nhiều, cứ việc Càn Khôn đỉnh liên tục không ngừng thu nạp nhưng thủy chung không thấy ít đi, ngược lại có càng nhiều mê vụ cuồn cuộn mà tới. Nhưng mà sau một lát Tiêu Phàm liền cảm ứng được nguyên bản như có như không lực lượng pháp tắc bỗng nhiên trở nên rõ ràng rất nhiều, mà lại tại kịch liệt ba động, lúc mạnh lúc yếu tựa hồ rất không ổn định. Bởi vậy liên lụy đến không gian chi lực càng là cực không ổn định. Nếu không phải Tiêu Phàm người mang ngân dực lôi bằng nội đan, trời sinh thánh linh huyết mạch nồng đậm, lấy hắn chỉ là nguyên anh kỳ tu vi, là tuyệt đối không cách nào cảm nhận được lực lượng pháp tắc ba động. Oanh, một cỗ lực lượng pháp tắc bỗng nhiên đánh trúng Càn Khôn đỉnh. Bảo đỉnh toàn thân chấn động, lập tức liền như không có việc gì chịu đựng được, sau đó phảng phất bị chọc giận, thân đỉnh tăng vọt hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, miệng đỉnh chữ vòng xoáy màu đỏ cũng theo đó phóng đại, đường kính đạt tới vài chục trượng chi cự, hút lực đại tăng, càng nhiều mê vụ bị từng ngụm nuốt vào. Hắc Lân, Tiêu Phàm chào hỏi một tiếng. Hắc Lân liếc hắn một cái, liền là minh trắng hắn ý tứ, lăn khỏi chỗ, hóa thành một đầu mèo đen, mèo ô, một tiếng, chui tiến vào linh thú điểm. Mắt thấy hai kiện chí bảo chính diện giao phong đã bắt đầu, Tiêu Phàm tất nhiên là treo lên 12 phân tinh thần đến, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện ngoài ý muốn tình trạng. Lực lượng pháp tắc sau một kích liền là yên tĩnh, lại không có động tĩnh. Tuy là thiên địa hỗn độn sơ khai thời điểm hình thành chí bảo, dù sao không có hoàn toàn thành hình, chỉ là bán thành phẩm, lực lượng pháp tắc tự nhiên cũng liền không hoàn chỉnh, lại nói không người điều khiển, thuần túy là pháp bảo tự hành phản ứng, uy lực liền cũng rất có hạn. Theo càng ngày càng nhiều mê vụ bị hút tiến vào Càn Khôn đỉnh, nguyên bản đậm đến tan không ra mê vụ, rốt cục dần dần trở nên mỏng manh. Tiêu Phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, rốt cục thấy rõ ràng, tựa hồ là chỗ thân tại một mảng lớn rừng đá bên trong, che kín rêu xanh to lớn cột đá, phóng lên tận trời, trực thấu thương khung. Mặc dù là tại bảo vật nội bộ, ngửa mặt hướng lên, lại không nhìn thấy thương khung chi đỉnh, tựa hồ sớm đã tự thành không gian, vô cùng vô tận, cực kỳ rộng lớn. Bất quá giờ phút này, những cái kia thô to cột đá, lại xuất hiện từng đầu khe hở kéo kẹt thanh âm, không dứt bên tai. Tiêu Phàm không khỏi giật mình, thanh kim sắc quang mang lấp lánh, vảy rồng giáp bay múa mà ra, đem hắn toàn thân đều bao vây lại, 108 chuôi vảy rồng kiếm càng là xoay quanh bay múa, ở bên cạnh hắn tạo thành một cái tinh xảo kiếm trận, lại tựa hồ như cùng lúc trước vảy rồng kiếm trận có chỗ khác biệt. Đây quả thật là đã không phải là lúc trước vảy rồng kiếm trận, mà là thông thiên kiếm trận. Cái này vảy rồng giáp cùng thiên ma thiếu chủ sống mái với nhau thời điểm bị thương nặng. Nhưng ở tam giác thành bên ngoài thành mấy tháng Tiêu Phàm đã sớm đem trọng thương vảy rồng giáp lại tế luyện chữa trị. Cứ việc hoàng đường còn tại thánh linh nguyên địa tu luyện, vẫn chưa theo quân mà đến, nhưng 1 triệu liên quân, nguyên anh kỳ tu sĩ cấp cao không ít, trong đó rất có mấy vị tinh thông thuật luyện khí, Tiêu Phàm mời bọn họ đồng loạt ra tay, mọi người tự nhiên sẽ không cự tuyệt đại minh chủ mời. Mấy tháng này, cùng ma quân đánh một chút ngừng, nhàn hạ thời điểm Tiêu Phàm liền toàn lực nghiên cứu thông thiên kiếm trận. Thông thiên tổ sư lưu lại kiếm trận, quả thật thần diệu vô so, tựa hồ còn cùng vô cực chín tướng tương quan, tại thuật pháp bên trên tạo nghệ càng sâu, kiếm trận uy lực liền càng mạnh. Vô cực môn điển tịch văn bản rõ ràng ghi chép, đời thứ 3 thông thiên tổ sư cũng là không tầm thường đại năng giả, hơn nữa là vô cực thiên tôn dòng chính hậu nhân, thuận lợi tu luyện tới ngộ linh hậu kỳ, thành công phi thăng lên giới. Mà thông thiên kiếm trận chính là hắn tiến giai ngộ linh trung kỳ về sau độc sáng tạo ra đại thần thông, nghe nói thông thiên tổ sư sở dĩ có thể đột phá ngộ linh trung kỳ ràng buộc tiến giai hậu kỳ, hay là mượn nhờ kiếm trận vô thượng thần thông. Kiếm trận này đã cùng vô cực chín tướng cùng một nhịp thở, mượn nhờ kiếm trận chi lực tại thuật pháp bên trên tìm kiếm đột phá, lại kéo theo cảnh giới tu luyện đột phá, liền trở thành khả năng. Loại này đột phá phương thức về sau thậm chí trở thành vô cực môn chính tông truyền thừa, bị rất nhiều hậu bối tử đệ vận dụng. Tiêu Phàm chính là trong đó một trong, thường thường hắn thi đơn đột phá còn tại cảnh giới đột phá trước đó.
Mấy tháng xuống tới, Tiêu Phàm mặc dù chưa nói tới đã hoàn toàn ngộ ra thông thiên kiếm trận ảo diệu tự giác tại thuật pháp bên trên lĩnh ngộ lại tinh tiến không ít, đột phá tới trường sinh tướng, chỉ là vấn đề thời gian, liền kém cái cuối cùng thời cơ. Thông thiên kiếm trận cường đại, ngay tại ở cả công lẫn thủ, có thể tại công thủ bên trong nhanh chóng chuyển đổi, thậm chí dính liền phải không chê vào đâu được công bên trong có thủ, thủ bên trong có công. Theo vô cực điển tịch ghi chép, năm đó thông thiên tổ sư song tu bạn lữ chính là thái cực môn tiền bối hiệp nữ tổ sư tại tự sáng tạo kiếm trận thời điểm, đoán chừng cũng tham khảo thái cực môn kiếm trận chi pháp dày đặc bên trong giấu giếm sắc bén, bát đại tinh thâm. Mắt gặp tình hình khác thường, Tiêu Phàm không chút do dự tế ra vảy rồng giáp cùng thông thiên kiếm trận. Sự thật chứng minh Tiêu Phàm làm như vậy rất có dự kiến trước. Ngay tại thông thiên kiếm trận vừa mới bố thành thời khắc, một trận ầm ầm tiếng vang mãnh vang lên, bên người cách đó không xa một đầu to lớn cột đá ầm vang đổ sụp, vô số cự thạch hướng về Tiêu Phàm đập mạnh mà hạ. Tiêu Phàm mặt trầm như nước, tay phải ngón giữa và ngón trỏ cùng nhau tả hữu huy động, chỉ thấy thanh kim sắc quang mang lấp lánh, 108 chuôi vảy rồng kiếm chuyển động, tất cả nện xuống đến cự thạch nháy mắt liền bị thông thiên kiếm trận xoắn đến vỡ nát. Sơ thí phong mang, liền hiện ra cường đại như thế bất phàm thực lực, ngay cả Tiêu Phàm chính mình cũng lấy làm kinh hãi. Chính yếu nhất chính là, điều khiển cái này kiếm trận, so hắn tự sáng tạo vảy rồng kiếm trận, muốn nhẹ nhõm được nhiều, thần niệm chi lực hao tổn, còn lâu mới có được lợi hại như vậy. Thao túng tự nhiên càng thêm như ý. Chương 1412, chỉ thủy tổ sư tin tức. Nhưng là khi một khối nặng hơn mấy chục ngàn cân như ngọn núi cự thạch từ trên trời giáng xuống thời điểm, Tiêu Phàm cũng không nguyện ý lấy thông thiên kiếm trận đón đỡ, thân thể nhoáng một cái, liền hướng bên cạnh tránh đi, 108 chuôi vảy rồng kiếm quang mang lấp lánh, trong khoảnh khắc cũng di động theo vị trí. Như ngọn núi cự thạch sát Tiêu Phàm thân thể, đập xuống. Một trận ầm ầm tiếng vang, chấn động khắp nơi. Nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu. Càng ngày càng nhiều cự thạch từ không trung nhao nhao nện xuống. Đương nhiên, lấy Tiêu Phàm thần thông, những này cự thạch không có khả năng đập trúng hắn, thuấn di thuật thi triển đi ra, như quỷ như mị, tại cự thạch bên trong truyền đến cắm tới, tựa như hồ điệp xuyên hoa. Phàm là nện vào càn khôn đỉnh, lân cận cự thạch đều bị chử vòng xoáy màu đỏ không khách khí chút nào hút vào, một điểm gợn sóng đều không dậy nổi. Mấy chục ngàn cân cự thạch tại càn khôn đỉnh, không gian chi lực trước chẳng phải là cái gì, căn bản liền không tạo thành bất luận cái gì chướng ngại. Đúng lúc này, Tiêu Phàm bỗng nhiên không khỏi một trận tim đập nhanh, cảm thấy một cỗ ngập đầu nguy hiểm, bỗng nhiên đến phụ cận. Lực lượng pháp tắc, khi Tiêu Phàm ý thức được hướng hắn bất ngờ đánh tới, là một cỗ lực lượng pháp tắc, lúc cỗ này nhìn không thấy cũng sờ không được, lại có thể cảm ứng được lực lượng hủy diệt đã gần trong gang tấc. Lúc này, dù coi như Tiêu Phàm thuấn di thuật lại cao minh cũng đã hoàn toàn không kịp né tránh. Chỉ có thể quyết tâm toàn thân pháp lực giống như nước thủy triều, bỗng nhiên đưa tiến vào thông thiên kiếm trong trận. Trong chốc lát thông thiên kiếm trận hào quang tỏa sáng, một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng phun ra ngoài, ngăn tại Tiêu Phàm trước người. Thế nhưng, cỗ này đủ để nhất cử hủy diệt bất luận cái gì nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ lực lượng cường đại, tại lực lượng pháp tắc trước mặt thực tế quá mức nhiều tiểu. Hai cỗ cự lực vô thanh vô tức đụng vào nhau. Thông thiên kiếm trận một tiếng gào thét lập tức sụp đổ, 108 chuôi vảy rồng kiếm như là loạn tiễn, hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi. Hoàn toàn không bị khống chế, trong đó hai thanh, nhanh như tia chớp hung hăng đánh vào Tiêu Phàm ngực. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân rung mạnh, mắt tối sầm lại, cả thân thể liền không tự chủ được bay lên. Giống như diều đứt dây, hướng phương xa bay nhanh mà đi. Người giữa không trung, cổ họng ngòn ngọt, miệng hơi mở, ân máu đỏ tươi, không dứt phun ra. Toàn thân cao thấp mỗi một khối xương, đều tựa hồ bị người dùng chùy sắt lớn gõ phải vỡ nát. Từ khi cự linh tộc thiên phú thần thông đại thành đến nay. Tiêu Phàm còn chưa hề cảm nhận được qua như thế toàn tâm kịch liệt đau nhức. Bất quá không ngừng trào máu, Tiêu Phàm trong lòng lại lập tức liền bình yên xuống tới. Có thể cảm giác được đau nhức chính là chuyện tốt. Thân là y thánh, hắn đương nhiên minh bạch đạo lý này. May mắn kia hai thanh, lũ lụt hướng Miếu Long Vương, phải rồng kiếm đem hắn đụng bay, bằng không mà nói. Chính diện bị lực lượng pháp tắc đánh trúng, nơi nào còn có mệnh tại. Kia cỗ lực lượng pháp tắc tựa hồ cũng đã là cường nỗ chi kết thúc, vẻn vẹn chỉ có một kích chi lực. Thậm chí, nếu như không có gặp được thông thiên kiếm trận ngăn cản, một lát sau, cũng sẽ tự hành tiêu tán. Tiêu Phàm xem như may mắn thế nào đâm vào trên họng súng. Tự nhiên, cũng có khả năng kia lực lượng pháp tắc căn bản chính là hướng hắn mà đến. Chỉ bất quá tại cái này bán thành phẩm pháp bảo bên trong, lực lượng pháp tắc vốn là chợt mạnh chợt yếu, như có như không. Nếu là chân chính tạo hóa chi bảo. Lấy Tiêu Phàm thời khắc này tu vi, nơi nào tránh thoát được.
Nhưng nói đi thì nói lại, uy lực chân chính toàn bộ triển khai tạo hóa chi bảo cũng không có khả năng có người dùng tới đối phó một tên chỉ là nguyên anh kỳ tu sĩ. Tiêu Phàm trùng điệp đâm vào trên núi đá, rầm rầm tiếng vang không dứt, chỉ thấy trên vách đá xô ra một cái hang lớn hình người, vô số đá núi đá vụn cuồn cuộn mà hạ. Chữ hào quang màu đỏ lóe lên, càn khôn đỉnh, đến hắn trước mặt, một cỗ nhu hòa lực đạo quyển ra, đem Tiêu Phàm bao khỏa trong đó, phòng ngừa cái này bảo vật này bên trong tích chứa lực lượng pháp tắc lại làm bị thương hắn. Kể từ đó, càn khôn đỉnh, nhưng cũng rốt cục đình chỉ hấp thụ mê vụ động tác. Cùng Tiêu Phàm thật vất vả từ trong vách đá tránh thoát ra, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy tất cả mê vụ, đều đã bị hút cạn sạch sành xanh, chỉ ngẫu nhiên có một tia một sợi sương mù nhẹ nhàng thổi qua trước mặt một mảnh hỗn độn, chất đầy đại đại nho nhỏ hòn đá toàn bộ không gian đã đổ sụp. Tiêu Phàm có thể cảm giác được một cách rõ ràng, linh khí bốn phía đã biến mất không thấy gì nữa, nơi đây một chút tử biến thành đất chết. Mặc dù không thể 10 điểm khẳng định Tiêu Phàm nhưng cũng đoán được cái này vụ hải kỳ quan khả năng đã bị càn khôn đỉnh phá, chỉ ít cái này một cái không gian uy năng, là đã triệt để hao hết, lại không còn đối với hắn cấu thành mặc cho hạ uy hiếp. Lập tức không nói hai lời, móc ra một viên thuốc ném tiến vào miệng bên trong. May mắn có phải rồng giáp hộ thân, vừa rồi kia một chút chịu được dù nặng cuối cùng cũng chỉ là vết thương da thịt xương sườn đoạn mất mấy đầu, đối phàm nhân mà nói có lẽ là chí mạng trọng thương, đối Tiêu Phàm mà nói lại chẳng đáng là gì, luyện hóa đan dược về sau, không bao lâu, liền sẽ khỏi hẳn. Siêu một tiếng, hắc lân từ linh thú điểm bên trong bay ra, hóa thân thành đầy đặn hắc y thiếu nữ, bốn phía một chương nhìn, cái mũi nhỏ đầu nhếch lên đến, nhẹ nhàng ngửi mấy lần, kinh ngạc nói, phá. Tiêu Phàm tằng hắng một cái, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy là phá. Đối nguyên trận loại hình pháp trận cảm ứng chi lực hắc lân so hắn càng thêm nhạy cảm. Hẳn là ta đã không cảm ứng được bất kỳ nguy hiểm nào. Hắc lân một bên khắp nơi quan sát, một bên gật đầu nói. Kia liền hẳn là chúng ta chuẩn bị ra ngoài đi. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở phào một cái. Hắc lân nhìn hắn một cái, nói, ngươi muốn không nên ở chỗ này đem đan dược luyện hóa an dưỡng mấy canh giờ. Lúc này ra ngoài tuyệt đối là một trận ác chiến. Mặc dù Hắc Lân cũng nhìn ra được Tiêu Phàm chỉ là vết thương da thịt nhưng mà đại chiến vào đầu cường địch như mây, hay là không nên khinh địch cho thỏa đáng. Chữa khỏi thương thế, lại đại chiến một trận là xong. Cũng tốt, Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, nói. Mặc dù hắn cũng biết bên ngoài tình hình khẳng định đã phi thường không ổn, chỉ sợ liên quân liền muốn ngăn cản không nổi, nhưng mà ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Lúc này, xác thực không thể có mảy may lơ là bất cẩn. Ngay tại Tiêu Phàm muốn đả tọa điều tức thời điểm, càn khôn đỉnh, nhân khẩu ảnh lóe lên, một đứa bé trai nhảy ra ngoài, chính là Trống Trơn Nhi, mặt mũi tràn đầy tức hổn hển thần sắc hướng Tiêu Phàm kêu lên, Tiêu đại ca, ngươi đang làm gì? Tiêu Phàm không khỏi sững sờ, rất có điểm không hiểu thấu, lấy làm lạ hỏi, Trống Trơn đây? Ngươi chạy thế nào ra rồi? Từ khi hắn cùng Trống Trơn Nhi giao bằng hữu, lẫn nhau xuống thần thức cấm chế về sau Tiêu Phàm liền giải trừ càn khôn đỉnh phong ấn, để Trống Trơn Nhi có thể tới đi tự do. Chỉ là cơ bản nhất bằng hữu chi đạo tuyệt không có đem bằng hữu giam cầm tại bảo vật bên trong không để hắn rời đi đạo lý. Chỉ là Trống Trơn Nhi vẫn luôn trốn ở càn khôn đỉnh, bên trong nghiên cứu những cái kia hỗn độn đồ án về sau ẩn tàng đại bí mật cho tới bây giờ đều chưa từng đi ra càn khôn đỉnh, một bước thậm chí chút thời gian trước Tiêu Phàm triệu hoán hắn, đều không phản ứng chút nào, đủ thấy mê mẩn. Lúc này, làm sao bỗng nhiên từ càn khôn đỉnh bên trong lao ra rồi. Mà lại bộ dáng vừa tức vừa gấp tựa hồ Tiêu Phàm làm rất xin lỗi chuyện của hắn. Ta lúc đầu hảo hảo, ngươi biết không, chỉ cần lại cho ta một chút thời gian, liền có thể phá vỡ cái kia giới điểm, đem các ngươi vô cực môn 1 triệu môn nhân đều cứu ra. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, không biết từ nơi nào đến cỗ năng lượng này, lập tức đem cái kia giới điểm phong phải nghiêm nghiêm thật thật, phí công nhọc sức. Chấm ngoặc kép, Trống Trơn Nhi gấp đến độ rậm chân. Tiêu Phàm nghe xong lời này, cũng cả kinh mãnh đứng lên, mở to hai mắt nhìn chằm chằm hắn, kêu lên, cái gì vô cực môn 1 triệu môn nhân. Câu nói này thực tế quá không hiểu thấu chút, ai nha, chính là các ngươi vô cực môn những cái kia điền bối tổ sư, bọn hắn ở bên kia đại thế giới sinh sôi hậu đại, bây giờ đã hơn 1 triệu môn nhân. Chấm ngoặc kép, Trống Trơn Nhi thuận miệng nói, vẫn như cú mặt mũi tràn đầy buồn nản chi sắc. Tiêu Phàm lại há to miệng, rốt cuộc không khép lại được tới. Tiêu Chân Nhân vốn không phải ngạc nhiên người, nhưng Trống Trơn Nhi lời nói này quả thực quá kinh người, dù coi như chấn định như Tiêu Phàm cũng cả kinh trợn mắt hốc mồm, nửa ngày nói không ra lời. Trống Trơn Nhi cái này lời mặc dù đơn giản, lại nói đến không thể minh bạch hơn được nữa. Vô cực môn tiền bối tổ sư, đều còn sống.
Năm đó Thái Hưng Tổ sư xuất lĩnh vô cực môn tinh nhuệ đệ tử vì tu sĩ chính đạo đoạn hậu, cuối cùng thất thủ tại không gian thông đạo bên trong, không còn xuất hiện, ngàn nhiều năm qua đi tất cả mọi người suy đoán, đã sớm vẫn lạc. Ai ngờ lại giấu ở bên kia đại thế giới, bên trong, phồn diễn sinh sống. Đương nhiên, hiện tại, bên kia đại thế giới, bên trong vô cực môn người, khẳng định không là năm đó những cái kia điền bối tổ sư, thời gian trôi qua hơn 1.000 năm, chỉ cần không có đặt chân ngộ linh kỳ kia là tất nhiên sẽ vẫn lạc không thể nghi ngờ. Nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ lý luận tối cao thọ nguyên cũng mới 1.000 năm tả hữu. Đều là điền bối tổ sư nhóm hậu đại, nhưng cái này cũng đã đầy đủ kinh người. 1 triệu chi chúng a. Đúng, ta chỗ này có phong thư, là sư phụ ngươi để ta chuyển giao đưa cho ngươi. Ngay sau đó, Trống Trơn Nhi nói ra càng làm cho Tiêu Phàm mê võng lời nói tới. Sư phụ ta, dù là Tiêu chân nhân cơ trí vô song, lúc này cũng là lơ ngơ. Đúng, sư phụ ngươi, Triệu chỉ thủy tổ sư. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy trên trán oanh, một tiếng, không biết có bao nhiêu cái tiếng sấm nổ tung, lỗ tai ông tác hưởng, hoàn toàn không có cách nào bình thường suy nghĩ. Hắn biết sư phụ còn sống. Lần trước trở lại địa cầu, hắn tại chỉ thủy xem mật thất dưới đất, xem qua đèn trong kia là sư phụ hắn chỉ thủy tổ sư vốn mệnh đăng, từ khi nhiều năm trước mất tích Tiêu Phàm liền lại cũng chưa từng thấy qua sư phụ. Duy nhất để trong lòng của hắn an ủi là, sư phụ vốn mệnh đăng vẫn luôn là sáng. Cái này đã nói lên, sư phụ còn tại nhân thế. Nhưng mà mặc kệ Tiêu Phàm dùng phương pháp gì cũng không tìm tới nửa điểm manh mối. Mặc dù hắn đã đem thiên nhân tướng tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới, trên lý luận có thể tướng thiên hạ vạn vật. Nhưng là vì sư phụ xem bói, lại không có bất kỳ cái gì kết quả. Trời cơ chi lực che đậy phải cực kỳ chặt chẽ. Chỉ thủy tổ sư bản thân liền là đại thuật sư, muốn dùng thuật bói toán tìm kiếm tung tích của hắn thực tế là quá khó khăn. Tiêu Phàm đành phải có vẻ không vui trở về Nam Châu Đại Lục. Ai ngờ hiện tại, Triệu chỉ thủy cái tên này, lại từ Trống Trơn Nhi miệng bên trong nói ra. Đồng thời nói cho hắn, có chỉ thủy tổ sư viết cho hắn tin. Cái này đều cái nào cùng cái nào a? Sư phụ ta cũng ở bên kia. Thẳng đến Trống Trơn Nhi đem tin lấy ra ngoài, đưa tới trước mặt hắn, Tiêu Phàm mới mê võng hỏi một câu. Nhìn cái này lơ ngơ dáng vẻ, nếu để cho người bên ngoài nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng, cái này nhìn qua mơ mơ màng màng ra hỏa thế mà là 1 triệu liên quân lớn thủ lĩnh. Đúng, ngươi đọc thư liền minh bạch. Chương 1413, vô cực giới. Dùng giấy tấm viết tin. Tiêu Phàm đã thật lâu chưa có tiếp xúc qua. Tại Nam Châu Đại Lục nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm sớm thành thói quen hết thảy đồ văn tin tức đều dùng thần niệm chi lực truyền lại. Đây là một loại cao cấp được nhiều học tập cùng giao lưu phương thức hiệu quả cực sai. Nhưng mà nhìn quen thẻ tre về sau, bỗng nhiên nhìn thấy như thế một phong cổ lão, giấy viết thư, lại làm cho Tiêu Phàm trong lòng tự nhiên sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Phong thư là trống không, không có viết chữ. Tiêu Phàm không kịp chờ đợi rút ra giấy viết thư triển khai kia quen thuộc bút tích lập tức liền ánh vào tầm mắt. Tiểu Phàm như ngộ, chấm ngoặc kép, ngẩng đầu câu đầu tiên Tiêu Phàm trong mắt liền lệ quang ẩn hiện. Bút lực hùng mạnh tròn dày, khí thế trang nghiêm hùng hồn. Chính là sư phụ bút tích, chỉ thủy tổ sư cả một đời tinh nghiên, nhan thể, bắt chước nhan thật khanh chữ khải, cơ hồ đến đánh cháo trình độ. Vô cực thuật tàng, bên trong có không ít sáng tác là chỉ thủy tổ sư sở tác. Phàm là sư phụ sáng tác Tiêu Phàm đều được đọc qua còn không chỉ một lần. Đối sư phụ bút tích quen thuộc vô so. Mặc dù hơn 100 năm quá khứ, sư phụ hay là cùng năm đó như thế, xưng hô hắn là Tiểu Phàm. Sư phụ âm dung tiếu mạo lập tức hiện lên ở trước mắt. Tiêu Phàm cưỡng chế kích động trong lòng, chậm rãi nhìn xuống. Phong thư này, rất tốt giải thích Tiêu Phàm nghi ngờ trong lòng. Nguyên lai năm đó, chỉ thủy tổ sư, mất tích không phải ra ngoài dạo chơi, mà là cơ duyên xảo hợp nhục thân tiến vào càn khôn đỉnh, đồng thời bị bảo trong đỉnh không gian loạn lưu cuốn vào đến một cái thế giới khác. Sư phụ nói, thế giới kia, bị bọn hắn xưng là vô cực giới. Ở nơi đó, sư phụ tìm được chính tông nhất vô cực truyền thừa. Cái này chính tông nhất vô cực truyền thừa chính là vô cực môn 33 thay mặt trưởng giáo chân nhân Thái Hưng tổ sư lưu lại. Năm đó Thái Hưng tổ sư cùng tiền bối cao thủ tại không gian thông đạo bên trong tao ngộ đổ sụp nguy cấp thời khắc càn khôn đỉnh, lớn phấn thần uy. Đem mấy chục ngàn vô cực đệ tử đều hút vào trong đỉnh, đưa tiến vào cái kia hoang tàn vắng vẻ thế giới bên trong. Nơi đó là cổ xưa nhất giao diện, còn sót lại lấy hỗn độn sơ khai, thiên địa sơ thành thời điểm rất nhiều vết tích từ khi thành hình về sau, liền không có bóng người. Mãi cho đến vô cực môn đệ tử đến nơi đây, mới đưa chỗ này thế giới mở phát ra tới. Tương đối mà nói, chỗ này không gian không lớn, cùng toa ma giới, thất dạ giới cùng giao diện căn bản liền không cách nào đánh đồng, mà lại là hoàn toàn phong bế.
Đây là một chỗ tiểu thế giới. Vô cực môn người đem chỗ này thế giới mệnh danh là vô cực giới. Bởi vì vô cực môn là thế giới này duy nhất khai hoang người. Cho tới nay, vô cực môn đã tại trong thế giới kia truyền thừa hơn 5.000 năm, hơn 30 đời đệ tử. Nhìn đến đây, Tiêu Phàm không khỏi sững sờ ngơ ngác một chút, tựa hồ có chút không đúng. Căn cứ điển tịch ghi chép Thái Hưng tổ sư bọn hắn thất thủ tại không gian thông đạo bên trong cho tới nay bất quá là hơn 1.000 năm. Lấy Nam Châu Đại Lục thời gian đến tính toán, hẳn là 1.400 năm tả hữu. Sư phụ lại nói, nơi đó đã truyền thừa hơn 5.000 năm. Truyền hơn 30 đời đệ tử. Bất quá lập tức, chỉ thủy tổ sư liền hướng Tiêu Phàm giải thích bí ẩn này. Lúc đầu chỉ thủy tổ sư bọn hắn cũng không có cảm thấy có gì không ổn, tại vô cực giới, sách sử ghi chép bên trong, xác thực đã qua hơn 5.000 năm. Từ lúc trước mấy chục ngàn vô cực đệ tử phát triển đến mấy triệu người nhiều. Năm đó cuốn vào vô cực giới môn nhân đệ tử bên trong. Có không ít là nữ đệ tử, trong đó rất nhiều đều là song tu bạn lữ. Hơn 5.000 năm thời gian, đầy đủ khai chi tán diệp. Mãi cho đến Tạ Thanh Dương linh thân bỗng nhiên tiến vào vô cực giới, bọn hắn mới biết được. Nguyên lai vô cực giới cùng bên ngoài thế giới thời gian trôi qua tốc độ là không giống. Tại bên ngoài, bất quá mới qua hơn 1.000 năm, bọn hắn nơi này, đã qua 5.000 năm. Thô tính toán tỷ suất đại khái là 1:4. Nam Châu Đại Lục 1 năm, vô cực giới liền qua 4 năm. Loại tình hình này cũng là không khó lý giải. Càn Khôn Đỉnh là không gian trí bảo, mà thần bí nhất hai loại lực lượng pháp tắc, không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc thường thường là cùng tồn tại. Tại văn minh khoa học kỹ thuật cao độ phát đạt xã hội, hiện đại vật lý học nghiên cứu vô cùng rõ ràng cho thấy không gian vặn vẹo vô cùng có khả năng dẫn đến thời gian vặn vẹo. Đồng dạng, thời gian vặn vẹo cũng có khả năng dẫn đến không gian vặn vẹo, trong đó quan hệ phức tạp vô so. Bất quá tại kinh lịch một lần thời gian vặn vẹo lực lượng pháp tắc về sau Tiêu Phàm ngược lại là hoàn toàn có thể lý giải. Đây là giải thích sư phụ ta hiện tại đã 700 tuổi rồi. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc hỏi trống trơn. Từ sư phụ mất tích đến bây giờ, lấy Nam Châu Đại Lục thời gian đến tính toán, đã qua 140-50 năm Tiêu Phàm cũng từ lúc trước phàm tục thế nhân, lột xác thành nguyên anh hậu kỳ đại thành đỉnh tiêm cao thủ. Dựa theo vô cực giới cùng ngoại giới 4:1 thời gian tỷ suất, chỉ thủy tổ sư chẳng phải là tại vô cực giới kinh lịch gần 600 năm. Trống trơn nhi lắc đầu, nói, hắn nhiều lớn niên kỷ ta cũng không có hỏi. Bất quá bây giờ, hắn là vô cực môn trưởng giáo chân nhân. Giống như ngươi, là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Trống trơn nhi lại bổ sung một câu, Tiêu Phàm lập tức lại sững sờ ngơ ngác một chút. Phân biệt hơn 100 năm, sư đồ hai người vậy mà như trước vẫn là vô cực môn trưởng giáo chân nhân. Một cái tại vô cực giới, một cái tại Nam Châu Đại Lục. Bất quá rất rõ ràng, sư phụ thống lĩnh cái kia vô cực môn, mới là chính tông nhất vô cực truyền thừa thực lực cũng xa so Nam Châu Đại Lục vô cực môn phải cường đại hơn nhiều. Đồ chúng mấy triệu. Đây đương nhiên là đại hảo sự. Chỉ thủy tổ sư ở trong thư nói, biết được Tiêu Phàm tại bên ngoài hết thảy thuận lợi, cũng đã đặt chân tu chân giới, trở thành nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đồng thời tại Nam Châu Đại Lục trùng kiến vô cực sơn cửa, sư phụ cùng cái khác vô cực cao thủ đều phi thường vui mừng. Trống trơn nhi, ngươi chừng nào thì đi vào. Trống trơn nhi nói, liền trước đó vài ngày đi. Ta nghĩ biện pháp từ cái kia giới điểm chúng xuyên qua, liền gặp được bọn hắn. Cũng liền trống trơn nhi dạng này không gian yêu linh có loại này bản sự, lúc trước Thanh Dương tổ sư lấy linh thân chi thân cơ duyên xảo hợp mới tiến vào vô cực giới. Về sau lại đã từng muốn từ vô cực giới ra, lại chưa thể thành công. Trống trơn nhi tại không gian thuật bên trên tạo nghệ, tự nhiên xa phi nhân loại có thể so sánh, lại là có thể ra vào tự do. Tiêu đại ca ta nói cho ngươi, may mắn ngươi tại thần trí của ta trong biển lưu lại ấn ký, không phải bọn hắn còn không dễ dàng tin tưởng ta đây. Về sau sư phụ ngươi tra một chút ta trong biển thần thức ấn ký, biết là ngươi lưu lại, hắn liền tin tưởng ta, để ta thanh phong thư này mang cho ngươi. Trống trơn nhi nói, thần thái rất có mấy được chia ý. Tiêu Phàm liền thoảng qua mồ hôi một cái. Hắn lúc trước muốn cùng trống trơn nhi thương hỗ gieo xuống thần niệm cấm chế. Nói trắng ra vẫn còn có chút không tin tưởng lắm trống trơn. Kỳ thật không gian này yêu linh mới sinh chưa lâu, ngây thơ chưa mẫn, nói nhận hắn là bằng hữu liền thật coi hắn là bằng hữu. Tiêu chân nhân hay là quá lõi đời chút, không đủ thuần khiết. Ta nói cho ngươi, Tiêu đại ca, bọn hắn tình huống bây giờ rất không ổn. Ngay sau đó, trống trơn nhi một câu, để Tiêu Phàm kinh hãi. Làm sao, cái không gian kia chính là vô cực giới, tài nguyên đã sắp hao hết, quá nhiều người ở bên trong tu luyện, đem bên trong thiên địa linh khí cùng cái khác tài nguyên đều tiêu hao hết, không gian đã duy trì không được. Lập tức liền muốn đổ sụp. Chấm ngoặc kép, trống trơn nhi vội vã nói.
Tiêu Phàm song mi lập tức vặn lại với nhau. Cái này, sư phụ trên thư lại không viết, khả năng chính là nhờ trống trơn nhi thuật lại đi. Cho nên những ngày gần đây, ta vẫn luôn đang nghĩ biện pháp muốn đem cái không gian kia giới điểm triệt để phá mất. Lúc đầu đã nhanh có kết quả, chỉ kém một điểm cuối cùng, liền có thể phá vỡ cái không gian kia giới điểm, mở ra thông đạo. Đem bọn hắn đều phóng xuất. Ai ngờ ngươi đột nhiên để càn khôn đỉnh, hấp thụ nhiều như vậy năng lượng, lập tức lại đem cái không gian kia giới điểm thu bổ lại. Ta tất cả công phu đều uổng phí. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, trống trơn nhi lại dậm chân, một bộ thức hồn hển bộ dáng. Tiêu Phàm không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Đây thật là trùng hợp phải vô cùng. Ai biết trống trơn nhi tại càn khôn đỉnh chính làm lấy như thế khẩn yếu, làm việc đâu? Đây là địa phương nào? Càn khôn đỉnh, làm sao lại hấp thu nhiều như vậy năng lượng? Trống trơn nhi lập tức nhìn bốn phía, hỏi. Đây là vụ hải kỳ quan, nghe nói là một kiện không có cuối cùng thành hình tiên thiên tạo hóa chi bảo. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm lập tức đem vụ hải kỳ quan tình hình, hướng trống trơn nhi đơn giản giải thích một chút. Có loại sự tình này, ta liền nói, càn khôn đỉnh, không có bị triệt để kích phát, làm sao lại chủ động hấp thu như vậy năng lượng cường đại, nguyên lai là hai kiện bảo vật đánh nhau. Chấm ngoặc kép, trống trơn nhi nói đến thú vị. Hắc Lân đột nhiên hỏi, kia càn khôn đỉnh có phải là tạo hóa chi bảo? Trống trơn nhi vừa trừng mắt nói, ta làm sao biết, bất quá cái này vụ hải kỳ quan là không thành hình tạo hóa chi bảo, không phải càn khôn đỉnh đối thủ, nói rõ càn khôn đỉnh lợi hại hơn. Hắc Lân liền nhếch miệng, lời này tương đương không nói. Tiêu Phàm dưới mắt tự nhiên sẽ không đi chú ý cái này, lập tức hỏi, trống trơn nhi kia giới điểm một lần nữa bị tu bổ lại, ngươi có thể hay không lại phá giải rơi? Trống trơn nhi nói, chịu nhất định có thể, chính là thời gian bên trên không tiện đem nắm. Dạng này không gian giới điểm cũng luôn luôn đang không ngừng biến hóa bên trong, ta lần trước là trong lúc vô tình tìm được nó nội bộ quy luật, cho nên mới có thể nhanh như vậy liền phá giải đến một bước cuối cùng, hiện tại nặng mới thu bổ tốt, dùng lại là cái này cái gì vụ hải kỳ quan năng lượng, muốn lần nữa phá giải, liền muốn tìm vận may, có lẽ một tháng, có lẽ mấy năm, cũng khó mà nói. Mấy năm, Hắc Lân lại ngắt lời. Chúng ta nơi này mấy năm, trong bọn họ chính là 1-10 năm, bọn hắn còn có thể chống đỡ lâu như vậy sao? Ngươi không phải nói, vô cực giới lập tức liền muốn đổ sụp rồi. Lập tức đến ngọn nguồn là bao lâu? Trống trơn nhi không khỏi có chút uể oải nói, cụ thể ta cũng nói không chính xác, nhưng tối đa cũng liền còn có thể chống đỡ cái 2-3 năm, trước đây thật lâu, bọn hắn liền đang tìm kiếm đường ra, cái kia Thanh Dương Tổ Sư, liền là muốn cưỡng ép xuyên qua giới điểm lại trở lại bên này liên lạc với ngươi, kết quả tại không gian chi lực áp bách dưới, linh thân bất ổn, như vậy tiêu tán. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm lập tức lại sửng sốt, lại không nghĩ tới, Thanh Dương Tổ Sư lại nhưng đã vẫn lạc. Nhớ lại Thanh Dương Tổ Sư đối với hắn đủ loại yêu mến, Tiêu Phàm trong lòng một trận bi thống. Hắc Lân lại tiếp tục nói, còn có a, người bên ngoài cũng cùng không được lâu như vậy, bọn hắn tình huống càng hỏng bét, khả năng ngay cả mấy ngày đều không chịu đựng nổi. Chúng ta được tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Cái gì người bên ngoài? Trống trơn nhi có chút không hiểu thấu. Hắc Lân liền là đem Nam Châu Liên Quân đứng trước ma quân trong ngoài giáp công tình hình, hướng trống trơn nhi giải thích vài câu. Dạng này a, kia thật đúng là phiền phức. Chấm ngoặc kép, trống trơn nhi nghe vậy cũng không khỏi phải gấp mắt. Chương 1414, Thiên Bằng Chi Lực. Tiêu đại ca, nếu như có thể đem sư phụ ngươi bọn hắn từ vô cực giới cứu ra, bên ngoài phiền phức không phải giải quyết dễ dàng a. Trống trơn nhi đầu óc động phải cực nhanh, trừng mắt nhìn, nói. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, nói, là như thế này. Mấu chốt ngay tại ở, ngươi cần phải bao lâu mới có thể phá giải cái không gian kia giới điểm. Trống trơn nhi nói, nếu như lần trước như thế, vận khí cực tốt lời nói, có lẽ 10 ngày nửa tháng liền đủ rồi, nếu là vận khí không tốt ta không có thể xác định. 10 ngày nửa tháng, Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, song mi nhíu chặt. Hắn biết liên quân tình huống tại ưu thế tuyệt đối binh lực trong ngoài giáp công phía dưới, ngăn cản nửa tháng, độ khó cực lớn. Dù coi như đứng vững, thương vong cũng nhất định cực kỳ thảm trọng. Quan trọng chính là, nếu như trống trơn nhi có thể bảo đảm nhiều nhất nửa tháng liền có thể đại công cáo thành, có lẽ hắn đem tin tức đưa đến ngoài thành, liên quân liều chết tác chiến, có lẽ có thể chống đỡ xuống dưới. Nhưng trống trơn nhi lại không có cách nào cho hắn dạng này cam đoan. Còn có một cái biện pháp có thể thử một chút, bất quá tương đối mạo hiểm. Chấm ngoặc kép, trống trơn nhi nhìn qua Tiêu Phàm, muốn nói lại thôi. Ai nha, ngươi mau nói a. Hắc Lân lập tức liền không kiên nhẫn, chu đỏ chói miệng nhỏ kêu lên. Dùng Chấn Thiên Cung, trống trơn nhi nói, Chấn Thiên Cung là lấy thiên bằng vật liệu luyện chế mà thành, tăng thêm kim vũ tiễn, có xé rách hư không đại thần thông. Có 7 chắc chắn 8/10, có thể cưỡng ép xé mở không gian giới điểm.
Bất quá phong hiểm cũng không tiểu. Không gian bên trong này đã cực không ổn định, ta lo lắng một tiếng hạ xuống, sẽ lập tức gây nên phản ứng dây chuyền. Ngay cả ngươi đều khống chế không nổi. Tiêu Phàm lập tức nhìn chằm chằm hỏi một câu. Ta có thể hết sức thử một chút. Trống Trơn Nhi rất cẩn thận nói. Loại này cẩn thận ngữ khí cùng thần sắc thế nhưng là rất ít ra hiện trên mặt của hắn. Tốt, ta có thể đem Chấn Thiên Cung cùng Kim Vũ Tiễn đều giao cho ngươi. Trống Trơn Nhi vội vàng khoát tay, nói, ngươi giao cho ta vô dụng, ta kéo không ra cây cung kia, ngươi có lôi bằng nội đan. Ngươi mới có thể kéo đến mở. Tiêu Phàm không khỏi mở to hai mắt nhìn, nói ta vào không được, ngươi biết. Cho tới bây giờ, hắn đều chỉ có thể nguyên thần xuất khiếu, lấy linh thân hình thức tiến vào Càn Khôn Đỉnh. Nhưng linh thân là tuyệt đối kéo không ra Chấn Thiên Cung. Trên thực tế, liền xem như Tiêu Phàm bản nhân. Cũng giống vậy kéo không ra Chấn Thiên Cung, nhất định phải mượn nhờ tạo hóa trong nhẫn chứa đựng lôi bằng chi lực lấy trong cơ thể hắn lôi bằng huyết mạch làm dẫn, mới có thể kéo ra thiên bằng chi cung. Trống Trơn Nhi nói, cái này ta đến nghĩ biện pháp. Trong cơ thể ngươi mang theo rất nhiều loại khác biệt thánh linh huyết mạch lực lượng pháp tác cùng Càn Khôn Đỉnh, lên xung đột nhục thân nhập đỉnh, thời gian dài ở bên trong. Khẳng định không được, bảo vật thông linh, vì an toàn của ngươi, Càn Khôn Đỉnh, sẽ chủ động đưa ngươi cản tại bên ngoài. Ta có thể nghĩ biện pháp tạm thời lừa qua nó, thả ngươi đi vào. Nhưng ở bên trong có thể đợi bao lâu? Vậy ta cũng không rõ ràng, nhìn ngươi có thể gánh bao lâu? Tiêu Phàm không khỏi giật mình, ngươi có thể lừa qua Càn Khôn Đỉnh. Không nghĩ tới Trống Trơn Nhi đối Càn Khôn Đỉnh, đã quen thuộc đến trình độ như vậy, ở xa hắn cái chủ nhân này phía trên. Có thể, trong thời gian ngắn khẳng định không có vấn đề. Lần này, Trống Trơn Nhi ngược lại là lòng tin 10 phần kỳ thật. Chờ ngươi hoàn toàn luyện hóa lôi bằng nội đan về sau, có thể rất tốt thu liễm trong cơ thể ngươi lực lượng pháp tắc. Ngươi cũng giống vậy có thể nhục thân nhập đỉnh, nghĩ ở bên trong đợi bao lâu liền đợi bao lâu. Tốt vậy liền việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hành động đi. Tiêu Phàm quả quyết nói. Trống Trơn Nhi nhẹ gật đầu, tay trái bấm quyết. Miệng lẩm bẩm, tay phải bắt đầu kết ấn. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa không gian chi lực cuốn tới, đem hắn bao phủ nó hạ. Cỗ này không gian chi lực đúng là hắn quen thuộc, mang theo Trống Trơn Nhi rõ ràng ấn ký cũng đã ẩn chứa một tia pháp tắc ở bên trong, cùng Càn Khôn Đỉnh lực lượng pháp tắc không có sai biệt. Tiêu Phàm thậm chí cảm thấy phải còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ một ngày kia Trống Trơn Nhi thật lại biến thành Càn Khôn Đỉnh khí linh cùng Càn Khôn Đỉnh hợp làm một thể. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, như thế cũng không có gì không tốt. Nếu thật là Trống Trơn Nhi thành Càn Khôn Đỉnh khí linh, hắn có thể tùy thời cùng Trống Trơn Nhi câu thông, đối Càn Khôn Đỉnh thúc đẩy, khẳng định sẽ nâng cao một bước, càng thêm thuận buồm xuôi gió, Càn Khôn Đỉnh rất nhiều lớn uy lực đều có thể phát huy ra tới. Vẫn còn là chuyện tốt một cọc, ngươi đừng kháng cự, ta mang ngươi đi vào. Trống Trơn Nhi rất nhanh liền kết ấn hoàn tất, thấp giọng nói, bộ dáng lấm la lấm lét tựa hồ sợ Càn Khôn Đỉnh sẽ nghe tới lời của hắn, phát giác hắn âm mưu quỷ kế. Tiêu Phàm rất trịnh trọng gật đầu. Trống Trơn Nhi nhẹ nhàng khoát tay, Tiêu Phàm thân thể liền phiêu nhiên nhi khởi, hai người chậm rãi hướng Càn Khôn Đỉnh, miệng đỉnh bay đi, Hắc Lân không chớp mắt nhìn lấy bọn hắn, cũng không cùng lấy đi. Nàng phải ở đây vì Tiêu Phàm hộ pháp, cũng không thể để Càn Khôn Đỉnh cứ như vậy lẻ loi trơ trọi bầy ở chỗ này. Độc lập cỡ nhỏ không gian ra rất nhanh liền tiếp cận Càn Khôn Đỉnh, miệng đỉnh không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào, hào quang màu nhũ bạch lóe lên, liền không thấy bóng dáng. Sau một khắc Trống Trơn Nhi cùng Tiêu Phàm tại Càn Khôn Đỉnh bên trong hiện thân mà ra, trực tiếp xuất hiện tại Trống Trơn Nhi mở cái kia tiểu hoa viên. Tiêu Phàm không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Trên thực tế, trước mắt hắn hoàn toàn ở vào Trống Trơn Nhi lâm thời mở không gian độc lập bên trong, chỉ cần Càn Khôn Đỉnh không có phát giác được dị dạng, lực lượng pháp tắc liền sẽ không bài xích hắn. Bất quá Trống Trơn Nhi rõ ràng hết sức cẩn thận, khu xử không gian độc lập đi tiến vào tại hoa gian đường mòn phía trên, tốc độ rất chậm tựa hồ sợ một khối, liền sẽ xảy ra sự cố. Dù là như thế, bọn hắn đến kia, hỗn độn quảng trường cũng không bao lâu thời gian, ngược lại là tại Trống Trơn Nhi mở đầu kia sâu chuỗi không gian thông đạo bên trong tốn hao thời gian càng nhiều hơn một chút. Cuối cùng, bọn hắn đi tới kia phiến hoang vu không gian, Tiêu Phàm lại một lần nữa nhìn thấy cái kia lập lòe tỏa sáng không gian giới điểm. Nhìn qua, so với lần trước hắn nhìn thấy lúc càng thêm dày đặc rắn chắc một chút. Nhìn vốn là kém một chút, hiện tại ngược lại so trước kia càng rắn chắc. Trống Trơn Nhi nói, lại có chút hận hận. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm không gian kia giới điểm, hai mắt có chút bắt đầu híp mắt, cổ tay khẽ đảo, kim sắc quang mang lấp lánh, thiên bằng chi cung đã phù hiện trong tay hắn. Đúng lúc này, ba, một tiếng vang nhỏ, phảng phất bọt xà phòng vỡ vụn, cỡ nhỏ không gian độc lập nháy mắt sụp đổ. Ai nha, ngươi quá gấp gáp. Chấm ngoặc kép. Trống Trơn Nhi kêu lên,
Bất quá cái này nhắc nhở thực tế quá trễ. Không gian độc lập vỡ nát nháy mắt, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một cỗ to lớn cự lực bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng áp bách mà đến, dù là Tiêu Phàm sớm đã có chuẩn bị, trong nháy mắt kích phát cự linh tộc kim cương thiết cốt cùng cự linh biến thân hai đại thiên phú thần thông, cũng vẫn cảm thấy áp lực như là Thái Sơn nặng nề, toàn thân xương cốt đều lốp bốp vang lên, nay đã thụ thương xương cốt càng là đau đến toàn tâm. Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, hạo nhiên chính khí lưu chuyển toàn thân, vô cực long tượng công cũng kích phát ra đến, trong chốc lát toàn thân trên dưới bảo quang lưu chuyển, khó khăn lắm đứng vững kia gỗ to lớn cự lực. Lúc này, Trống Trơn Nhi đã không có thời gian lại chú ý tình hình của hắn, mà là phi thân lên, hướng về không gian giới điểm kích bắn đi, người giữa không trung tay trái đã bấm quyết miệng bên trong niệm chú, tay phải năm ngón tay luân chuyển, từng đạo pháp quyết đánh ra, đã bắt đầu tại không gian giới điểm bốn phía bắt đầu cấu trúc không gian pháp trận. Nguyên bản hắn dự định chờ mình bố trí tốt không gian pháp trận về sau, lại để cho Tiêu Phàm từ không gian độc lập bên trong ra, hết thảy đều có thể ung dung không vội. Ai ngờ Tiêu Phàm bỗng nhiên liền lộ ra thiên bằng chi cung. Đây chính là mấy loại trời giống chim thánh linh vật liệu luyện chế mà thành, ẩn giấu đi nhiều loại lực lượng pháp tắc, hắn lâm thời cấu trúc cái này không gian độc lập lập tức liền không chống chịu được tại chỗ sụp đổ. Càn Khôn Đỉnh, như là đã cảm nhận được dị chủng lực lượng pháp tắc tồn tại, lại nghĩ dùng lâm thời không gian đem Tiêu Phàm ngăn cách, vậy liền muôn vàn khó khăn. Phải đuổi tại Tiêu Phàm ngăn cản không nổi trước đó, cấu trúc tốt cái không gian này phòng hộ pháp trận, không phải liền phí công nhọc sức. Trống Trơn Nhi động tác nhanh, Tiêu Phàm động tác cũng không chậm, một đỉnh ở áp bách tới to lớn cự lực, lập tức liền tay trái cầm cung, tay phải kim sáng lóng lánh, kim bằng tôn giả bản mệnh lông vũ nổi lên, đảo mắt hóa thành một chi quang mang chói mắt kim sắc vũ tiễn, nhận tại trên dây cung. Kim bằng tôn giả tu vi kém xa tít tắp trời sinh thánh linh, hắn bản mệnh lông vũ tự nhiên không phải tốt nhất thiên bằng chi tiễn, nếu là lấy từ kim xí đại bằng hoặc là ngân dực lôi bằng thậm chí là thiên phượng bản mệnh lông vũ, đây mới thực sự là thiên bằng chi tiễn, xé rách không gian, mọi việc đều thuận lợi. Bất quá lấy Tiêu Phàm tu vi cảnh giới mà nói, có thể thúc đẩy kim bằng tôn giả bản mệnh lông vũ, đã coi như là vô cùng ghê gớm. Trời sinh thánh linh bản mệnh lông vũ tạm thời còn không phải hắn có thể hy vọng xa vời. Nguyên bản yên lặng đợi tại hắn đan điền khí hải bên trong lôi bằng nội đan, bị hạo nhiên chính khí ép một cái, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng cự lực, Tiêu Phàm dẫn lĩnh cái này cỗ cự lực, phía bên phải tay trên ngón tay tạo hóa giới đánh tới. Tạo hóa trong nhẫn, đã tích xúc không ít thiên bằng chi lực, đều là những ngày này, từng giờ từng phút tích xúc. Từ khi đem thiên bằng chi lực dẫn vào tạo hóa giới liền rốt cuộc cho không tiến vào cái khác linh lực. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng biết đây không phải trạng thái bình thường, nhưng muốn cải biến lại tình hình này, tổng cũng muốn chờ hắn triệt để luyện hóa lôi bằng nội đan để bản thân sử dụng mới được. Tạo hóa trong nhẫn thiên bằng chi lực bị cái này cỗ cự lực xông lên, lập tức cũng sôi trào mãnh liệt, rất nhanh liền mất đi khống chế, hướng ngoại bên cạnh điên cuồng dũng mãnh lao tới. Mở! Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, trên trán gân xanh nổi lên, hai cái cánh tay bên trên cơ bắp từng đầu nâng lên, nháy mắt liền từ ôn tồn lễ độ vô cực môn trưởng giáo chân nhân, biến thành toàn thân gân đột chiến thần. Kim sắc thiên bằng chi cung, cạc cạc rung động, một chút xíu bị kéo ra tới. Thiên bằng chi tiễn quang mang lóa mắt, bốn phía thiên địa linh khí, điên cuồng hướng lấy kim vũ tiễn bên trong tụ đến, trong bất chi bất giác lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, hình thành một cái cự đại kim sắc vòng xoáy linh lực, khí thế kinh người. Chờ thêm chút nữa, ta vẫn chưa hoàn thành. Chấm ngoặc kép, Trống Trơn Nhi thấy thế, không khỏi kêu to lên. Ngươi nhanh lên nữa, ta khống chế không nổi. Tiêu Phàm cắn răng nghiến lợi kêu lên. Ta biết, chấm ngoặc kép. Trống Trơn Nhi kêu to, tay phải năm ngón tay luân chuyển, động tác nhanh làm cho người khác hoa mắt. Mà Tiêu Phàm thiên bằng chi cung cũng đã mở như trăng tròn, trên dây cung thiên bằng chi tiễn, biến thành một vòng kim sắc mặt trời, lóe sáng tiễn trên đầu, linh khí hội tụ, sắc bén phi phàm. Chương 1415, sư đồ trùng phùng. Tốt chốc lát, Trống Trơn Nhi rít lên một tiếng, đồng thời thân thể nhoáng một cái, tựa như tia chớp hướng một bên kích xạ mà đi, từ đầu đến cuối, hai mắt sáng ngời, gắt gao tiếp cận kim quang kia chói mắt thiên bằng chi tiễn, gương mặt non nớt bên trên không che giấu chút nào hiện lên vẻ sợ hãi. Hắn là không gian sở sinh yêu linh, có thể xé rách hư không thiên bằng chi lực, trời sinh chính là khắc tinh của hắn, nhất là thấy thiên bằng chi cung uy thế như vậy, càng là trong lòng lật lật. Mắt kiến không không nhi rời đi không gian kia giới điểm đã có một khoảng cách, Tiêu Phàm không thể kiên trì được nữa, phải nhẹ buông tay, thiên bằng chi tiễn hóa thành một đạo kim sắc phích lịch hướng na không gian giới điểm kích bắn đi. Giờ khắc này, toàn bộ không gian đều đang không ngừng lắc lư, nguyên bản tương đối ổn định không gian chi lực kịch liệt sôi trào, thoáng như bình tĩnh biển cả, bỗng nhiên bộc phát ra đại hải khiếu, khí thế kinh người đến cực điểm. Vốn cho rằng đã lẫn mất đủ xa, Trống Trơn Nhi không khỏi kinh hô một tiếng, dưới chân độn quang cùng một chỗ, lại hướng càng xa xôi vọt tới.
Một tiễn này, vậy mà đã ẩn ẩn cảm ứng được lực lượng pháp tắc. Đây là gì chờ kinh người? Một tên hạ giới nguyên anh kỳ tu sĩ, một tiễn bắn ra thế mà lại kích thích lực lượng pháp tắc cứ việc cực kỳ yếu ớt, như có như không, lại thật sự là cảm ứng được. Trong khoảnh khắc kim vũ tiễn liền bắn tới không gian giới điểm, ngoài dự liệu chính là cũng không có phát sinh trong dự đoán kinh thiên cảnh tượng, mà là, xùy, một tiếng, giống nung đỏ đao nhọn cắm vào mỡ bò bên trong, ngay cả nửa điểm trở ngại đều không có, cắm xuống mà tiến vào, như vậy không thấy bóng dáng. Không gian kia giới điểm lập tức lấp đầy như lúc ban đầu, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. A, trống trơn nhi song mi dương lên tựa hồ rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ chính mình suy đoán có sai? Ngày này bằng chi tiễn cũng không thể xé rách không gian giới điểm. Tiêu Phàm ánh mắt nhìn sang, trống trơn nhi lập tức nhún vai, mở ra hai tay, một bộ cũng là không hiểu thấu bộ dáng. Đúng lúc này, vừa mới hòa tĩnh hạ đi hoang vu không gian, bỗng nhiên lại nhẹ nhàng run bỗng nhúc nhích phảng phất đang bình tĩnh trong hồ nước ném xuống một viên hòn đá nhỏ, nổi lên từng vòng nhàn nhạt gợn sóng. Ngay sau đó, lại là phù phù một tiếng. Ném xuống một viên càng lớn tảng đá trên mặt nước từng vòng gợn sóng dập dần lái đi. Còn không có cùng Tiêu Phàm cùng trống trơn nhi lấy lại tinh thần, bịch một viên cự thạch từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện tiến vào hồ nước. Sóng lớn phóng lên tận trời. Toàn bộ không gian đều kịch liệt đung đưa, một cỗ hủy diệt lực lượng. Từ không gian giới điểm chỗ phun ra ngoài. Cho Tiêu Phàm cảm giác chính là hắn đứng tại một cái súng phun lửa chính diện, cái kia đạo nóng bỏng hỏa long chính hướng hắn nhào tới trước mặt. Mặc dù hắn đã cách đủ xa, một cảm ứng được cái này cỗ hủy diệt không gian chi lực. Vẫn không do dự chút nào thân thể nhoáng một cái, lấy tốc độ nhanh nhất hướng một bên thuấn di lái đi. Hắn nhìn ra được mặc dù thời gian vội vàng. Trống trơn nhi lâm thời bố trí cái kia phòng hộ pháp trận, hay là rất lợi hại. Cái này cỗ hủy diệt lực lượng từ không gian giới điểm chúng phun ra, lập tức liền bị phòng hộ pháp trận suy yếu rất nhiều. Bằng không mà nói, chỉ sợ cái này hoang vu không gian sẽ lập tức sụp đổ. Cái này cỗ hủy diệt lực lượng khó khăn lắm phun đến Tiêu Phàm lúc trước đứng vị trí cuối cùng đã tới cường nỗ chi kết thúc. Tan biến tại vô hình. Lúc này, nguyên bản dày đặc ngưng cố không gian giới điểm chỗ, đã vỡ ra một đạo lỗ hổng lớn, từng đạo cuồng bạo không gian loạn lưu từ cái kia đạo lỗ hổng lớn bên trong tuôn ra, hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Tu sĩ tầm thường nhìn thấy dạng này cuồng bạo không gian loạn lưu, sớm đã dọa đến sợ đến vỡ mật, lòng bàn chân bôi dầu, bỏ trốn mất dạng. Trống trơn nhi cùng Tiêu Phàm thấy thế, lại không hẹn mà cùng thở phào một hơi, trên mặt đều lộ ra lại là nhẹ nhõm lại là vẻ mặt vui mừng. Không gian này loạn lưu mặc dù cuồng bạo, dù sao còn không tính là không gian phong bạo, từ đó có thể biết, xé rách hư không về sau đưa tới phản ứng dây chuyền, cũng không có theo dự liệu nghiêm trọng như vậy, mà là bị phòng hộ pháp trận thành công suy yếu không ít. Loại trình độ này không gian loạn lưu còn không đến mức gây nên giới điểm bên kia tiểu thế giới sụp đổ. Mắt kiến không ở giữa loạn lưu cuốn tới, trống trơn nhi cùng Tiêu Phàm đều riêng phần mình kết ấn, dễ dàng liền đem không gian loạn lưu ngăn tại bên ngoài, từ bên cạnh bọn họ bay sượt mà qua. Cũng không biết quá khứ bao nhiêu thời điểm, ầm ầm tiếng bạo liệt dần dần ngừng, kim quang lóe lên, một viên kim sắc vũ tiễn từ trong vết nứt không gian bắn ra, Tiêu Phàm nâng tay khẽ vẫy, cái kia kim sắc vũ tiễn phát ra một tiếng cứng cáp huýt dài, đảo mắt hóa thành một viên dài vài thước kim sắc lông vũ, bay đến Tiêu Phàm trong tay. Tiêu Phàm cổ tay khẽ đảo, đem cái này mai bản mệnh lông vũ thu vào, lập tức không chớp mắt tiếp cận đầu kia vết nứt không gian. Chỉ thấy nước trong khe, tràn ngập trận trận vầng sáng màu trắng noãn, Tiêu Phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, đem thiên nhãn thần thông vận làm đến cực hạn, cũng vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy đầy mắt màu ngà sữa, không có những vật khác. Trống trơn nhi, vào xem. Tiêu Phàm kêu lên, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền muốn hướng na khe hở bên trong vọt tới, có chút vội vã không nhịn nổi muốn biết vết nứt không gian phía sau, đến cùng có thứ gì. Đừng nóng vội, bọn hắn ra đến rồi. Trống trơn nhi đều đứng tại chỗ không nhúc nhích kêu lên. Kỳ thật Tiêu Phàm cũng đã cảm ứng được thần niệm chi lực lướt qua tại kia vết nứt không gian bên trong cảm ứng được không ít bóng người. Siêu, trong nháy mắt mấy người từ trong vết nứt không gian kích bắn ra. Đi đầu một người, sâu bạc trắng tóc trắng áo choàng đạo bào, hồng quang đầy mặt uy nghiêm bên trong ẩn hàm hiền lành thái độ chính là Tiêu Phàm quen thuộc vô so khuôn mặt. Giờ khắc này Tiêu Phàm bỗng nhiên liền ngây người, hai mắt ẩm ướt cái mũi ê ẩm trong cổ họng chắn đến kịch liệt vậy mà nói không ra lời. Chỉ thủy tổ sư ánh mắt cũng yên lặng rơi vào Tiêu Phàm trên mặt, không ngừng nhẹ nhàng gật đầu, đồng dạng không có vội vã tới. Rất hiển nhiên, chỉ thủy tổ sư nội tâm cũng kích động vô so, ngay tại dốc hết toàn lực ức chế kích động trong lòng chi tình. Sư phụ, rốt cục Tiêu Phàm trầm thấp gọi một tiếng, hai đầu gối khẽ cong, liền muốn đập phía dưới đi.
Bóng người trước mắt lóe lên, chỉ thủy tổ sư trong chớp nhoáng đến phụ cận ống tay áo lắc một cái. Một cỗ nhu hòa đại lực mãnh liệt mà tới, phảng phất một đôi bàn tay vô hình, nâng Tiêu Phàm song khuỷu tay, nhẹ nhàng đem hắn giơ lên. Lấy Tiêu Phàm dưới mắt tu vi, muốn mạnh mẽ đập phía dưới đi, không phải việc khó, nhưng mà Tiêu Phàm từ không có khả năng ngỗ nghịch sư phụ. Đối với sư phụ đến nói, đã cùng hắn phân biệt 5.600 năm lâu, cái này thật sự là một đoạn dài dằng dặc thời gian, hắn có thể nào vừa thấy mặt ngay tại sư phụ trước mặt hiển công phu. Tự nhiên là theo sư phụ cỗ này nhu hòa lực đạo, đứng dậy. Ngươi vẫn là như cũ, ta đây liền yên tâm, ta thật lo lắng, vừa ra tới nhìn thấy ngươi, liền thấy một cái tiểu lão đầu, giống như ta, vậy liền không xong. Chấm ngoặc kép. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, chỉ thủy tổ sư đã vuốt vuốt râu bạc trắng, cười lên ha ha. Chỉ thủy tổ sư tính tình cũng không khắc nghiệt, ngược lại 10 điểm hiền hòa sáng sủa, nhiều năm trước hai sư đồ trên địa cầu lúc chính là cũng vừa là thầy vừa là bạn, chung đụng được phi thường hòa hợp, tình cảm sâu vô cùng. Lần trước về tới địa cầu Tiêu Phàm phụ mẫu đều đã qua đời, người thân nhất, trừ đệ đệ, chính là sư phụ. Bất quá Tiêu Phàm rốt cuộc không nghĩ tới, phân biệt mấy trăm năm lại lần gặp gỡ, sư phụ đầu một câu chính là như vậy. Sững sờ phía dưới, cũng không khỏi nở nụ cười. Tiểu Phàm a, ngươi rất tốt, phi thường tốt, ta liền biết hai thầy trò chúng ta duyên phân chưa hết, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ còn gặp lại, cái này quan trọng trước mắt, đến cùng hay là ngươi đến đã cứu chúng ta. Chỉ thủy tổ sư đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Tiêu Phàm bả vai, vừa cao hứng lại là cảm khái muôn vàn. Sư phụ, lão nhân ra người được không? Cho đến lúc này, Tiêu Phàm mới hỏi ra một câu nguyên lành lời nói tới. Ta cũng rất tốt, ngươi xem một chút ta có được hay không? Chỉ thủy tổ sư cười ha hả, tâm tình cực kỳ vui vẻ. Trước đó vài ngày, hắn từ trống trơn nhi miệng bên trong biết được Tiêu Phàm tin tức, vẫn tại nghĩ đến sư đồ trùng phùng một ngày này, biết Tiêu Phàm tại cực kỳ chật vật hoàn cảnh dưới, trùng kiến vô cực sơn cửa trung hưng vô cực tổ địa, trong lòng có chút vui mừng. Bây giờ chính thức gặp mặt, về sau Tiêu Phàm tu vi cao cường, càng tại dự liệu của hắn phía trên, tự nhiên là cao hứng đến cực điểm. Tiêu Phàm lúc này mới thả ra thần niệm chi lực hướng sư phụ trên thân quét tới. Chỉ thủy tổ sư trên thân linh áp cực mạnh, nhiễm nhưng đã đạt đến tại nguyên anh hậu kỳ đại thành đỉnh phong cảnh giới, cùng chính hắn đồng dạng, chỉ kém một bước cuối cùng, liền muốn đặt chân ngộ linh kỳ. Theo sát tại chỉ thủy tổ sư sau lưng, còn có mấy chục nhân chi nhiều, nam nữ đều có trang phục khác nhau, nhiều lấy màu trắng bào phục làm chủ. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên, tuổi tác từ 20 tuổi đến hơn 100 tuổi, cao thấp không đều. Song khi Tiêu Phàm thần niệm đảo qua về sau, dù là Tiêu Chân Nhân ngày bình thường nhất quán chấn định tỉnh táo, gặp không sợ hãi cũng không khỏi phải sắc mặt đại biến. 8 tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, ngay cả cùng sư phụ ở bên trong, đứng tại phía trước nhất 8 người, 6 nam 2 nữ, một nước đều là nguyên anh hậu kỳ tu vi, từng cái anh hoa nội liếm khí thế khiếp người. Sau đó hơn 10 người thì từng cái đều có nguyên anh trung kỳ trở lên cảnh giới. Đều là quen thuộc vô cực truyền thừa khí tức, đa số tu luyện chính là hạo nhiên chính khí, cũng không ít tu luyện chính là những công pháp khác, nhưng đều không ngoại lệ, đều mang hết sức rõ ràng vô cực truyền thừa lạc ấn. Trống Trơn Nhi đã sớm cùng Tiêu Phàm nói qua, bên trong tiểu thế giới vô cực môn có mấy trăm vạn truyền nhân. Nhưng lại chưa nói cho Tiêu Phàm, vậy mà có được nhiều như vậy trong nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cấp cao. Chiếu cái này quy mô, nguyên anh sơ kỳ trở lên môn nhân, sợ không được có 100-200 người chi chúng. Đây là mạnh mẽ siêu cấp tông môn, Nam Châu Đại Lục thập đại chính đạo tông môn, thập đại ma đạo tông môn, lần lượt đếm qua đi, liền không có bất kỳ cái gì một nhà có mạnh mẽ như vậy thực lực. Sư phụ, lần này tốt, cái này thiên quân gánh nặng ta rốt cục có thể buông ra. Tiêu Phàm thở phào một hơi, chân tâm thật ý nói. Trống Trơn Nhi nói được rõ ràng, tại vô cực giới, chỉ thủy tổ sư chính là vô cực môn trưởng giáo chân nhân. Ở địa cầu thời điểm, chỉ thủy tổ sư cũng là thứ 6 đời thứ 13 trưởng giáo, Tiêu Phàm là đời thứ 64. Chỉ thủy tổ sư vuốt râu cười to, nói Tiểu Phàm cũng không mang dạng này lắc lư sư phụ a, mấy trăm năm không gặp ngươi vừa thấy được sư phụ đầu một sự kiện chính là muốn trộm lười. Chẳng lẽ cái này thiên quân gánh nặng, không phải ngươi cái này trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng đến gánh chịu, còn muốn ta lão đầu tử này đến gánh. Trong thiên hạ, không có đạo lý này. Tiêu Phàm lập tức nghẹn lời, hắn chỉ muốn đến tôn vị, lại không khỏi thua thiệt hiếu đạo. Hắc hắc, ta vô cực môn trấn giáo tam bảo, càn khôn đỉnh, huyền vũ giáp, tạo hóa giới, bây giờ đều tại một mình ngươi trong tay, ngươi không làm cái này trưởng giáo chân nhân, đừng bảo là người khác, sư phụ nơi này, đầu một cái liền không qua được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1415.